Hơn nữa Hàn Lập cả ngày cũng chỉ ở trong dược viên, cũng ít khi ra ngoài gặp người khác, cho nên số người biết đến hắn ít đến đáng thương. Có lẽ chỉ có vị truyền công sư huynh Ngô Phong kia cùng vu chấp sự bách cơ đường thì ngẫu nhiên mới nhớ tới Hàn Lập. Dù sao đối với hai người này, khi thỉnh giáo công pháp cùng mỗi tháng nhận linh thạch thì mới thấy mặt hắn. Mặc kệ người khác xem mình như thế nào, Hàn Lập đối với việc ẩn cư tu hành trước mắt phi thường vừa lòng, mà vị lão nhân mỗi kỳ đến thu lấy số dược liệu nhất định đối với hắn rất vừa lòng. Dù sao trông hàn lập như vậy, mỗi lần đều có thể giao đủ số vật phẩm quy định, hơn nữa không cần có thêm đệ tử quản lý vườn, hắn làm sao còn có thể tìm được. Vì thế lão nhân giữ lại vị kỳ tài quản lý vườn hàn lập này, mỗi lần thưởng linh thạch cho hắn càng ngày càng nhiều, mức trước đây là mỗi tháng 2 khối linh thạch cấp thấp, cho đến hôm nay mỗi tháng là 5 khối. Làm cho hàn lập trở thành người có thu nhập cao nhất trong hàng đệ tử cấp thấp, phải biết rằng bình quân thu nhập của các đệ tử bình thường khác cũng chỉ có mỗi tháng 3 khối linh thạch mà thôi điều này làm cho hàn lập đối với vị mã sư bá này hảo cảm càng tăng thêm không ít còn vị diệp đại đường chủ đổi ý nuốt hết hơn phân nửa vật phẩm của hắn nghe nói cháu của hắn sau khi phục dùng chúc cơ đan không có khả năng chúc cơ thành công bất đắc dĩ dừng lại tại đỉnh điểm của luyện khí kỳ làm cho hắn ảo não không ít mà hàn lập sau khi nghe nói việc này thầm cười hắc hắc cảm thấy tâm tình lập tức sảng khoái đi rất nhiều mặt khác dưới sự hỗ trợ của vô số đan dược trường xuân công của hàn lập rốt cuộc liên tiếp đột phá hai tầng Tiến vào cảnh giới tầng 11, làm cho hắn đạt tới trình độ trung đẳng trong số đệ tử cấp thấp trong cốc. Mà lúc này Hoàng Long đan cùng Kim Tủy hoàn cũng hoàn toàn mất đi công hiệu, cho dù uống nhiều cách mấy đi nữa, một chút hiệu quả cũng không có. Kể từ đó, Hàn Lập liền không thể không đem kế hoạch trước đó, chuẩn bị tìm hiểu về các loại đan dược khác. May mắn chính là, trong cốc lúc này không có người nào đối với vô danh tiểu tốt như hắn mà cảm thấy hứng thú, cho nên chỉ cần ăn nói cẩn thận một chút hành vi hành động của hắn sẽ không khiến cho người nào khác chú ý. chương 153, Nhạc Lộc Điện, Hàn Lập đứng tại một thạch đài trên sườn núi Vu Quân Sơn, mà ở cuối cái đài rộng hơn mời trượng đó, có một cái động phủ hoàn toàn được trận pháp che giấu Nhạc Lộc Điện. Nhạc Lộc Điện này chính là nơi cất giấu các bộ sách, phương pháp điều chế cùng với các mật thuật liên quan đến việc luyện chế đan dược, pháp khí của Hoàng Phong Cốc cũng là nơi cung cấp các loại công cụ phụ trợ luyện đan, luyện khí cùng một vài nguyên liệu thường dùng có thể nói là một trong những nơi quan trọng nhất của sơn môn bởi vậy nơi này chẳng những cấm chế rất nhiều trận pháp tầng tầng bao phủ lại thường xuyên có hơn trăm đệ tử tuần tra đề phòng ở phụ cận để ngừa ngoại địch xâm lấn thậm chí còn có người nói rằng có một vị sư thúc tổ kết đan kỳ cũng ở trong điện điện nay quanh năm bế quan tỏa trấn để tránh các đại cao thủ khác xâm nhập nơi đây hàn lập sau khi đã thu thập hết tất cả các tư liệu liên quan hết vào đầu thì thản nhiên bước về phía trước hắn mới vừa tới nơi như này, đã cảm thấy nhiều ánh mắt cảnh giác từ một nơi bí mật gần đó đánh giá hắn mấy lần, nhưng có thể do thấy hàn lập pháp lực tầm thường, cho nên rất nhanh thu liếm lại. Nhưng cho dù như thế, cũng làm cho hàn lập thầm giật mình. Những người này nếu có thể làm cho hắn không cách nào cảm ứng được vị trí, điều này đã nói lên đối phương hoặc là có pháp khí ẩn giấu thân hình cực tốt, hoặc là pháp lực hơn xa hắn, đều là đệ tử tinh anh từ tầng 12 trở lên. Điều này làm cho Hàn Lập không thể không càng thêm cẩn thận. Sau khi tiến lên vài bước, hắn ngừng lại, sau đó thấp giọng niệm vài câu khẩu quyết, rồi đưa tay lên, một đạo hồng quang từ trong tay hắn bay ra, đập vào phía trước có vẻ như trống không. Kết quả sau khi một trận không gian sao động xảy ra, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bức tường ánh sáng lóe hồng quang, ngay sau đó có hai đệ tử mặc đồ đỏ cũng xuất hiện phía sau bức tường ánh sáng. "Là ngươi phá cấm pháp?" Một gã hồng y đệ tử lạnh lùng nói, "Tại Hạ Hàn Lập, là, chúng ta không quan tâm ngươi là ai." nếu chưa đạt đến chúc cơ kỳ vậy khẳng định là có người đảm bảo đưa tín vật của người bảo đảm ra đi tên đệ tử này không nhịn được cắt ngang lời hàn lập giải thích hàn lập nghe thấy người này nói cũng không chút khách khí cũng không tức giận thần sắc tự nhiên từ trong áo lấy ra một cái ngọc phù sau đó quăng ra trên mặt đất trước mặt lúc này người hồng y đệ tử lạnh lùng đưa tay điểm lên trên bức tường ánh sáng một cái một cái lỗ nhỏ xuất hiện mà một gã hồng y đệ tử khác chưa từng mở miệng đưa tay nhẹ nhàng vẫy một cái Kết quả ngọc phù của Hàn Lập giống như là có cánh, tự động thông qua cái lỗ nhỏ trên bức tường ánh sáng mà bay vào tay hắn. Mã Sư huynh là người đảm bảo cho ngươi." Vừa xem miếng ngọc phù người Hồng Y có chút kinh ngạc mở miệng nói. "Đích thật là Mã sư bá đã cấp cho tại hạ tín vật này, Hàn Lập thành thật hồi đáp. Nhưng trong lòng lại thấy hoảng sợ, hai gã Hồng Y này tuổi chưa cao mà đã là trúc cơ kỳ cao thủ, điều này làm cho hắn kinh hãi không nhỏ. Phải biết rằng tại tu tiên phái, không phải lấy nhập môn sớm hay muộn để nói về tư cách mà đều là xem cảnh giới nông sâu đến đâu mà phân thân phận. Dù sao con đường tu tiên thì ai cũng có thể trở thành thầy. Là vị mã sư huynh cả ngày si mê luyện đan sao. Vị hồng y đệ tử ở bên cạnh, cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cũng không phải là không thể, hắn có thể đảm bảo cho người này. Thật khiến cho người ta giật mình, người không phải là thân truyền đệ tử hoặc là con cháu gì của hắn đấy chứ. Người hồng y sau khi cầm ngọc phù xác nhận mấy lần, nổi lên chút hít hiếu kỳ. Không phải, Vãn bối chỉ là thay thế cho mã sư bá trông coi dược viên mà thôi, nhưng vì cái tín vật này, đệ tử cũng đã phải đáp ứng trông coi miễn phí dược viên một năm. Hàn lập lúc này không dám chậm trễ, vội vàng cung kính đáp, nhưng trên mặt cũng thể hiện ra bộ dáng cười khổ. Những lời này của hắn nói là hết sức chính xác, nhưng thật ra ngay từ đầu, Hàn lập khi có chủ ý về cách điều chế, liền nghĩ ngay đến vị mã sư bá này. Bởi vì lão đầu này có nhiều dược thảo như vậy, khẳng định là đối với luyện đan rất thích nghiên cứu, cách điều chế đan dược trong tay nhất định là không thiếu. Cho nên Hàn Lập mấy tháng trước, thừa dịp lúc lão đầu tới nhận dược liệu, đã làm như vô tình thoáng hỏi một câu. Kết quả làm cho Hàn Lập mắt choáng váng chính là, lão đầu vừa nghe nói thế, lập tức lắc đầu quầy quậy, nói cái gì cũng không đồng ý. Dựa theo vị mã sư bá này nói, cách điều chế trong tay hắn đều là do vị đại sư luyện đan như hắn kinh nghiệm qua vô số lần thất bại mới có được, làm sao có thể tùy tiện đưa cho người khác, chuyện này tuyệt đối là không thể. Nhưng khi Hàn Lập cố gắng giải thích, hắn chỉ cần tìm hiểu cách điều chế nguyên thủy chưa bị thay đổi, thì lão đầu trợn mắt, không kiên nhẫn dứt khoát bảo Hàn Lập tự đi tới nhạc lộc điện mà tìm, cần gì phải làm phiền hắn như vậy. Cứ như vậy, Hàn Lập không thể làm gì khác hơn là lấy một năm tiền lương, đổi lấy tín vật bảo đảm của lão đầu, mới có chuyến đi đến nhạc lộc điện hôm nay. Ha ha, thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng Mã sư huynh đột nhiên sửa lại tính tình. Hai gã Hồng Y sau khi nghe nói nhìn nhau cười vị cầm trong tay ngọc phù vừa cười hì hì vừa nói. Được rồi, người vào đi. Hai gã hồng y đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết lên trên vách, kết quả trên vách mở ra một thông đạo, vừa đủ để cho một người đi vào. Hàn lập thấy vậy không chút trần chờ, lập tức thân hình chợt lẽ, người đã tiến vào bên trong. Bất quá tình hình phía sau bức vách, làm cho hắn rất là kinh ngạc. Do ở bên ngoài vị bức vách ánh sáng màu đỏ ngăn cản, cho nên Hàn Lập nhìn không rõ cảnh tượng bên trong, nhưng hiện giờ sau khi tiến vào, trước mắt xuất hiện một cái vách núi, ngoại trừ có một cái trận pháp nho nhỏ ra, thì cái gì cũng không có. Làm cho Hàn Lập buồn bực vô cùng, Ngọc Phu này cầm lại đi, sau này mỗi lần tới đây vẫn phải kiểm tra theo lệ, đây là quy củ nơi này sau khi thu hồi pháp quyết ở trên quách, người kiểm tra tín vật đưa Ngọc Phù trả lại cho Hàn Lập. Đa tạ hai vị sư thúc, Hàn Lập thu lại ánh mắt đánh giá chung quanh, tận lực làm ra vẻ cung kính hữu lễ, hy vọng lưu lại ấn tượng tốt cho hai người này, dù sao sau này cũng phải thường lui tới nơi đây. Ừm, theo ta đến đây, hiển nhiên tâm tư của Hàn Lập cũng không uổng phí, hai người thần sắc ôn hòa đi không ít. Dù sao người có thể tới nơi này, đại bộ phận đều là đệ tử ngang hàng với họ, tự nhiên sẽ không đa lễ giống như Hàn Lập, làm cho hai người bọn hắn đối với Hàn Lập có không ít hảo cảm. "Bất quá, Hàn sư điệt, người sao lại muốn đến Nhạc Lộc Điện này chứ? Phải biết rằng, bất luận khai lô luyện đan hay là khai đỉnh luyện khí, đều ít nhất là phải tới chúc cơ kỳ thì mới được, hiện tại cũng còn quá sớm." Một gã hồng y tùy ý hỏi, lúc này bọn họ đang dẫn Hàn Lập đi hướng tới trận pháp hình tròn. Vãn bối chỉ là từ chỗ mã sư bá nghe thấy rất nhiều chuyện về luyện đan, hơn nữa trông coi dược viên cũng có không ít nguyên liệu, cho nên muốn tới đây tìm vận khí, xem thử có cách điều chế nào thích hợp, luyện một chút đan dược tinh tiến công lực, dù sao tư chất của sư điệt thật sự không tốt, cho nên cần có sự hỗ trợ của ngoại lực Hàn Lập nội dung trả lời nửa thật nửa giả, cố ý đi chậm hơn nửa bước so với hai người. Như vậy sao? Bất quá sư điệt hy vọng cũng không phải quá lớn, sau khi đi vào đây ngươi sẽ rõ ràng ý tứ của ta một vị khác lắc nhẹ đầu, cũng không xem trọng mục đích chuyến đi này của Hàn Lập. Lúc này ba người đã đi tới trước trận pháp hình tròn, sau đó một vị hồng y ra dấu bảo Hàn Lập đứng ở giữa trận pháp, mà hai người hắn phân biệt đứng ở hai bên trái phải của trận pháp. Vốn muốn sử dụng truyền tống trận, phải thua một khối linh thạch cấp thấp, bất quá chúng ta xem ra sư điệt cũng là lần đầu tiên đến, cho nên lần này miễn thu, nhưng lần sau sẽ hoàn toàn sự vào quy củ một người cười nói mới vừa nói xong hai người rất thuần thục phân biệt hướng trên trận pháp đánh ra một đạo hồng quang sau đó mấy khối linh thạch vây quanh tòa trận pháp sáng lên không đợi hàn lập nói lời tạ ơn tới hai người đột nhiên cảm giác được một trận thiên toàn địa chuyển cảnh vật chung quanh cũng mơ hồ hẳn đi tiếp theo trước mắt tia sáng chợt lóe hàn lập đã đi tới một đại sảnh xa lạ dưới chân cũng đang đứng trên một tòa truyền tống trận giống như vừa rồi như đúc đây là truyền tống trận hay nghe nói tới, thật sự là kỳ diệu. Hàn Lập trong lòng sợ hãi than không thôi, sau khi đợi người đưa mình tới đây biến mất, mới đánh giá đại sảnh chung quanh. chương 154, hứa lão giữ tàng thất. Hàn Lập thấy đại sảnh này thực sự là kỳ lạ, chính xác đây là một căn phòng hình trụ lớn, đường kính khoảng 30 trượng, cao đến 4 năm trượng, vách tường hai bên là thủy tinh có màu đỏ nhạt, trên mặt đất có một lớp cát trắng màu bạc, làm cho người ta có cảm giác đại sảnh này rất sạch sẽ. Nhưng nếu ngước đầu nhìn lên thì sẽ rất ngạc nhiên phát hiện ra nóc đại sảnh lại có một cây nhũ trụ màu trắng, hơn nữa xung quanh còn rất nhiều thạch nhũ, trông y hệt một nhũ thạch động được con người cải tạo thành một đại sảnh. Xung quanh đại sảnh được phân bố thành ba thông đạo, vách bên trong hai thông đạo đầu tiên đều khắc lên văn tự cổ, thông đạo đầu tiên khắc chữ khí, cái thứ hai thì khắc chữ đan. Thông đạo cuối thì trống không, bên vách cũng chẳng có tiêu ký gì. Lúc này bên trong đại sảnh không có một bóng người. Hàn Lập hơi trù trừ một chút cuối cùng quyết định đi vào bên trong thông đạo khắc chữ Đan. Thông đạo này cũng không dài lắm, sau khi đi vài chục bước là đến cuối thông đạo thì xuất hiện một căn phòng. Bên trong phòng này chỉ có một cái bàn thật dài, ngoài ra còn một lão giả mặt đầy hồng quang đứng bên cạnh đang cười hì hì nhìn Hàn Lập. Phía sau mấy cái bàn là một chiếc giá được gắn lên tường, trên chiếc giá bầy la liệt các loại đỉnh lô nguyên liệu. Thậm chí có vài loại Hàn Lập chưa bao giờ nhìn thấy. Không đợi Hàn Lập mở mùn nói lão giả kia đã vui vẻ nói trước, vị tiểu hữu này chưa nhìn thấy bao giờ, chắc đây là lần đầu tiên tới nơi này. Cái địa phương quỷ quái này đích thực càng ngày càng ít người đến. Lão phu quen mặt tất cả những người hay đến đây, người tuổi trẻ như vậy mà đã tới nơi này thật sự là tốt quá. Lão giả lắc đầu nói, trên mặt không khỏi hiện ra vài tia quái quỷ. Về phần hần lập cũng phát hiện ra thiên nhãn thuật của mình đối với người này vô dụng, không thể nhìn ra tu vi của đối phương, Khẳng định lão giả này ít nhất là cao thủ trúc cơ kỳ, hắn cũng không dám chậm trễ. Vì vậy, vội vàng thi lễ nói, vãn bối ra mắt sư bá, sư điệt đúng là lần đầu tiên đến nhạc Lộc Điệt, nhất định còn phải thỉnh giáo nhiều điều ở sư bá. Hàn Lập cúi người thi lễ nói, anh bạn nhỏ có gì không hiểu thì cứ hỏi ta, mặt khác ta họ Hứa, cứ gọi là Hứa bá hoặc Hứa lão là được, cũng đừng gọi là sư bá gì đó. Lão phu chẳng muốn nghe cái từ này, lão giả vội vàng cải chính dường như rất để ý chuyện xưng hô thì phải. Vậy, vãn bối xin tuân mệnh, Hàn Lập do dự một chút rồi đáp ứng, trong lòng cũng thấy có đôi chút cổ quái. Ừm, người nói mục đích đến đây đi lão giả họ hứa hài lòng nói. Vãn bối muốn tìm một ít sách vở liên quan đến cách điều chế đan dược, vãn bối rất muốn nghiên cứu cách luyện đan Hàn Lập lời nói rất huyền chuyển, hẳn không muốn người ta phải chú ý đến mình làm gì. Luyện đan, các điều chế và sách vở. Thế thì đi theo cầu thang này mà lên điều Hàn Lập lấy làm kinh ngạc chính là lão giả này dường như không quan tâm đến mục đích của hắn, mà lập tức lấy ra một lệnh bài sau đó vận pháp quyết. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một thông đạo hướng lên nóc. Hàn Lập mừng rỡ, vội bước nhanh tới thông đạo, đang định đi lên lầu thì vị hứa lão kia đột nhiên lộ vẻ xào trá. Trên lầu hai muốn xem sách vở, thì thu phí một linh thạch một canh giờ, ngoài ra không được mang sách vở ra ngoài, muốn mang đi thì phải sao chép một cái khác rồi mang đi, muốn sao chép thu phí mỗi làn 10 linh thạch. Không đợi Hàn Lập kịp bước chân lên lầu 2 thì vị hứa lão sau lưng đã đọc ra điều kiện làm cho Hàn Lập suýt chút nữa muốn mắng to mấy câu. Thu phí như thế không phải quá cao sao, không cần phải nói đến 10 linh thạch một lần sao chép, chỉ tính đến đoạn canh giờ một linh thạch quả thật đủ cho các đệ tử phải dừng lại từ ngoài. Phải biết rằng, một gã đệ tử năm thứ nhất phải thông qua các loại công tác, một năm giỏi lắm kiếm được hai ba mươi khối linh thạch mà thôi. Chưa kể tính đến việc mỗi ngày tu luyện đều tiêu hao một số lượng linh thạch nhất định, trên thực tế mỗi người giỏi lắm cũng chỉ còn vài khối linh thạch. Thật sự khó mà chống đỡ nổi kiểu thu phí này của đối phương, tuyệt đối là bắt chẹt mà. Hàn Lập đối với lão già thái độ lập tức quay ngược 180 độ, không khỏi cảm thấy lão già này đúng là loại gian thương điển hình. Hàn Lập mặc dù ánh mắt xuất hiện vài tia khác thường, nhưng cũng không thèm nói gì thêm với lão già, mà ngược lại cũng không quay đầu ném một khối linh thạch cho lão già, rồi đi nhanh lên lầu thú vi không bị tiền thu phí hù dọa cho sợ xem ra đây đúng là tiểu tài chủ ha ha xem bộ dáng phen này có thể giàu to rồi vị hứa bá này thấy hàn lập hào sảng thể không khỏi cao hứng hai mắt như đèn pha nhìn khỏa linh thạch trong tay bất giác dùng sức lau vài cái rồi lại nhìn lại sắc mặt đầy vẻ ham tiền không thể nghi ngờ so với bộ dáng lúc ban đầu khác nhau một trời một vực còn hàn lập lúc này nén nỗi buồn bực lấy lại tâm trạng bình tĩnh sau đó mới cẩn thận đánh giá các vật phẩm tại lầu hai trên này so với tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, căn bản hắn vốn nghĩ trên này sẽ có vô số sách vở, hoặc các loại vật phẩm, nhưng xem ra ngược loại hoàn toàn. Căn phòng này tuy không nhỏ nhưng đồ vật trong đó thực sự quá ít. Phía trên có hai cái giá sách, ngoài ra còn một cái bàn và một cái ghế, toàn bộ gia sản của căn phòng này chỉ có thế. Mà trên giá sách cũng chỉ có hai ba chục quyển sách cũ kỹ, trên bàn lưa thưa vài chút giản rách nát, cùng với hai khối ngọc đồng nhìn không ra màu sắc. Sao lại nghèo nàn như vậy? chẳng lẽ ta tới nhầm chỗ, nơi đây đâu đáng gọi là tàng thư bí các của tu tiên đại phái. Rõ ràng là một cái thư phòng rách nát của tú tài nghèo hàn lập bị cảng tượng trong phòng đả kích không nhẹ, nếu không phải úy kỵ hứa lão kia pháp lực cao cường thì trá đã nhảy xuống lầu một chất vấn hắn một phen. Hít một hơi thật sâu, sau khi lấy lại bình tĩnh hàn lập tỉnh táo lại rồi đi tới giá sách phía trước tùy ý rút ra một quyển sách cẩn thận đứng xem. Thiên địa ngũ hành, ngũ tạng đối ứng, kim châm thứ vị, còn có hóa tinh xanh nguyên, quyển sách này hắn mới đọc vài câu lập tức thấy kinh ngạc, không khỏi chú ý đến tên sách bên ngoài. Hoa thị kim châm bí thuật năm chữ lớn hiện ra trong mắt Hàn Lập. Hàn Lập sắc mặt đúng là có chút khó coi, không phải sách này không ra gì, mà quyển sách này ghi loại bí pháp chữa bệnh bằng kim châm thế gian hiếm có, thậm chí có thể nói là khởi tử hồi sinh, kích phát tiềm lực của người bệnh một cách kỳ diệu. Nhưng kim châm thuật và luyện đan có quan hệ gì? điều làm hắn căm tức hơn chính là hắn sớm được xem qua quyển sách này ở chỗ mặc đại phu thậm chí có thể đọc thuộc lòng cả quyển đây rõ ràng là y thư nơi thế tục mà thôi chẳng hiểu tại sao lại xuất hiện ở chỗ này liên tiếp các nghi vấn xuất hiện trong đầu hàn lập làm cho hắn cảm thấy có một chút không giải thích được nhưng khi nhìn lướt qua tên của các quyển sách còn lại trên giá không khỏi cảm thấy càng thêm không hay hàn lập vội vàng đọc sơ qua một lượt các quyển sách trên giá mỗi lần đọc thêm một quyển thì ánh mắt lại trở nên thâm trầm hơn một chút Cuối cùng khi tất cả quyển sách trên kia đều đã xem qua, ánh mắt của Hàn Lập bây giờ như báo táp trong đêm tối vậy. 20 quyển sách kia khẳng định là không hề là luyện đan chi thư, tuyệt đối là y thuật cứu người. Đúng là các loại y thuật chữa trị đủ các chứng nan phương, ngoài ra còn có một quyển là tự thuật của cao thủ dùng độc, tất cả sách vở ở đây đúng là chỉ dùng trong thế tục mà thôi. Một canh giờ qua rồi, một là đi xuống hai là thêm một khối linh thạch nữa hứa lão đột nhiên đứng dưới lầu lên tiếng. Hàn Lập nghe xong không khỏi thấy khó chịu chỉ dựa vào đống sách vở này mà thu lịnh thạch sao. Bất quá lúc ánh mắt nhìn lên số vật phẩm trên bàn thì ngay lập tức lấy trong người ra một khỏa linh thạch rồi ra cầu thang đưa xuống. Lịnh thạch đã được thu, tiểu hữu cứ tiếp tục xem đi. Lão phu không quấy dày nữa, hứa lão dưới lầu cười hì hì nói. Hàn lập không thèm để ý tới lão già, bởi vì hắn rất rõ ràng với dục vọng không che giấu của đối phương, hắn tự biết mình phải cung kính, mà trọng yếu nhất là tự mình phải móc ra linh thạch mang đến cho lão già kia. Tuy nhiên Hàn Lập cũng không định tiêu phí thêm nữa, cho nên động tác lần này hắn lật xem trúc giản, do ràng so với vừa rồi nhanh hơn rất nhiều, cũng chỉ xem lướt qua nội dung, chứ không hề đọc kỹ chi tiết. Nóc nhà có một khỏa thạc đại nguyệt quang thạch tỏa ra ánh sáng màu trắng nhu hòa. Hàn Lập thần sắc khẩn trương lầm nhầm đọc bên trong trúc giản. Sau khi đọc xong bên trong Hàn Lập trả trúc giản lại chỗ cố thở một hơi dài. Lần này trúc giản này quả thật có ghi lại một số cách điều chế đan dược, cùng cách phối xứng đan dược tâm đắc nhưng đáng tiếc đây cũng chỉ có cách hướng dẫn một vài loại mà Hàn Lập thường ăn thay cơm như Hoàng Long Đan hay Kim Thủy Hoàn thôi. Mà công hiệu của đám linh dược này đối với tầng 11 của Trường Xuân Công đã mất đi tác dụng hoàn toàn rồi. Cứ như vậy, Hàn Lập còn còn hy vọng duy nhất vào hai khối ngọc đồng, hy vọng bên trong có cái gì đó, để hắn hôm nay không đi tay không mà về. chương 155, Úc Muộn, Hàn Lập cầm lấy một quả ngọc đồng khe khẽ vung lên, lộ ra bề mặt xanh mướt. Hắn ngọc đồng áp vào trên chán, tâm thần chậm rãi chìm vào trong đó một phương pháp luyện chế đan dược đột nhiên xuất hiện trước mắt dĩ nhiên là phương pháp luyện chế trúc cơ đan mà hàn lập hàng mưa tưởng từ nguyên liệu đến quá trình ngưng luyện thành đan như thế nào đều không thiếu làm cho hắn vừa mừng vừa sợ hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không xem các ngọc đồng khác mà vội vàng dụng tâm thần xem qua một lần toàn bộ nội dung nhưng vừa xem lướt qua câu phải dùng tiên thiên chân hỏa để rèn luyện mới có thể thành đan hàn lập ngây ngẩn cả người có loại cảm giác hoàn toàn choáng váng tiên thiên chân hỏa là đạo gia cương hỏa mà trúc cơ kỳ tu sĩ mới có, là người tu tiên sau khi trúc cơ trời sinh sẽ có một loại pháp năng cơ bản. Nó sẽ làm cho tu sĩ khi luyện khí uy lực sẽ tăng vọt, thậm chí sau này đến kết đan kỳ, chân hỏa này sẽ biến thành tam vị chi hỏa trong truyền thuyết, có thể đốt sạch thiên hạ vạn vật. Nhưng loại tiên thiên chân hỏa này thì loại luyện khí kỳ như Hàn Lập làm sao có thể xuất ra? Chỉ có sau khi trúc cơ hắn mới có thể vận dụng được. Nhưng nếu như trúc cơ mới luyện thành trúc cơ đan, mà luyện thành trúc cơ đan lại không thể thiếu tiên thiên chân hỏa mà sau khi trúc cơ mới có cứ như vậy là liên kết với nhau không cách nào hóa giải được thì làm sao mà hình thành làm cho hàn lập buồn bực chính là loại suy nghĩ như đâm đầu vào tường này tìm tu sĩ trúc cơ kỳ để hỗ trợ luyện đan cái này càng không được cái này chẳng khác nào là đem ý mật nói rõ cho đối phương biết đến lúc đó chỉ sợ rằng mời mà mình mời đến trợ giúp sau khi thành sẽ tiện tay lấy luôn cái mạng nhỏ của mình hàn lập đứng ở trước bàn tâm phiền ý loạn một hồi mới đem ngọc đồng này rời khỏi chán để lại chỗ cũ. Sau đó không yên lòng lại cầm một ngọc đồng khác trà sát vài cái lộ ra màu đỏ rực. chuyện trúc cơ đan để sau này hãy tính. trước tiên xem thử trong đây có nội dung gì cái đã nói không chừng bên trong sẽ có đan dược linh diệu khác. hàn lập cũng là người quyết đoán lập tức đem chuyện trúc cơ đan gạt sang một bên lại đưa cái ngọc đồng màu đỏ lên hy vọng có thể tìm được một sự bất ngờ nào khác. định nhan đan hàn lập tâm thần mới vừa nhập vào bên trong thì ba chữ này đã hiện ra trong óc, làm cho hắn nhất thời cảm thấy không ổn, nhưng Hàn Lập vẫn tự an ủi một phen cái tên mặc dù như thế, nhưng hiệu quả của đan dược cũng không nhất định là như mình suy nghĩ, nói không chừng còn có hiệu quả gì khác. Nhưng mấy câu kế tiếp hoàn toàn đã đánh nát những hy vọng của Hàn Lập, có thể làm cho Thanh Xuân Vĩnh Trú, dung mạo trường tồn đây là miêu tả công hiệu của đan dược này, cũng không có bất kỳ tác dụng gì khác. Hàn Lập giống như bị đóng đinh tại chỗ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, một câu cũng không nói nhưng trong lòng rốt cuộc cũng không áp chế được lửa giận, âm thầm mắng. Cái này rốt cuộc là tàng thư kiểu gì vậy, sao lại một chút cách điều chế cũng không có, chỉ toàn là những thứ tảo lao, lại đi cất giấu ở đây. Cái gì mà kim châm bí thuật, định nhan đan gì gì đó, đối với người tu tiên làm gì có cái tác dụng quỷ quái gì, mà lại được trang trọng cất giấu tại chỗ này. Trong lúc Hàn Lập đang cảm giác được sự vô ích hão huyền, thì cái thanh âm đáng ghét kia lại truyền tới. Thời gian đã hết, nếu muốn tiếp tục nữa, xuống ngay. Hàn Lập lần này cũng không tính sẽ cho đối phương một khối linh thạch nữa, nên cầm lấy ngọc đồng có chứa phương pháp luyện chế trúc cơ đan chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng mới vừa đi tới cửa cầu thang, hắn do dự một chút. Cảm giác được định nhan đan kia mặc dù đối với việc trợ giúp tinh tiến pháp lực thì không có chút ảnh hưởng nào, nhưng tựa hồ cũng có thể đem cho các người tu tiên khác. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, định nhan đan này cũng không cần đến tiên thiên chân hỏa, hắn có thể điều chế được. Nghĩ tới đây, Hàn Lập quay đầu chạy lại cái bàn lấy chộp lấy ngọc đồng màu đỏ vào tay, lúc này mới bước nhanh về phía cầu thang lầu, đi xuống lầu. Thế nào, tiểu hữu có thu hoạch gì không? Lão giả vừa thấy Hàn Lập xuống tới, lập tức trên mặt tươi cười hỏi, nhưng Hàn Lập nghe như thế lại có cảm giác rất là dối trá. Hứa lão, trên lầu thật sự là là nơi bổn môn cất giữ các bí phương điều chế đan dược sao? Sao lại toàn những thứ phế thải như vậy, không phải là còn có chỗ cất giấu khác chứ? Hàn Lập đối với câu hỏi của lão giả cũng không để ý, ngược lại hỏi về nghi vấn từ nãy đến giờ, vẻ mặt buồn bực. Lão giả thấy ánh mắt của Hàn Lập như thế, không khỏi hắc hắc cười gian. Từ khi lão phu ở nơi này tới nay, tiểu hữu cũng không phải là người đầu tiên có nghi vấn này. Cơ hồ người mới tới nhạc lộc điện, đến lầu này xem, đều sẽ hướng tới lão phu hỏi thăm về chuyện này. Bất quá phải biết được nguyên gốc của chuyện này, vị hứa lão này cố ý nói rông dài, nhưng trong lời nói cũng có ý làm rõ ràng việc này. Đối phương làm ra vẻ mặt đòi tiền thật sự làm cho Hàn Lập không biết nói gì. Người trước mắt đây đâu phải là một tu sĩ trúc cơ kỳ, rõ ràng là một gian thương ở thế tục giá lâm nơi đây, làm ra bộ dáng hút máu người khác. Lúc này, Hàn Lập cuối cùng hiểu rõ đối phương lúc đầu không cho gọi là sư bá, mà xưng hô tôn lão là có dụng ý. Cái này rõ ràng là nếu là trưởng bối sư môn, sẽ không tiện bắt chẹt, cho nên mới bày ra cái trò này. Hàn Lập chân mày cao lại một chút, không nói hai lời, bộc bộc hai tiếng, đem hai ngọc đồng đặt ở trước bàn lão giả. Vãn bối nguyên là muốn đem hai ngọc đồng này phục chế, nhưng hôm nay linh thạch tựa hồ không đủ. Nói như vậy, vãn bối cũng chỉ tạm thời phục chế một cái, còn cái kia sẽ quay lại sau hàn lập cũng đã lăn lôn tại thế tục khá lâu, cũng hơi phản kích một chút, để ngừa đối phương được nước lấn tới. Tiểu hữu muốn phục chế cả hai, hứa lão mừng rỡ, mở lớn hai mắt, nguyên lúc đầu là vậy, nhưng vãn bối vẫn muốn biết đáp án của vấn đề vừa rồi, tựa hồ cũng chưa đủ. Ha ha, tiểu hữu đã sảng khoái như vậy vấn đề vừa rồi đương nhiên là miễn phí. Lão phu trước tiên phục chế cho tiểu hữu đã. Lão giả cuống quyết đem hai khối ngọc đồng cầm nơi tay, rồi lấy từ trên giá ở phía sau ra hai cái bạch ngọc đồng, vội vàng phục chế, bộ dáng sợ hàn lập đổi ý. Phục chế hoàn thành, cầm lấy đi. Lão giả động tác nhanh nhẹn vô cùng, trong khi hàn lập trợn mắt há hốc mồm, đã đem ngọc đồng phục chế xong, sau đó đưa phục chế phẩm đến trước mặt hàn lập. Tiếp dùng một loại ánh mắt người còn không nhanh đưa linh thạch, nhìn thẳng vào hàn lập. Hàn lập khóe miệng giật giật, muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng vẫn không nói ra khỏi miệng. Sau khi hơi trầm mặc một chút, liền lấy từ trong túi chữ vật ra 20 khối linh thạch cấp thấp, không nói tiếng nào đưa cho lão giả. Lão giả vui vẻ ra mặt tiếp nhận lấy linh thạch này, nhất thời mừng rỡ không kịp ngậm miệng. Sau khi lão đem linh thạch kiểm qua kiểm lại ba bốn lần, mới chú ý tới Hàn Lập vẫn đang đứng ở một bên đợi câu trả lời của lão. Lúc này, hứa lão mới hai lòng đem linh thạch cất vào, dùng một loại ánh mắt như nhìn thấy đại tài chủ một lần nữa đánh giá hàn lập. Thật làm người không thể xem tướng mạo, tiểu hữu thân gia có thể thâm hậu như thế, thật đúng là làm cho lão phu. Bất quá, lão phu mặc dù yêu tài, nhưng cũng là một lời ngàn vàng. Hôm nay tiểu hữu có vấn đề gì cứ nói ra, lão phu tuyệt đối sẽ làm cho tiểu hữu hài lòng mà về. Lão giả sau khi đem ánh mắt thu hồi lại, lộ ra bộ dáng trịnh trọng nghiêm nghị nói. Hàn lập thoáng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không chút khách khí yêu cầu trả lời vấn đề vừa rồi thật ra đáp án rất đơn giản đại bộ phận cách điều chế đan dược sớm đã bị mất không chỉ có hoàng phong cốc chúng ta như thế mà cả mấy môn phái khác thậm chí cả tu tiên giới đều là tình cảnh như vậy lão giả chậm rãi nói hàn lập nghe vậy giật mình có chút khó hiểu nhìn lão giả thật ra tiểu hữu cứ tĩnh tâm suy nghĩ một chút sẽ hiểu rõ cách điều chế đan dược giá trị là gì Đương nhiên là bởi vì có thể đem các loại thiên tài địa bảo tương ứng hóa thành đan dược để cho người tu tiên chúng ta dùng. Nhưng tiểu hữu không có nghĩ tới, thiên tài địa bảo trên đời này rất có hạn, hơn nữa mỗi loại cần phải có một thời gian rất dài cả trăm năm thậm chí cả ngàn năm mới thành. Mà số lượng người tu tiên không hề giảm bớt, thậm chí ngày càng gia tăng. Vì vậy, việc ghi lại cách điều chế cùng các loại nguyên liệu ngày càng thưa thớt đi, thậm chí còn từ từ hoàn toàn diệt tuyệt. Đợi đến khi người của tu tiên giới chú ý đến vấn đề nghiêm trọng này, thì thiên tài địa bảo trên đời này sớm đã bị người ta đào bới không còn, chỉ có một số chỗ có chút đặc thù là còn lưu lại một chút, nhưng những chỗ này cho dù đối với người tu tiên mà nói, cũng là hung hiểm vô cùng, cực kỳ nguy hiểm. Cứ như vậy, các cách điều chế hoàn toàn không còn nguyên liệu, đã trở nên không còn giá trị, còn có ai coi trọng nữa. Lại trải qua một đoạn thời gian dài cùng với mấy lần tu tiên giới đại kiếp, các cách điều chế đan dược này cũng dần dần biến mất trong lịch sử, chỉ còn lại có vài loại mà trúc cơ đan chính là một trong số ít những loại may mắn còn tồn tại. chương 156, Địa Phế Chi Hỏa, Hàn Lập nghe lão giả nói nguyên do xong, ánh mắt trên mặt không thay đổi, đối với những lời này ra bộ dáng không thể phủ nhận. Sau khi nghe xong, khe khẽ gật đầu, cái gì cũng không nói, đưa tay cầm lấy ngọc đồng đã phục chế, xoay người đi về thông đạo. Tiểu hữu nếu muốn luyện đan, cần đan lô loại gì, ta sẽ tính rẻ cho. Lão giả thấy Hàn Lập muốn rời đi, vội vàng ra bộ dáng muốn bán được hàng không cần, tạm thời không cần. Hàn Lập không có quay đầu lại, chỉ khoát khoát tay, thản nhiên nói. Vậy thật sự là đáng tiếc, đan lô của ta, chính là có thể nhiệt độ cao nhất của địa hỏa. Hứa lão thấy sinh ý không thành, có chút tiếc nuối nói. Địa hỏa, Hàn Lập vốn đang muốn đi tới thông đạo thân hình chợt ngừng lại. Địa phế chi hỏa chính là so với tiên thiên chân hỏa còn muốn lợi hại hơn vài phần lão giả thông thả nói. Luyện đan không phải nói cần tiên thiên chân hỏa sao? địa hỏa này có thể thay thế để luyện đan không? Hàn lập tận lực bảo trì thanh âm tĩnh táo, nhưng trong lòng lại hết sức cơ xích động. Hắn biết, lối ra có thể giải quyết khốn cảnh luyện chế trúc cơ đan có lẽ đã tìm được rồi. Ha ha, xem ra tiểu hữu đối với việc tu tiên giới sớm đã dùng địa hỏa thay thế cho tiên thiên chân hỏa để luyện đan, đúng là không hề hay biết. Bất quá, cái này cũng không có gì lớn, cơ bản về luyện đan người cũng đã biết. Ta sẽ miễn phí cho tiểu hữu mà nói một chút lão giả thấy hàn lập tựa hồ đối với việc này rất chú ý tinh thần chấn chỉnh nhưng cố ý đem hai chữ miễn phí nhấn mạnh hàn lập làm sao mà nghe không hiểu ý tứ của đối phương không khỏi cười khổ đối phương muốn nói rõ cho hắn mặc dù nói là miễn phí cho hắn nhưng nói một câu là miễn phí nói bảy tám có còn miễn phí hay không đó lại là chuyện khác nhưng đây là vấn đề trọng đại hàn lập cũng không muốn dây dưa bởi vậy trực tiếp trở lại không nghĩ ngợi gì nói chỉ cần hứa lão nói rõ chuyện địa hỏa ta sẽ lựa chọn mua cho lão một đan lô. Hắc hắc, đan lô của ta tuyệt đối là thượng phẩm, nhất định sẽ làm tiểu hữu vừa lòng. Hứa lão thấy mục đích đã thuận lợi mà đạt thành, không khỏi híp mắt nở nụ cười. Thật ra dùng tiên tiên chân hỏa để luyện đan, đã lâu rồi không còn dùng nữa. Tu tiên giới ngày nay luyện đan, đều là mượn địa phế chi hỏa tại chỗ Huyền Dương để rèn luyện đan dược. Bởi vì trước kia, tiền bối của chúng ta đã phát hiện, địa hỏa chẳng những có nhiệt độ cao hơn chân hỏa tinh thuần của tu sĩ, đặc biệt lại có thể kéo dài ổn định, so với cách dùng chân hỏa để luyện đan trước đây tỷ lệ thành công đề cao hơn rất nhiều, đồng thời đối với luyện khí mà nói cũng có hiệu quả tương tự. Cho nên chỉ cần môn phái tu tiên thậm chí các gia tộc tu tiên lớn có điều kiện, đều có Huyền Dương Hỏa địa riêng của mình để cho đệ tử của mình luyện đan, luyện khí. Cũng chỉ có những người thế cô sức yếu, không cách nào có được địa hỏa, mới dùng cái loại chân hỏa luyện đan có tỷ lệ thất bại rất cao đó lão giả lắc đầu nói. Vậy bổn môn ta có địa hỏa hay không? hứa lão có biết ở nơi nào hàn lập tâm trạng vui mừng cố nén sự hưng phấn trong lòng tiếp tục hỏi tiếp vấn đề mấu chốt ha ha lão giả vừa nghe hàn lập hỏi không nhịn được cười ha hả làm cho hàn lập nhấp nháy hai mắt có chút buồn bực tiểu hữu lúc mới vừa vào nhạc lộc biện có phải thấy có một thông đạo không có bất cứ dấu hiệu chỉ dẫn nào không thông đạo đó chính là dẫn đến chỗ huyền dương hỏa địa ở nơi này nộp ra linh thạch là có thể mượn địa hỏa lão giả sau khi cười to rốt cục nói rõ cho cho hàn lập biết quả thật như thế hàn lập không nhịn được lộ ra sắc mặt vui mừng khóe miệng khẽ nhếch lên nói lão phu chừng này tuổi có thể lừa bịp vãn bối như ngươi sao hứa lão có chút bực bội nói là vãn bối lỡ lời xin hứa lão thứ lỗi hàn lập cũng hiểu được đối phương cho dù tham tài cũng không có khả năng tạo ra chuyện như vậy để dối gạt mình rất thành khẩn mà nói hư xem tiểu hữu tuổi còn trẻ lão phu cũng tha thứ cho ngươi lần này lão giả thần sắc hòa hoãn lại nhưng lập tức lại nghiêm mặt nói nhưng về giá cả mua đan lô lão phu cũng sẽ không ưu đãi nữa hàn lập nghe vậy nhất thời không khỏi có chút cười khổ lão này thật đúng là thời khác nào cũng không quên chiếm tiện nghi có phải là đan lô này hay không hàn lập chỉ các đỉnh lô lớn nhỏ ở trên cái giá phía sau hỏi đương nhiên là không phải cái này cũng chỉ là những thứ bình thường chỉ có thể luyện những đan dược cấp thấp mà thôi làm sao có thể chịu nổi nhiệt độ của địa hỏa đan lô tinh phẩm chân chính tất cả đều ở chỗ này lão giả khôi phục bản sắc gian thương cười hì hì vỗ vỗ lên cái túi lớn ở bên hông của mình chỉ thấy lão hướng cái túi lên mặt đất rồi vỗ nhẹ một cái lập tức một luồng thanh quang bắn ra một loạt đan đỉnh cổ sắc cổ hương hình dạng kỳ lạ xuất hiện trên mặt đất thế nào cái này đều là thượng phẩm đan lô lão phu cất giấu mỗi một cái đều là tinh phẩm tuyệt đối không phải hàng bình thường lão giả cầm lấy một cái đỉnh lô gần nhất gõ nhẹ một cái có chút đắc y nói đích xác không tệ đỉnh lô này vừa hiện ra Hàn Lập đã cảm nhận được bản thân chúng phát ra linh khí nhẹ nhẹ, không khỏi ồ lên một tiếng. Nhưng thật ra làm cho hắn để ý, chính là cái túi vải trông không ra gì của đối phương, tuyệt đối là một món chữ vật cao cấp có dung lượng cực lớn, nếu không cũng không có khả năng chứa được một số lượng vật phẩm nhiều như vậy. Hắc hắc, không phải lão phu tự khoa trương, đỉnh lô mà đại cao thủ luyện chế pháp khí, đến đệ tử cấp thấp của bổn môn đại bộ phận đều xuất ra từ tay của lão phu, những thứ này đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Lão giả thấy Hàn Lập có chút động dung, càng vui vẻ nói: "Hàn Lập mỉm cười, cũng không mở miệng phản bác, chậm rãi đi tới bên cạnh cái đỉnh lô, cúi người bắt đầu lựa chọn. Đây là La Hầu đỉnh, có thể thu nạp ngọn lửa nhiệt độ cao, lại gia tăng khả năng thành đan dược, còn có thể." Mỗi khi Hàn Lập cầm lấy một cái đỉnh lô lên nhìn, vị hứa lão này ở bên cạnh không ngừng khoa trương giới thiệu, hận không thể đem mỗi cái nói lên thành bảo vật trên trời dưới đất hiếm có, tựa hồ hắn mà không lập tức mua nó, thì chính là phí phạm với trời đất làm cho Hàn Lập cười khổ không thôi, cái này đi, Hàn Lập sau khi kiểm tra qua một lần, trầm ngâm một hồi, chỉ vào một cái đỉnh lô màu bạc nhỏ nhắn, nói với lão giả: "Ha ha, tiểu hữu nhãn quang thật là tốt, cái ngân ti đỉnh này tuyệt đối là tinh phẩm trong đan lô, là thượng phẩm pháp khí không có nhiều. Trong số đỉnh lô ta sở hữu, chính là bảo bối hạng nhất." Hứa Lão thấy Hàn Lập chọn món nhỏ nhất này, thoáng có chút kinh ngạc, nhưng lập tức lấy lại thần sắc như thường, đem ngân đỉnh này hóa thành một đóa hoa miệng khen ngợi không ngớt. Cái này cùng với nhãn quan có quan hệ gì, chỉ bất quá lo không gian túi chữ vật của mình có hạn, chỉ có thể chọn cái đỉnh này mà thôi. Hàn Lập nghe lão giả nói như vậy, lầm bầm thầm nói. Cuối cùng, sau khi một phen mặc cả với lão giả, Hàn Lập với giá 32 khối linh thạch cấp thấp, đã mua được vật này. Sau đó không chút do dự rời khỏi nơi này, chỉ trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với Hứa lão, Hàn Lập đã hao phí 50 khối linh thạch cho dù hắn cũng không phải là nghèo gì, nhưng cũng rất là đau xót. Bởi vậy thật sự không muốn ở lại nơi như này một giây phút nào nữa, cho dù đối phương rất nhiệt tình muốn tiếp tục giữ hắn lại. Ra khỏi phòng của hứa lão, Hàn Lập về lại đại sảnh có truyền tống trận, nhưng cũng không có lập tức ra khỏi điện, mà là sau khi lưỡng lự một chút, đi dọc theo thông đạo không có biển báo gì mà vào. Kết quả, ở cuối thông đạo xuất hiện một cái cửa đá thật lớn, trên cửa đá có hào quang ngũ sắc lưu động không ngừng, vừa nhìn đã biết được thi triển cấm pháp cực kỳ lợi hại, làm cho người ta không dám xem thường vọng động mà bên cạnh cửa đá có một căn nhà đá nhỏ bên có một người đang ngồi ngáp dài người này công pháp cơ sở cũng chỉ tới đỉnh tầng mà thôi nhưng đối với hàn lập lộ ra bộ dáng ngạo nghễ không để ý tới làm cho hàn lập trong lòng rất là khó chịu nhưng hàn lập là người ra sao mặc dù trong lòng rất bực nhưng mặt ngoài ánh mắt vẫn tự nhiên cho dù hỏi ba câu đối phương cũng chỉ không tình nguyện trả lời một câu nhưng cũng đã làm cho hàn lập hiểu rõ ràng tình hình nơi đây sau đó hàn lập tựa hồ không thèm để ý sự vô lễ của đối phương rất lễ phép hướng tới đối phương cáo tử rời khỏi nơi này nhưng không đợi hắn đi ra khỏi vài bước đã nghe được thanh âm của người này một tên đệ tử cùng quỷ cấp thấp cũng muốn học người ta luyện đan có phải đầu óc có vấn đề hay không có nói cũng chỉ tổ đại gia ta tốn nước bọt hàn lập sau khi nghe những lời này của đối phương không chút khác thường nhưng vẻ mặt khi quay lưng lại với người này lại lạnh lẽo như băng xương trong mắt chợt lóe lên sát khí chương 157, Mộ Dung Huynh Đệ, Hàn Lập ra khỏi nhạc lộc điện hướng hai vị hồng y nhân cáo từ, sau đó sử dụng pháp khí nhắm hướng bách dược viên bay đi. Phi hành trên không trung, Hàn Lập vừa đi vừa nghĩ đến cách chế luyện trúc cơ đan, mặt khác cúi đầu xuống dưới nhìn cảnh vật rừng núi vụt vụt trôi qua. Đột nhiên một tiếng nổ lớn từ dưới truyền đến làm cho hắn kinh hãi, không khỏi chú ý nhìn kỹ. Chỉ thấy bên đỉnh một ngọn núi nhỏ phía dưới có mấy luồng điện quang chấp động, và mơ hồ như có tiếng hò reo truyền đến hàn lập không nén nổi hiếu kỳ liền hạ pháp khí bay xuống chỗ phụ cận có tiếng hò reo vừa nãy mộ dung huynh đệ làm lại lần nữa cho chúng ta thưởng thức một chút đi ta cũng là lần đầu tiên được chứng kiến lôi điện kinh người như thế vừa đi gần đến đỉnh núi hàn lập đã nghe thấy thanh âm truyền đến mà cái danh xương mộ dung huynh đệ càng làm hắn giật mình dường như là đệ tử mới nhập môn hai huynh đệ thiên tài họ mô dung có lôi linh căn thì phải hơn nữa vừa nãy lại có tiếng nổ chẳng lẽ đúng là huynh đệ bọn họ hiển lộ thân thủ Lúc này hắn cũng đã nhìn rõ trên đỉnh núi có khoảng 3-4 người đệ tử đang đứng thành một vòng lớn, ở giữa thì có hai gã thiếu niên chừng 21, 22 tuổi đang hưng phấn nói cái gì đó. Trên mặt đất lúc này có một cái lỗ đen thỉnh thoảng còn bốc lên một luồng khói xanh nhàn nhạt, nhạt, một luồng gió thổi qua đưa khói đi phiêu tán khắp nơi. Nhìn thấy tràng cảnh vừa rồi, Hàn Lập cũng liếc mắt nhìn đánh giá hai gã thiếu niên này. Chỉ thấy hai người này mi thanh mục tú, da rẻ trắng nón, thập phần trẻ trung, nhưng trong ánh mắt cũng đầy vẻ nghịch ngợm. Lúc này mọi người vây quanh đang khen ngợi hết lời, cho nên hai khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng. Hai người cũng liếc nhìn nhau một cái rồi đồng thời niệm chú, trong tay từng trận điện quang chớp động rồi tận lực phát ra hai đạo thiểm điện đánh vào mặt đất. Lập tức trên mặt đất phát ra tiếng nổ đồng thời bạch mang chói mắt bay ra, trên mặt đất lại xuất hiện thêm hai lỗ sâu hóm. Đây là trường tâm lôi của lôi thuộc tính. Bất luận là tiếng nổ hay uy lực đều không kém gì hỏa đạn thuật, băng truy thuật so với pháp lực của ta hơn nhiều lắm, Lôi hệ pháp thuật thật sự đáng được xưng là tối cường thực lực của pháp thuật Hàn Lập trong lòng âm thầm sợ hãi than, đối với hai huynh đệ có dị linh căn này không khỏi cảm thấy hâm mộ. Hiển nhiên không phải riêng Hàn Lập có tâm trạng này mà tất cả mọi người vây quanh đều nhìn hai người kia với ánh mắt hâm mộ, tự hận sao mình không được trời cao chiếu cố có được loại cực phẩm linh căn như thế. Hai huynh đệ này nghe mọi người kêu gào được xem lần nữa, thì cũng cố gắng thi triển thêm vài lần lôi kích thuật, nhưng mà có vẻ lực bất tòng tâm rồi, dù sao tuổi bọn họ cũng còn quá nhỏ chỉ được thế thôi lôi linh căn uy lực bất quá chỉ như thế ta xem ra cũng chẳng bằng phong linh căn quả ta vào lúc này có một tiếng nói to từ đám người phía đối diện hàn lập vang lên mọi người xung quanh không khỏi quay đầu lại nhìn chỉ thấy một đôi thanh niên nam nửa sóng vai đứng cùng một chỗ nam thì anh tuấn người người nữ thì đẹp như hoa như mộng hẳn nhiên đây là một đôi tình lữ điển hình nam nhân kia vẻ mặt kiêu ngạo dường như đối với trương tâm lôi của hai huynh đệ mộ dung có chút khinh thường còn nữ nhân bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng nhìn càng thêm kiểu diễm nam nhân kia là ai thật cuồng ngạo phong linh căn đây cũng là một loại dị linh căn mà chẳng lẽ nam tử kia cũng có dị linh căn người này ta biết hắn chính là lục sư huynh hắn cũng có phong linh căn cũng là hảo thủ trong phong hệ pháp thuật rất lợi hại cho dù hắn cũng có dị linh căn đi nữa tại sao lại nói như vậy có thể là ghen ghét chứ sao dù sao trước kia trong hàng đệ tử cũng chỉ có hắn là người có dị linh căn, nhưng hôm nay đột nhiên xuất hiện hai người so với hắn tư chất còn tốt hơn, đương nhiên là trong lòng thấy khó chịu rồi. Cái gì, như thế quả là nhỏ nhặt mà. Hừm, nói nhỏ thôi, đừng để hắn nghe thấy, hắn mà nghe thấy thì ngươi hẳn không xong rồi. Bởi vì thanh niên này xuất hiện, cho nên mọi người xung quanh cũng lập tức bàn luận, tựa hồ như ai cũng muốn biết người thanh niên này là loại gì hừ tiểu tử kia ta cho các ngươi một chút kiến thức xem cái gì mới là dị linh căn thanh niên nam tử thấy mọi người nghị luận như vậy sắc mặt trầm xuống rồi bước lên vài bước ngạo nghễ nói hai người cứ tự nhiên dùng lôi hệ pháp thuật công kích nếu ta lùi nửa bước tự khắc ta sẽ dập đầu trước hai người nhận tội mộ dung huynh để thấy vị lục sư huynh này vô cớ khinh rẻ hai người bọn họ như thế khuôn mặt tự nhiên cùng tức giận đến trắng bệch ngươi không tránh né đương nhiên cũng không sử dụng pháp khí có thể Hai huynh đệ không hổ là đồng bào huynh đệ, mỗi người một câu, câu nào cũng mang lại lợi ích cho mình, mà thanh niên kia căn bản cũng không để hai người vào mắt cho nên đối với điều kiện cũng không chút dị nghị. Tốt, hai huynh đệ ta sẽ cùng Thỉnh giáo sư huynh rồi. Hai thiếu niên tức giận đồng thanh nói, "Lục sư huynh, ngươi làm như thế không việc gì chứ?" Nữ nhân đứng bên cạnh cũng lấy làm lo lắng. "Hắc hắc, đối phó với hai hài tử nhỏ bé này thì có gì phải lo lắng?" Trần sư muội cứ yên tâm. Thanh niên kia cũng không thèm để ý dứt khoát nói, sau đó quay ra đứng đối diện với hai huynh đệ mộ dung. Hai thiếu niên liếc nhau một cái rồi đột nhiên cùng đồng thời ra tay, hai người cũng vung tay ra, một nắm tay nắm thành một khối, sau đó tay kia hướng lên trời, đồng thời cùng niệm một pháp chú giống nhau. Thanh niên thấy tình cảnh như vậy cười lạnh một cái, rồi tiện tay thi triển một pháp thuật phòng ngự trên người, xung quanh người hắn xuất hiện một vùng hào quang màu xanh bảo vệ chắc chắn bên ngoài. Thiên Lôi Liên Hoàn Kích đồng bào huynh đệ rốt cục cũng niệm xong chú ngũ sau đó hướng ngón tay về phía thanh niên kia trên bầu trời lập tức xuất hiện một đám mây đen lớn giữa không trung một luồng bạch quang lóe lên một đạo thiểm điện thô tế theo hướng ngón tay phóng xuống đánh thẳng vào vòng bảo hộ màu xanh kia một màn hào quang dung chuyển không thôi làm cho thanh niên kia sắc mặt phải biến đổi hiển nhiên đạo thiểm điện này uy lực vượt quá suy tính của hắn nhưng luồng điện quang kia mới chỉ là bắt đầu thôi đám mây đen to lớn trên không trung liên tục đánh xuống không ngừng làm cho vòng bảo hộ không kịp hồi phục, phảng phất như sắp bị nghiền nát tới nơi. Nam nhân kia thần sắc trở nên thâm trầm, đột nhiên hai tay hoa lên, sau đó gầm nhẹ một tiếng, đôi tay đặt lên vòng bảo hộ. Màn hào quang lập tức lóe lên thanh quang, chẳng những khôi phục lại như cũ mà dường như còn dày hơn vài phần. Mộ dung huynh đệ tự nhiên cũng không chịu buông tha ưu thế vừa chiếm được. Lập tức hướng lên không trung niệm tất cả cá pháp quyết, làm cho đám mây đen mở rộng ra không ngừng đường kính của đám mây đen lập tức to ra thêm vài trượng nữa các đạo thiểm điện cũng càng thêm dày đặc mãnh mẽ, mẽ đối mặt với thế công sắc bén của hai huynh đệ này vị lục sư huynh cũng nảy ra kinh sợ có cảm giác đối phó không kịp hắn vạn phần không ngờ đối phương tuổi còn nhỏ mà nắm được liên hoàn lôi thuật trung cấp trong khoảng thời gian ngắn bị công kích liên tục không cách nào chống đỡ đành phải phản kích chính diện lại để giảm bớt uy lực của lôi điện cứ như vậy một mặt thanh niên kia chống lại luồng lôi điện mặt khác thì ra cố vòng bảo hộ màu xanh tràng tỷ thí này đã trở nên ngoài dự đoán của mấy người tham chiến theo lý thuyết mà nói người chuyên công kích so với người chuyên phòng thủ thì đương nhiên người công kích sẽ chiếm tiện nghi hơn tốn ít pháp lực hơn tuy nhiên mộ dung huynh đệ vừa rồi biểu diễn đã tiêu hao không ít pháp lực mà thứ hai là vị lục sư huynh này cũng có nhiều năm tu luyện hơn cho nên pháp lực cũng tinh thuần thâm hậu hơn nhiều so với hai kẻ mới nhập môn như bọn họ cho nên sau một hồi công kích liên tục hai huynh đệ mộ dung kia cũng rơi vào thế hạ phong cuối cùng đám mây đen cũng chỉ phát ra thêm vài đạo lôi điện rồi tan biến mất. Hai thiếu niên kia cũng tiêu hao hết pháp lực đành dừng lôi kích lại. chương 158, làm y nữ tử, thanh niên thấy như vậy, bắt đầu hắc hắc cười lạnh. Nếu ta đã tiếp nhận công kích của các ngươi, vậy cũng phải nhận một lần công kích của ta chứ. Đang nói chuyện, hắn đã đem vòng bảo hộ thu hồi, rồi chập hai tay lại, đột nhiên vung ra hai bên, một đạo loan đào ánh sáng xuất hiện ở hai tay. Thử thanh hồ chảm của ta đi, Thanh niên âm trầm nói, tiếp theo hai đạo ánh sáng gào thét bay vụt về phía hai người. Công kích của người này làm cho những người vây xem kinh sợ hô lên. Vô luận là ai cũng nhìn ra, hiện tại mộ dung huynh đệ căn bản là không thể thi triển pháp thuật, càng không nói tới tiến hành phòng ngự. Hai thiếu niên kinh hoàng, sau khi thất thố nhìn chung quanh, dứt khoát chia làm hai bên mà bỏ chạy, hướng vào đám đông mà chạy tới. Khai, thanh niên miệng đột nhiên quát, thanh hồ đang phi hành đột nhiên theo tiếng quát. Ở giữa không trung chia làm hai đoạn, được mỗi thanh niên dùng mỗi tay điều khiển một đoạn, chia làm hai đường tiếp tục đuổi đánh hai thiếu niên. Nói đến cũng khéo, một gã thiếu niên trong đó nhìn ra Hàn Lập trong số những người vây xem có pháp lực xem như là thâm hậu nhất, cho nên không chút do so dự chạy vội tới, làm cho Hàn Lập lúc này bị dọa đến giật mình. Hàn Lập cũng không có chú ý định nào nhúng tay vào, hắn trong lòng biết thanh niên kia cho dù kiêu ngạo cản dỡ, cũng tuyệt không dám cả gan công khai thương tổn đến mộ dung huynh đệ nhiều lắm là hù dọa bọn họ một phen mà thôi bởi vậy cũng không nên xuất đầu lộ diện huống chi thiếu niên này cũng xảo trá dị thường rõ ràng là muốn đem hắn làm cái khiên đây mà hắn sao lại để cho đối phương được như ý cho nên thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên một cái người đã biến mất tại chỗ làm cho thiếu niên kia nhảy dựng lên tức giận oang oang mắng chửi không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chạy trốn oanh đùng đùng một tiếng hướng của một thiếu niên khác chạy trốn mặt đất run rẩy sau đó cho bội nổi lên bốn phía cũng truyền đến tiếng mắng chửi của một vị nam tử, hiển nhiên có người không sáng suốt như Hàn Lập, không thoát khỏi bị làm tấm chắn sống. Chỉ thấy sau khi cho bụi tiêu tán, trên bức tường cao dày ở đối diện, xuất hiện một vết bán nguyệt cao vài thước, mà mà sau bức tường có đứng một vị thanh niên thấp lùn cỡ 20 tuổi. Sau lưng mang một thanh mộc quải kỳ quái, đang đỡ lấy bức tường mà mở miệng mắng to. Mà ở sau đó, có tên mộ dung thiếu niên đang đứng cười hì hì. Họ lục kia, có ý tứ gì? không phát hiện có những người khác ở chỗ này sao là lại còn công kích như vậy có phải định ngay cả ta cũng chém hay sao thanh niên thấp lùn kinh sợ luôn miệng chất vấn lục sư huynh hừ một tiếng không để ý tới sự chất vấn của thanh niên thấp lùn ngược lại âm trầm nghiêm mặt toàn lực thao túng thanh hổ nhận đột nhiên gia tốc truy kích thiếu niên ở phía bên hàn lập cũng sắp thấy thanh hổ đến đúng là định lưu lại chút dấu vết trên người thiếu niên kia dừng tay một thanh âm của con gái từ trên trời truyền đến ngay sau đó một ngọn lửa hực hỡ thiêu đốt từ trên trời giáng xuống, đem thanh hồ đang đuổi sau lưng thiếu niên kia mà nuốt trọn đi, sau đó mới hóa thành một ngọn lửa, biến mất không thấy. Người nào, là ai phá pháp thuật của ta? Lục tính thanh niên giận dữ, ngẩng đầu nhìn lên không chung. Chỉ thấy trên đầu mọi người, không biết từ khi nào một vị nữ tử áo lam dung nhan diễm lệ như tiên thiên, nữ tử này vóc người thon thả, mặc cung trang màu lam, tóc búi cao, khiến người ta nhìn thấy có cảm giác phiêu phiêu xuất trần thì ra là Niếp sư muội, ta còn tưởng là ai có pháp lực cao như vậy chứ. Lục Tính thanh niên vốn đang bừng bừng tức giận, sau khi thấy làm y nữ tử, lập tức ánh mắt biến đổi, lễ độ hẳn lên, trở nên rất có phong độ. Lục sư huynh nể mặt tiểu muội, cuộc tỷ thí này chấm dứt được không? Nữ tử cung trang chân đạp pháp khí, lãnh đạm nói. Ha ha, nếu là Niếp sư muội có ý như vậy, vi huynh đương nhiên là làm theo thanh niên mặt tươi cười nói. Nữ tử cung trang gật đầu, cũng không nói gì nữa trực tiếp từ trên bầu trời hạ xuống, hướng tới mộ dung huynh đệ mà đi đến. Nhiếp sư tỷ người tới cũng thật kịp thời, nếu không chúng ta còn phải chịu khổ nhiều. Thiếu niên vừa mới tránh được một kiếp, vừa thấy nữ tử áo lam lập tức vui vẻ ra mặt chạy tới. Mà một người khác cũng chỗ tường đất sụp đổ chạy tới. Sau khi trở về diện bích hối lỗi, không luyện thành công pháp tầng thứ 9, không cho phép ra ngoài nữ tử lãnh đạm nói, không mang theo một chút hỏa khí nào, cũng nhìn không ra một chút tâm tình dao động. Mộ dung huynh đệ nghe vậy, lập tức trở nên cúi đầu ủ rũ, đều gật đầu đáp ứng. Nữ tử áo lam sau khi xử trí hai huynh đệ, quay đầu hướng tới vị thanh niên thấp lùn kia, đột nhiên cười nhẹ, làm cho vạn vật phụ cận trong phút chốc buồn bà thất sắc. Nàng khẽ nhếch đôi môi nói, đa tạ sư huynh viện thủ, nếu không mộ dung sư đệ đã xảy ra việc ngoài ý muốn, tiểu muội sẽ phải thẹn với sư môn. Không, không có gì, thanh niên thấp lùn được đối phương cười diễm lệ như vậy, liền cười hắc hắc một cách ngây ngốc mà trả lời. Nam tử ở bốn phía sau khi thấy hắn được đãi ngộ đặc thù như vậy, đều không khỏi thầm chửi người này gặp may, rất hối hận mới vừa rồi người ra tay tại sao không phải là mình, bởi vậy ánh mắt ghen ghét cơ hồ như muốn băm người này thành trăm ngàn mảnh. Lục tính thanh niên thấy vậy, trong mắt lại càng lóe lên tia ác độc, chỉ là rất nhanh đã che giấu đi, vẫn bảo trì bộ dáng văn nhã, ngoại trừ nữ tử ở bên cạnh hắn, cùng với hàn lập ở một bên lạnh lùng quan sát ra, những người khác cũng chưa từng phát giác sự khác thường của hắn. Mặc dù vị Trần sư muội kia cũng tính là thiên kiều bá mị, kiều diễm như hoa, nhưng so với nữ tử họ Niếp kia thì có vẻ không bằng, bởi vậy vị Trần sư muội này khi nữ tử áo lam kia vừa hiện thân, như sợ vị Lục sư huynh kia bị mê hoặc, liền lập tức chạy tới bên cạnh Lục sư huynh, quàng lấy cánh tay của hắn, sau đó dùng ánh mắt thù địch nhìn đối phương. Nữ tử áo lam tự nhiên cảm giác được đối phương bất thiện, nhưng cũng không thèm để ý, ngược lại khi dẫn mộ Dung huynh đệ rời đi, như có như không liếc mắt nhìn Hàn Lập sau đó bên tai hàn lập lập tức truyền đến thanh âm dễ nghe của nàng các hạ mặc dù pháp lực không kém nhưng loại hành động này tiểu nữ tử thật sự không cách nào tán đồng hy vọng lần sau khi gặp lại sư đệ có thể có thay đổi hàn lập sau khi nghe xong lời nói của nữ tử áo lam hơi nhíu mày xem ra cử động né tránh rất nhanh của hắn đã bị đối phương hoàn toàn nhìn thấy nên không lưu lại hảo cảm gì đối với nữ tử này thậm chí có khi là phá hỏng ấn tượng ban đầu bất quá hắn cũng không phải là thánh nhân gì, biết rõ bị người lợi dụng mà không né xa thì không phải là quá ngu ngốc sao. Thanh niên thấp lùn kia thật ra không có thiện tâm gì, chỉ là hôm nay bị gã họ Lục để ý tới, nói không chừng rất gậy lúc nào không hay. Đến lúc đó, vị đại mỹ nữ này chẳng lẽ có thể vì hắn mà báo thù? Hàn Lập thầm nghĩ, không biết tại sao, Hàn Lập đối với loại đại mỹ nhân phong hoa tuyệt đại hết sức không có cảm tình, nhưng thật ra đối với những cô gái dễ chịu thì thuận mắt hơn nhiều. Bởi vậy vị nhiếp sư tỷ trong mắt có ấn tượng như thế nào, hắn cũng không chút nào cần, chỉ hy vọng đối phương càng ít chú ý đến mình càng tốt. Lúc này, mấy người Mỹ nữ áo lam đã không thấy tung tích, mà lục sư huynh sau khi hung hăng chừng mắt nhìn thanh niên thấp lùn một cái, cũng với người nữ bên cạnh rời khỏi đỉnh núi. Vì vậy NSXNG người còn lại thấy không còn náo nhiệt gì nữa, cũng tản mắt đi. Hàn Lập cũng rời khỏi nơi đây, một đường bay về Bách Dược Viên. Vào trong phòng của mình, Hàn Lập lập tức gấp rút đem hai khối ngọc đồng ra, đem khối có phương pháp luyện chế trúc cơ đan ra, bắt đầu đọc từng chữ một. Hàn Lập tâm thần mặc dù hoạt động, nhưng thần sắc vẫn bất động, cho đến mấy canh giờ sau, mới thở phào đem ngọc đồng thả xuống. Nhưng ngay sau đó lại lập tức chìm vào trong suy nghĩ. Cả hồi lâu sau, hắn mới thở phào một tiếng, cao chân mày lại đi vào dược viên, bắt đầu đi vòng vòng xem hoa cỏ trong vườn, trong miệng lẩm bẩm thì thào. Thiên kết hoa, hắc thược thảo, Kim tinh tham 31 loại phụ dược cũng không tính là gì, những cái này trong dược viên tất cả đều có, chỉ là yêu cầu thời gian dài một chút, hỏa hậu cỡ vài trăm năm. Nhưng các loại thuốc chính ngọc tủy chi, từ hầu hoa, thiên linh quả thì có chút phiền phức. Nơi này một gốc cũng không có, hơn nữa cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Hàn lập trù trừ hồi lâu, cuối cùng quyết định tìm người để hỏi, người này tự nhiên không phải ai khác chính là lão đầu tinh thông dược lý. chương 159, Thiên địa linh dược. Hàn Lập sau khi đã định chủ ý thì bỏ ngọc đồng này xuống, cầm cái kia lên. Định nhan đan chế tác thì đơn giản hơn trúc cơ đan nhiều, không cần dùng chân hỏa để luyện chế, nguyên liệu dược liệu cũng dễ tìm, đều là loại thường thấy. Điều duy nhất làm cho hắn ngạc nhiên chính là, các dược liệu này dược tính đều phải ngoài ngàn năm mới có thể làm ra định nhan đan, cái này cũng khó trách chưa bao giờ nghe nói qua đan dược này. Dù sao đối với người tu tiên linh thảo ngàn năm, còn không không phải bảo bối hay sao? Làm sao mà lãng phí chế tạo ra Định Nhan Đan không có chút tác dụng gì đối với tu vi, cái này cũng chẳng trách tại tu tiên giới chẳng mấy người biết về Định Nhan Đan. Bất quá cái này đối với Hàn Lập mà nói căn bản không phải vấn đề gì, chỉ là thời gian lâu hơn một chút mà thôi. Bởi vậy hắn quyết định, để đối phó về chuyến trúc cơ đan sau này, thì thử luyện chế một lô Định Nhan Đan để xem cách điều chế có chính xác hay không, có thể làm cho dung nhan của người ta thủy chung duy trì như tại thời điểm uống đan dược vào hay không. Mà 6-7 ngày sau đó khi lão đầu tới bách dược viên lấy thuốc, Hàn Lập cũng không có che giấu, mà trực tiếp hỏi về chuyện ba loại kỳ dược trên. Ngọc Tủy Chi, Tử Hầu Thoại, Thiên Linh Quả, lão đầu chấp chấp mắt, hai con mắt nheo lại thành một đường. Hắc hắc, xem ra sư điệt đã tìm hiểu cách điều chế trúc cơ đan, cho nên mới hỏi thăm về ba loại chủ dược này. Bất quá, sư điệt, chẳng lẽ ngươi vẫn thật muốn tự mình luyện đan sao? Vị mã sư bá này liếm liếm môi, dùng một loại ánh mắt người thật không biết trời cao đất rộng mà nhìn Hàn Lập. Đương nhiên là không phải, không nhắc tới ba loại chủ dược vãn bối vẫn không hề hay biết, mà ngay cả mấy loại phụ dược mấy trăm năm, vãn bối làm sao tìm ra ở nơi này chứ. Trong vườn này, lâu năm nhất cũng chỉ có một cây hóa long thảo trăm năm mà thôi. Dưới tình huống đó, sư điệt làm sao mà nghĩ đến việc luyện đan. Hàn Lập làm sao mà có thể nói thật, chỉ lựa lời mà ứng phó. Nếu không định luyện đan, người hỏi về ba loại kỳ dược để làm gì lão phu rất vội cũng không rảnh để chuyện trò với ngươi lão đầu nghiêm mặt không quan tâm nói thẳng đối với tính tình cổ quái của vị mã sư bá này hàn lập sớm đã đoán trước cho nên cũng không gấp rút ngược lại cười nói vãn bối chỉ là thấy ba loại chủ dược này tên rất là kỳ lạ hơn nữa cũng chưa bao giờ nghe người ta nói tới hình dáng cùng dược tính của nó cho nên rất lấy làm kỳ thuận miệng hỏi mà thôi mà càng khó hiểu hơn chính là trong dược viên của sư bá sao lại một gốc của ba loại kỳ dược này cũng không có phải biết rằng loại dược phẩm chân quý như vậy, theo tính của sư bá, hẳn là cũng phải nghĩ tới gây giống mà trồng trong vườn mới đúng, chẳng lẽ những kỳ dược này rất khó trồng, ngay cả sư bá cũng không thể nuôi sống được. Nói bậy, chẳng lẽ ngươi hoài nghi kỹ thuật của sư bá hay sao? Trong dược viên sở dĩ không có những loại đó, căn bản là không quan hệ đến kỹ thuật của mã mỗ, mà là chúng nó đều là thiên địa linh khí biến ảo nên, là loại trời sinh mà tự lớn lên, ở đâu mà đi tìm được mầm mống. Hơn nữa cho dù tìm được, cũng bởi vì nơi mà chúng nó sinh trưởng vô cùng kỳ lạ, trong điều kiện bình thường không thể nào sinh trưởng được, cho dù cố công cũng là vô dụng, nếu không ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho chúng sao? Lão đầu bị Hàn Lập khích, không khỏi tức giận nói: "Không có hạt giống, điều này sao có thể?" Hàn Lập không khỏi ngạc nhiên nói: "Hư, sao lại không thể? Phải biết rằng loại này bên ngoài cơ hồ đã tuyệt tích, nhưng đối với người tu tiên có tác dụng lớn như vậy, nếu có thể nuôi trồng, các đại tiên phái chẳng phải đã sớm làm rồi sao?" làm sao có thể để chúc cơ đan cứ mỗi năm lại giảm bớt như vậy lão đầu trợn mắt liếc nhìn hàn lập bực tức nói hàn lập bị đối phương nói một hồi làm cho đáy lòng lạnh lẽo lục dịch có hiệu quả thúc giục sinh trưởng nhưng nếu ngay cả mầm móng cơ bản nhất cũng không có vậy làm sao mà sinh trưởng được chẳng lẽ không có cách nào sao nếu không có chuyện gì ta đi trước hai tháng sau ta lại tới lấy thuốc vị mã sư bá này không lưu ý đến vẻ mặt khác thường của hàn lập xoay người chuẩn bị rời đi nhưng cứ mỗi 10 năm là có thể có chủ dược xuất ra một lô trúc cơ đan, là từ đâu mà có, nếu như theo lời sư bá nói, chúng nó sinh trưởng trong hoàn cảnh kỳ lạ như vậy, thì làm sao mà biết được địa điểm sinh trưởng cố định. Hàn lập trong đầu chợt suy nghĩ xẹt qua, lại nghĩ tới vấn đề khác, nếu không có hạt giống, thì chẳng phải là vẫn có cây con sao. Vậy thì vẫn có thể nuôi dưỡng cho sinh trưởng được, vì vậy vội vàng hỏi tới. Xem ra sự tò mò của ngươi thật đúng là không nhỏ. Bất quá, Ta khuyên ngươi dẹp bỏ cái ý nghĩ đó đi. Đi đến những nơi quỷ quái đó để tìm ba loại kỳ dược, cái đó cùng với tự sát cũng không kém là bao nhiêu lão đầu đi cũng không quay đầu lại, sau khi lạnh lùng nói một câu như vậy, cũng không để ý tới mà bay đi. Mà Hàn Lập bị bỏ lại đó ngơ ngác đứng tại chỗ, hồi lâu cũng không nhúc nhích một chút. Ba loại kỳ dược này, ta nhất định phải tìm được. Cho dù không nói cho ta biết, ta cũng không biết hỏi thăm từ người khác sao? Hàn Lập ngửa mặt lên trời thở ra một hơi, chậm rãi lẩm bẩm. Hàn Lập ở tại Hoàng Phong Cốc cũng đã hai năm, ngoại trừ vị mã sư bá này ra, những người khác mà hắn biết cũng chỉ có vu chấp sự và truyền công đệ tử Ngô Phong. Vu chấp sự này lòng người quá thâm trầm, hơn nữa phi thường vì lợi, Hàn Lập cũng không thích có giao du với người này, cho nên người đầu tiên hắn tìm đến là vị Ngô Phong sư huynh kia. Nếu như từ nơi này mà không tìm được đầu mối gì, thì cũng chỉ có cách đến nhạc lộc biện tìm lão giả tham tài kia một chuyến, nói vậy hắn khẳng định là sẽ biết, bất quá cũng chỉ sợ là tránh không được hao tài. Khi Hàn Lập đi tới truyền công các dành cho các đệ tử cấp tháp, Ngô Phong vừa lúc đang giảng giải một số pháp thuật cấp thấp cho vài tên thiếu niên. Sau khi nhìn thấy Hàn Lập, chỉ khẽ có ý chào một chút, rồi vẫn tiếp tục công việc của mình. Hàn Lập đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn biết đối phương chỉ là đang chú tâm với trách nhiệm của mình, cũng không phải đối với hắn như thế. Nhắc tới vị ngô sư huynh này, Hàn Lập thật có vài phần kính nể mặc dù vị truyền công sư huynh này sau khi dùng trúc cơ đan vẫn chỉ dừng lại ở đỉnh điểm của luyện khí kỳ không thể tiến vào trúc cơ kỳ nhưng lĩnh mộ đối với pháp thuật cấp thấp thật sự là xuất thần nhập hóa từ một suy ba làm cho hàn lập than thở không thôi cũng từ người này mà thu được lợi ích không nhỏ nếu như chỉ là như thế hàn lập cũng chỉ bất quá chỉ để tâm đến mà thôi cũng sẽ không kính trọng như thế làm cho hắn kinh ngạc chính là vị ngô sư huynh này khi tiếp nhận chức trách truyền công, đối với các sư huynh đệ đến đây thỉnh giáo pháp thuật, tất cả đều tận tâm truyền thụ những gì mà mình lĩnh hội được, tựa hồ không có chút tàng tư nào, điều này cũng thật làm cho Hàn Lập giật mình không nhỏ. Nói thật, ngay từ đầu Hàn Lập căn bản cũng không tin đối phương là người có phẩm chất như thế, còn tưởng rằng lại đụng phải một tên ngụy quân tử điển hình, chỉ là công phu biểu hiện đặc biệt tốt mà thôi, bởi vậy đối với người này cũng không lạnh không nhạt, kính nhi viễn chi. Nhưng sau khi chân chính tiếp xúc hơn một năm, Hàn Lập từ cách người này đối xử với người ngoài, mới chính thức xác nhận đối phương không phải làm bộ, mà là thật tâm trợ giúp sư huynh đệ. Điều này làm cho Hàn Lập thực sự không biết nói gì. Hắn mặc dù đối với cách làm của Ngô sư huynh cũng không biết nói gì, nhưng đối với nhân phẩm như vậy, quả thật không thể chê trách chỗ nào được. Bởi vậy cũng để tâm làm quen, hôm nay mặc dù cũng chưa tới bước chi giao, nhưng so với các đệ tử bình thường quan hệ cũng tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy, cũng ở một bên kiên nhẫn đợi Vị ngô sư huynh này giảng giải thật cẩn thận, một hỏa xà thuật sơ cấp bậc chung mà nói đi nói lại với hai người thật lâu, đồng thời làm thử mấy lần, để cho mấy người nó có thể hiểu rõ. Nói tới, ngũ hành pháp thuật của Hàn Lập, ngoại trừ mấy cái bắt đầu, các pháp thuật khác cũng chưa từng học qua, hai năm qua bất quá cũng chỉ là đem tất cả sâu chuỗi lại với nhau mà thôi. Điều này làm cho Hàn Lập đối với tư chất của bản thân hoàn toàn thất vọng, đối với trúc cơ đan càng thêm cần thiết. Mấy vị thiếu niên nọ rốt cuộc đã thỉnh giáo xong, cáo từ rời khỏi phòng, Ngô Phong lúc này mới hướng tới Hàn Lập mà cười hỏi. Hàn Sư Đệ, đã lâu không tới nơi này, có phải quyết định bắt đầu học pháp thuật bậc trung rồi không? Hàn Lập nghe vậy cười khổ một chút, không có tinh thần nói. Sư Huynh cũng không phải không biết tư chất của ta, học tập pháp thuật sô cấp bậc thấp đã hao phí thời gian 2 năm, còn học tới pháp thuật bậc trung, chẳng phải cũng phải mất 7-8 năm mới có thành tựu sao, ta thấy cứ từ từ mà tính. Ngô Phong nghe xong, thì cao mày lại có chút trách cứ nói. Sư đệ sao lại có thể chán nản như thế? Phải biết rằng tư chất kém một chút, nhưng cần cù có thể bổ khuyết, chỉ cần khổ tâm tu hành, cũng có thể có thành tích tốt. sáu 160, Huyết cấm thi luyện. Hàn lập nghe xong biết đối phương xuất phát từ thiện ý mà khuyên bảo, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp đại vài tiếng. Sau một hồi nói chuyện, rốt cục mở miệng hỏi đến việc chủ dược của Trúc Cơ Đan. Hàn sư đệ muốn biết xuất xứ của các linh dược như Ngọc Tùy. Ngô Phong kinh ngạc hỏi, đúng vậy, Sư huynh đã ở tại bổn môn nhiều năm như vậy, hẳn là biết được nhiều việc. Hàn lập rất kỳ vọng hỏi, ngô phong nghe vậy, sau một hồi trầm ngâm, mới nói. Biết thì đương nhiên là biết, nhưng ta khuyên sư đệ hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi. Nơi đó chẳng những nguy hiểm vô cùng, hơn nữa bình thường căn bản là không cách nào tới gần, chỉ tại thời gian đặc biệt, địa điểm đặc biệt mới có thể được trưởng bối sư môn trợ giúp mà tiến vào bên trong. Mới đầu nghe đối phương nói biết được, Hàn Lập trong lòng vui mừng, nhưng những lời sau đó làm cho hắn lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi tới. Mấy loại linh dược này, trước đây trong tu tiên giới vốn đã rất thưa thớt, những địa phương bình thường căn bản là không thấy tâm tích. Hiện tại chỗ duy nhất còn có thể tìm được chúng, cũng chỉ có cấm địa. Nếu có thể bị người tu tiên gọi là cấm địa, chỗ này đương nhiên đều là cực độ nguy hiểm, phổ biến đều là những nơi hẻo lánh có hoàn cảnh ác liệt. Có một số là xào huyệt của yêu ma, phải một đường chém giết mới có thể tới được, cũng có nơi tồn tại một số thượng cổ cấm pháp, phải cố sức phá cấm, mới có hy vọng tiến vào bên trong. Mà Hoàng Phong Cốc Tu Tiên Phái tại Việt Quốc, chủ dược trúc cơ đan của những năm qua chính là xuất phát từ một cấm địa ở phía sau, đó đó bị phong trúc thuộc tính cổ cấm phong bế. Cấm pháp nơi đó phi thường lợi hại, vốn lúc đầu với lực lượng của Tu Tiên Phái bọn họ không có hy vọng mở ra. Nhưng sau không biết như thế nào lại bị người phát hiện, cấm pháp này cứ mỗi thời gian 5 năm sẽ có 5 ngày suy yếu. Trong lúc này nếu có vài người tu sĩ kết đan kỳ đồng loạt làm phép mạnh mẽ phá cấm, có thể tạm thời mở ra một thông lộ, nhưng số lượng người đi vào cũng hạn chế. Nhưng lúc ấy khi thông lộ xuất hiện, các người tu tiên đều cố gắng đi vào, thì một việc ngoài ý muốn xuất hiện. Những người tu tiên đạt trúc cơ đều bị một tầng cấm chế cổ quái chắn ở bên ngoài, mà người luyện khí kỳ lại không hề trở ngại tiến vào bên trong, có thể thu thập được một số lượng lớn linh dược đem trở ra. Phát hiện này lập tức chấn động cả tu tiên giới Việt Quốc, vì vậy bảy đại tu tiên phái cứ mỗi 5 năm, lại phái một nhóm đệ tử dưới trúc cơ kỳ tiến vào cấm địa, để thu thập linh dược đương nhiên chủ dược trúc cơ đan là quan trọng nhất lúc đầu các đệ tử tu tiên phái còn có thể thu nhặt không ai phạm ai đều tự làm việc đối với các đệ tử này mà nói thực sự là chuyện tốt nhưng theo năm tháng không ngừng thu thập lục soát linh dược bên trong cấm địa dần dần rất thưa thớt các môn phái vì thế mà bắt đầu tranh chấp nhau những va chạm lớn dần dần bắt đầu phát sinh tới mấy trăm năm trước thậm chí có đệ tử vì tranh đấu mà mất mạng đã động chạm đến nhân mạng làm cho các đại phái đều hoàn toàn lộ mặt, dứt khoát là cá lớn nuốt cá bé, thiên địa bất nhân, cổ võ môn hạ đệ tử đi cướp đoạt của người khác, làm cho cấm địa nhuộm máu. Kể từ đó, linh dược từ từ giảm bớt, mà tranh đoạt trong cấm địa càng ngày càng kịch liệt, càng tanh máu. Tới gần trăm năm trước, bởi vì chém giết quá thảm khốc, đệ tử có thể từ trong cấm địa còn sống đi ra ba phần chỉ còn một, làm cho tinh nhuệ trong hàng đệ tử cấp thấp của các môn phái tổn thất không ít. Càng làm cho các đệ tử các phái gọi đi tới cấm địa là huyết cấm thí luyện đều bắt đầu tránh né không đi, thậm chí có lần xuất hiện một lần xấu hổ là không một người nào nguyện ý đi vào. Về phần cưỡng ép bắt đi, đương nhiên là càng không được. Bởi vì nếu đệ tử không thật tâm muốn tiến vào cấm địa tìm thuốc, hắn sẽ làm qua loa cho xong việc, 89 phần 10 là sẽ tìm một chỗ để trốn, đợi thời gian đến sẽ bình yên đi ra. Chuyện như vậy không phải là chưa từng xuất hiện qua, làm cho thượng tầng trong phái của bọn họ tức giận thất khiếu bốc khói, nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao người ta vốn không muốn đi là người bắt người ta đi vào chỗ nguy hiểm, thì làm sao có thể chỉ trích cái gì. Vì vậy, tại Việt Quốc các phái đối với linh dược càng thêm cần, nhưng đệ tử tự nguyện mạo hiểm cũng không có mấy, các môn phái cũng bắt đầu dùng trọng thưởng để chiêu mộ đệ tử đi vào cấm địa, có thể từ trong cấm địa đem linh dược ra thì trọng thưởng càng hậu hĩnh. Các môn phái khác không nói, chỉ nói tới bản thân Hoàng Phong Cốc. Từ mấy lần đầu, trong môn phái đã quy định rõ, chỉ cần đệ tử tham gia báo danh, sẽ được ban thưởng một khối linh thạch bậc chung cùng một món linh khí để cổ vũ nhưng thật có thể từ trong cấm địa thật có thể đem được linh dược ra, trong môn phái sẽ tùy theo số lượng và chất lượng mà trọng tưởng. Từ linh thạch đến pháp khí, linh đan cái gì cần có đều có, thậm chí còn có thể thưởng trúc cơ đan cực kỳ quý hiếm của bổn môn, cái này đủ để làm cho các đệ tử cấp thấp liều mạng. Trọng thưởng như vậy, quả nhiên đã tạo nên một lần báo danh mãnh liệt trong tu tiên phái, nhưng tình hình như vậy cũng chỉ bất quá duy trì trong hai ba lần ngắn ngủn, rồi lại hoàn toàn ít ỏi trở lại. Thực tế tanh máu làm cho chúng đệ tử thanh tỉnh ra, có trọng thưởng cũng không có mạng mà hưởng. Bởi vì dưới sự kích thích của trọng thưởng, có thể sinh tồn trong sự tranh đoạt tại cấm địa ba phần chỉ còn một, nhưng được trọng thưởng sau khi có thể ra khỏi huyết cấm thí luyện thì 1 phần 4 cũng không tới, trong số đệ tử còn sống, có thể được linh dược thì càng ít hơn nữa, đại bộ phận ngoại trừ một thân trọng thương ra, căn bản là không có thu hoạch gì, chứ đừng nói gì đến chuyện được trúc cơ đan. Mà Hàn Lập chính là ở dưới tình hình đó, hướng tới Ngô Phong mà hỏi về xuất xứ của linh dược sau khi nghe xong những lời đối phương nói hàn lập trong lòng chỉ có sự buồn bực không nghĩ tới thu thập dược liệu lại phải đi tới cấm địa gì đó phải cùng với các đệ tử môn phái khác mà tiến hành chém giết phải thắng đến cuối cùng mới có thể thoát thân đi ra hơn nữa tỷ lệ may mắn còn sinh tồn là thấp đến kinh người chỉ có chưa tới một phần bốn số nhân tài là có thể ra khỏi huyết cấm thí luyện này sự nguy hiểm là quá lớn hắn cũng không phải là cao thủ gì trong hàng đệ tử cấp thấp tại hoàng phong cốc cũng chỉ xếp hạng trung đẳng mà thôi cho nên không có pháp lực cao thâm, cũng không nắm giữ pháp thuật cực mạnh, chỉ dựa vào vài món pháp khí coi như không tệ này thì chẳng phải là đầu óc có vấn đề sao. Cho nên dù thế nào, thì Hàn Lập cũng sẽ không cho rằng mình có thể trở thành người trong số một phần tư còn sống sót đó. Vì vậy dưới sự tức giận, hắn không khỏi hỏi Ngô Phong tại sao các tiên phái không thể ước thúc đệ tử cùng phân chia linh dược công bằng. Phải biết rằng dù sao cũng là cùng luyện chế trúc cơ đan, vậy cần gì phải trở mặt kết đoán cửu như vậy kết quả ngô phong nghe xong lập tức cười khổ hồi đáp sư đệ không biết cho dù cùng luyện chế trúc cơ đan nhưng khi phân phối đan dược thì lại phân chia có các phái như thế nào đây dưới tình hình này có thể nào ngăn cản được các môn phái liều mảng tranh đoạt linh dược được đây hàn lập nghe xong hồi lâu không nói gì cuối cùng hắn tâm sự đầy mình sau khi hỏi biết huyết cấm thí luyện nửa năm sau thì sau khi ngô sư huynh dặn dò đã rời khỏi truyền công tác về lại bách dược viên trong mấy ngày kế tiếp Hàn Lập cả ngày cũng chỉ nghĩ tới việc này, phân tích lợi hại cùng hung hiểm trong đó, cố gắng để cho bản thân đưa ra một lựa chọn sáng suốt. Rất hiển nhiên tại Việt quốc này, ngoại trừ tại cấm điện này, thì cũng không còn nơi nào có thể tìm được ba loại linh dược này, nếu không thì thất đại tiên phái cũng không cần cứ mỗi năm năm lại một lần đổ máu, để cho bản thân tự mình yếu đi. Hàn Lập nếu như không muốn mạo hiểm, thì cũng chỉ có hy vọng tại Việt quốc ngoại trừ chỗ này thì còn có thể có nơi khác tìm được linh dược, nếu không chúc cơ đã hoàn toàn vô vọng trăm năm sau cũng sẽ trở thành một đống xương trắng. Bất quá cẩn thận nghĩ lại, đối với việc đi tìm linh dược càng thêm mong manh vô cùng, căn bản một chút hy vọng cũng không có. Nhưng nếu như thật tham gia huyết cấm thí luyện, bốn phần thì hết ba phần tử vong tỷ lệ quả thật quá lớn. Khả năng hắn mất mạng cũng là cao vô cùng, cái này quả thật làm cho Hàn Lập thực sự là khó nghĩ. chương 161, Phường Thị, trải qua mấy đêm mất ngủ, Hàn lập đối với việc bảo vệ bản thân nhưng từ bỏ con đường tiên đạo cùng mạo hiểm để chúc cơ thành công, cũng dần dần có xu hướng nghiêng về lựa chọn sau, dù sao hắn cũng không cam lòng cứ như thế này cả đời. Nhưng hắn trời sinh tính cẩn thận, trước khi quyết tâm vẫn đến Nhạc Lộc Điện một chuyến. Từ miệng lão giả tham tài nọ, một lần nữa xác nhận sự việc ngoài cấm địa ra không còn nơi nào có thiên địa linh dược cùng với sự thảm thiết của huyết sắc thí luyện là sự thật, điều này làm cho hắn hoàn toàn từ bỏ hy vọng vào sự may mắn. Nếu đã hiểu rõ căn bản không có đường lui, Hàn Lập rốt hạ quyết tâm phải đánh cuộc tham gia huyết cấm thí luyện một phen. Không phải thành công tìm được linh dược để trúc cơ thành công, thì sẽ bỏ mình tại nơi đây. Sau khi đã xác định rõ ràng cửa ải sinh tử này, Hàn Lập nửa năm sau đó bắt đầu chuẩn bị để đi vào cấm địa. Hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn này, làm cho thực lực bản thân cao hơn một tầng, để cho cơ hội sinh tồn cao hơn một chút. Trường Xuân công tầng 11 không có đan dược phụ trợ, đúng là không có khả năng đột phá, nếu muốn tăng cường thực lực, hắn có chủ ý tăng cường thêm vài loại pháp thuật mới cùng với phù lục, pháp khí có uy lực mạnh. Pháp thuật mới hoàn hảo mà nói, một sư huynh sẽ không cự tuyệt truyền thụ. Bất quá bằng với tư chất của hắn, chỉ với nửa năm như vậy cũng chỉ học thêm được hai loại sơ cấp pháp thuật bậc thấp, hoặc miễn cưỡng nắm giữ một loại pháp thuật sơ cấp bậc trung, về phần pháp thuật bậc cao thì đó là chuyện cũng không nên nghĩ tới. Bởi vậy cách để tăng thực lực lên nhanh nhất, chính là phù lục cùng pháp khí. Nhắc tới pháp khí, hàn lập hôm nay thật cũng có một chút nhưng trong đó có tác dụng lớn ngoại trừ đích viên hoàn cùng tiểu kỳ do vị diệp sư thúc kia cấp cho cũng chỉ có hai món thu hoạch được trên người của hai người áo vàng đuổi giết hắn nhưng cũng chưa từng sử dụng qua nhưng chỉ có trường đao hóa dây thừng cùng với hồ lô phun ra cầu lửa là có thể tự động công kích về phần liệt dương kiếm lãnh nguyệt đao nhận khi nhập môn cũng chỉ là đao kiếm pháp khí cấp thấp nhất có mang theo chút lửa cùng hàn khí công kích căn bản không cách nào đem ra dùng được mà tại phù lục Hàn Lập vốn lúc đầu rất là thiếu. Nhưng may mắn vị Diệp Sư Thúc kia cũng cho hắn khá nhiều, nhưng ngoại trừ về số lượng ra thì chất lượng cũng là một vấn đề, thật đúng là chỉ có hơn 10 lá phù lục sơ cấp bậc trung cùng hai phù lục bậc cao, làm cho hắn cũng lo lắng không ít. Mặt khác Hàn Lập cho đến nay vẫn chưa hiểu rõ được cái phù lục có vẽ hình thanh kiếm nhỏ. Cái này được người áo vàng bị hắn chém chết gọi là phù bảo gì đó, hẳn là vật phẩm có lai lịch rất lớn. Chỉ là đây là tăng vật, hắn cũng không dám để cho người khác biết phù lục này, chỉ là âm thầm để tâm đối với hai chữ phù bảo tìm cơ hội thích hợp thì hỏi thăm người khác đương nhiên đối với huyết cấm thí luyện mà nói những vật như vậy khẳng định là không thể thiếu cho nên hàn lập lên kế hoạch rời sơn môn một chuyến đến phường thị ở sơn mạch phụ cận để tìm mua một ít pháp khí cùng phù lục cao cấp bất quá không có một lượng lớn linh thạch làm hậu thuẫn thì khẳng định là không thể mua bán như ý được mặc dù linh thạch này hiện tại đối với hàn lập thì cũng có thể bỏ ra được nhưng ngày sau đối với việc đi đến cấm địa linh thạch này cũng là vật trọng yếu để bảo vệ tính mạng nên hắn không muốn phí phạm hàn lập nghĩ đi nghĩ lại quyết định đem đi một số dược thảo chân quý ngàn năm dùng để đổi lấy linh thạch hoặc là giao dịch nhưng thật ra điều phối định nhan đan hẳn là một lựa chọn tốt giá trị nói không chừng còn lớn hơn nữa nhưng dược liệu cần thiết để điều chế ra thật sự là nhiều cũng không đủ thời gian để điều chế cho nên cũng chỉ có thể trực tiếp đem dược liệu đi đổi mà thôi nhưng vì không muốn để cho những người khác trong phái biết hàn lập cũng chỉ là âm thầm quyết định chỉ bán cho người bên ngoài quyết không giao dịch với người trong phái để tránh không gây ra những sự chú ý bất lợi không cần thiết vì vậy hàn lập trong lòng đã có chủ trương bắt đầu vào việc hắn trước tiên từ ngô phong trong số cáo pháp thuật sơ cấp bậc trung chọn ra liếm khí thuật thực dụng nhất đây là một loại pháp thuật phụ trợ bậc trung hoàn toàn kháng lại thiên nhãn thuật chỉ cần sau khi thi triển thuật này sẽ không bị đối phương dùng mắt thường thấy được cũng hoàn toàn có thể thu liếm linh khí của bản thân với mục đích ẩn thân Đương nhiên, pháp thuật này đối với tu sĩ trúc cơ kỳ khẳng định không có tác dụng gì, nhưng lại là một thủ đoạn đối phó với người tu tiên luyện khí kỳ, có thể nói là thực dung hơn ẩn nạc thuật nhiều. Bất quá hàn lập sở dĩ không chọn pháp thuật công kích hay phòng ngự gì khác, tất cả đều là do hắn rút ra từ thực chiến của bản thân mà đưa ra quyết định. Bởi vì lần trước chém giết với người tu tiên, khiến cho hắn phát hiện, người tu tiên khi chiến đấu có thể có cơ hội chính thức niệm quyết thi triển pháp thuật bậc trung thực sự là quá ít, mà các loại pháp thuật bậc thấp cùng với pháp khí, Phù Lục có thời gian làm phép ngắn nhất lại là thủ đoạn có thể nhanh chóng triển khai thế công hoặc phòng ngự nhất, cho nên muốn khi tranh đấu sử dụng pháp thuật bậc trung, dùng Phù Lục là tương đối thực tế nhất. Đương nhiên, nếu có đồng bọn giúp để tranh thủ thời gian làm phép thì đó lại là chuyện khác. Hàn Lập đối với kỹ thuật cùng khẩu quyết tu luyện, sau khi từ Ngô Phong đã hỏi rõ ràng chi tiết thì bắt đầu toàn tâm luyện tập. Bất quá pháp thuật bậc trung liếm khí thuật này tuyệt đối là hoàn toàn khác với các pháp thuật phụ trợ như Ngự Phong quyết ẩn nặc thuật trước đây tu luyện nó hết sức khó khăn, xem ra trong nửa năm có thể hoàn toàn nắm giữ được thuật này cũng là một sự khiêu chiến không nhỏ. Cứ như vậy, Hàn Lập ban ngày khổ tu liếm khí thuật, ban đêm dùng lục dịch chuyên tâm nuôi dưỡng các loại linh thảo. Hơn nữa vì phòng ngừa vị mã sư bá kia phát hiện các thảo dược này, hắn đợi sau khi kỳ đối phương đã tới lấy thuốc mới tiến hành nuôi dưỡng, lúc này thuốc trong vườn cũng rất ít. Dù sao thảo dược ngàn năm, mùi hương tỏa ra cũng rất khác biệt. Nhưng may mắn chính là vị mã sư bá mỗi khi đến thu dược liệu cũng không có ở lâu, mỗi lần đều là vội vã đến rồi lại vội vã đi, tựa hồ Thủy Trung lúc nào cũng vội vã, cũng không biết suốt cuộc là vội vã là vì cái gì. Đối phương đang làm những gì, Hàn Lập cũng không có hứng thú biết, đối với hắn mà nói mã sư bá có thể cứ vội vã đi như vậy là tốt nhất, như vậy mới không can thiệp vào việc của hắn, để cho hắn hoàn thành đại kế của bản thân. Khi Hàn Lập đã sơ bộ nắm được liếm khí thuật, thì đã hơn 4 tháng. Mà hắn rốt cục đã nuôi dưỡng được linh dược 2.000 năm, tin tưởng đối với tu tiên giới hiện tại linh dược trăm năm còn khó kiếm, thì bọn chúng sẽ mang đến cho phường thị của Hoàng Phong Cốc một sự ngạc nhiên nho nhỏ. Hàn Lập báo với vu chấp sự có chút quen biết của Bách Kỳ Đường, để xin lênh bài được phép ra ngoài Sơn Môn. Đệ tử của Hoàng Phong Cốc thật ra hàng năm đều có thể có cơ hội một lần ra ngoài một lần, chỉ là người tu tiên ai cũng không muốn lãng phí thời gian để ra ngoài, cho nên đệ tử chính thức xin ra ngoài cũng không có mấy. Nói đến Hàn Lập sau khi ra khỏi cấm chế đại trận của Sơn Môn, thì lập tức thẳng hướng đông bắc mà bay thẳng đến phường thị. Nói đến, phường thị của Hoàng Phong Cốc cũng có danh tiếng, có thể sánh bằng không ít phường thị hưng vượng của các môn phái khác. Đó là bởi vì Thái Nhạc Sơn vị trí tại Kiến Châu phía bắc diện rất gần Nguyên Vũ Quốc, hơn nữa tu tiên giới của Nguyên Vũ Quốc cùng tu tiên giới Việt Quốc cũng không có đối địch, cho nên tại phường thị của Hoàng Phong Cốc vẫn thường xuyên xuất hiện người tu tiên của Nguyên Vũ Quốc tới đây giao dịch vật phẩm, làm cho nơi này có rất nhiều vật phẩm đặc thù mà Việt Quốc không có. Cái này cũng không thể không nói là một sự hấp dẫn, làm cho rất nhiều tán tu cùng người của gia tộc tu tiên nghe danh mà đến. Phường thị này ở phía đông bắc của Thái Nhạc Sơn, cho nên Hàn Lập bay khá lâu mới tới được. Sau lúc hạ xuống tại phụ cận, Hàn Lập cũng không có lập tức đi tới, mà thay một cái áo màu xám, rồi đem cất giấu hết tất cả những vật phẩm có thể nhận ra là người của Hoàng Phong Cốc, làm cho hắn thoạt nhìn chỉ là một người tu tiên bình thường, lúc này mới đi vào phường thị. Dựa theo thường quy của tu tiên giới, trong vòng năm dặm tại phường thị người tu tiên không được bay trên bầu trời, cho nên Hàn Lập trên đường đi cũng gặp không ít người cũng đang vội vã đi tới, trong đó có mấy người trang phục rất kỳ lạ, làm cho Hàn Lập không khỏi hoài nghi bọn họ chính là người tu tiên của Nguyên Vũ quốc. Như thế xem ra, phường thị này nhân khí thật đúng là không tệ. Hàn Lập trong lòng còn đang suy tư thì đã đến trước lối vào của phường thị. Chương 162, Vạn Bảo lâu. Phường thị của Hoàng Phong quốc thoạt nhìn rất giống Thanh như trấn quê hương của Hàn Lập. Cả khu cũng chỉ có một con đường mà thôi, đường phố theo hướng nam bắc, đoạn phía nam có xây mấy chục căn nhà lớn nhỏ, những công trình này hoặc cao hoặc thấp, có khi là nhà lầu, có khi chỉ là căn nhà nhỏ mà thôi, thật là nhấp nhô không đều. Đây đều là sản nghiệp của Hoàng Phong Cốc, nhưng chỉ có chưa tới một nửa là còn do đệ tử Hoàng Phong Cốc tự mình trông nom, hơn phân nửa kia thì cho các gia tộc tu tiên và tán tu thuê buôn bán hàng năm ở đây. Trong đó đại bộ phận đều là cửa hàng mua bán nguyên liệu, phù lục cùng với pháp khí cũng có một gian ngũ hành thư điếm chuyên môn bán pháp quyết sơ cấp, với hai gian tử lầu và khách sạn làm nơi mọi người ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Cả khu chợ ngoại trừ một số ít chấp sự đệ tử cấp thấp này ra, còn có một số lượng cao thủ trúc cơ kỳ nhất định chú quanh năm ở đây, để duy trì trật tự của phố phường này, phòng ngừa có người làm loạn. Mà cuối con đường phía Bắc thì lại trống trơn, là đặc biệt để lại cho người tu tiên tạm thời bày hàng bán. Chỉ cần giao cho đệ tử Hoàng Phong Cốc quản lý nơi này một khối linh thạch cấp thấp, người ngoài đã có thể bày hàng bán tại chỗ trống hai bên cả ngày mà không chịu bất cứ quấy nhiễu gì, thậm chí trong lúc bán hàng còn có thể được sự bảo vệ của những đệ tử này, không cần sợ có kẻ thù nhân cơ hội trả thù. Có những biện pháp này hỗ trợ người tu tiên bên ngoài tới đây buôn bán, hơn nữa hoàn cảnh phố xá đặc thù, điều này làm cho khu buôn bán của Hoàng Phong cốc quanh năm thịnh vượng. Hơn nữa có một ít vật quý hiếm từ trong khu chợ thỉnh thoảng truyền ra, điều này đã hấp dẫn càng nhiều người tu tiên tới đây vơ vét bảo vật. Bất quá, Hàn Lập vì tránh bị nghi ngờ, cũng không phải từ cửa khẩu phía nam thuận lợi nhất tiến vào nơi đây, mà là sau khi vòng một vòng lớn, từ mặt phía bắc mới tiến vào bên trong, hơn nữa trước khi bước vào cửa khẩu, hắn lại thêm vào trên đầu một cái nón lá màu xanh che giấu khuôn mặt, để phòng ngừa nơi này còn có người nhận biết mình. Lúc này đã là thời khắc xế chiều, trên đường của phường thị nhìn lại tựa hồ cũng lác đác không có bao nhiêu người. Bất quá, đây cũng là một việc rất bình thường, dù sao khu buôn bán này cũng không phải là nơi náo nhiệt đời thường, náo nhiệt cả ngày rộn ràng nhộn nhịp không ngừng, đã có thể tới đây đều là người tu tiên trong một vạn tuyển một. Có thể có nhiều người như vậy đã xem như rất không tệ rồi. Hàn Lập nghĩ thông suốt điểm ấy tự giếu mình một chút, rồi hướng chỗ bán hàng nhỏ ở hai bên đường đi tới. Hắn quyết định trước tiên xem trên những sạp hàng nhỏ này một chút xem có gì đáng chú ý hay không, sau đó sẽ lại tới những cửa hàng lớn. Sau khi xem xét một vòng, Hàn Lập trong lòng có chút thất vọng. Những món đồ trên những sạp hàng nhỏ này, ngoại trừ ba, bốn kiện miến cưỡng còn xứng là có năng lực ra, những pháp khí phù lục khác, căn bản là đối với hắn không có tác dụng, mua cũng chỉ lãng phí linh thạch mà thôi, rồi không hề lãng phí thời gian nữa, xoay người trực tiếp chạy về phía những cửa hàng lớn kia. Thất xảo các, dẫn phong trai, thiên công lâu, Hàn Lập lần này cũng không tùy ý lỗ máng tìm cửa hàng để đi vào, mà là đi chậm chậm dọc theo con phố, sau khi lưu tâm nhớ kỹ tên và quy mô, kích thước của những cửa hàng này. Mới chọn một căn nhà lầu thoạt nhìn khí thế lớn nhất hơn nữa thường xuyên có tu tiên giả khác ra vào vạn bảo lâu, rồi tiến vào, chỉ cần nghe tên cửa hàng này, đã biết chủ nhân của cửa hàng đối với hàng hóa của mình rất có tự tin, mà Hàn Lập cũng hy vọng vật phẩm quý giá nơi này thực sẽ có chút khó gặp, sẽ không phải để cho hắn tay không mà về. Vừa vào bên trong, Hàn Lập đã nao nao, đại sảnh sáng ngời có thể dung nạp hơn mấy chục người vẫn không có cảm giác đông đúc, dùng gỗ hồng đồng có tiếng quý giá kiến tạo một dãy quầy hàng rất dài, cùng với 7 8 tên người hầu mặc quần áo xanh thống nhất, toàn bộ điều này cũng làm cho người ta tuyệt đối có một loại cảm giác sức ép chấn động. Mà ở bên trong sảnh có hai tên người hầu áo xanh, đang chia nhau giảng giải gì đó cho mấy vị khách nhìn bộ dạng như người tu tiên. Ở bên trong quầy thì bày biện rất nhiều vật phẩm đủ loại, từ trên kiểu cách mà nhìn chắc hẳn cũng là một số món đồ gì đó là người tu tiên mới có thể dùng được, từ các loại nguyên liệu cấp thấp nhất đến phù lục pháp khí thường dùng nhất cần có tất cả đều có. Hàn lập mỉm cười, xem ra hắn cũng đã tìm được đúng chỗ. Đúng lúc đó, một người mặc quần áo dáng vẻ người hầu tiến lên nghênh đón, trên mặt tươi cười nói khách quan này muốn xem gì vậy có cần tiểu nhân giới thiệu giúp một chút hay không món gì của bản điếm tuyệt đối sẽ làm toàn bộ khách nhân hài lòng mà về ta muốn xem một vài pháp khí và phù lục có điều ta chỉ cần đồ tốt nhất những đồ thứ phẩm này thì chớ nên lấy ra cho ta xem nữa hàn lập sửa nón lá thản nhiên buông lời người hầu áo xanh nghe thấy lời ấy hơi có chút nao nao nhưng cẩn thận đánh giá khí thế của hàn lập sau khi xác định đối phương không phải đang nói đùa trên mặt vẻ tươi cười lại càng hiện rõ hơn nữa, hắn biết chắc là đã gặp được khách hàng lớn, bởi vậy vội vàng đưa Hàn Lập Tiến vào bên trong phòng, cũng tự mình dẫn lên phòng khách quý trên lầu 2. Bài biện trên lầu lại khác với đại sảnh bên dưới, chẳng những diện tích nhỏ đi rất nhiều, nhưng lại bày thêm một ít bàn ghế cổ, bố trí thanh nhã khoáng đạt, ấm cúng an nhàn. Khiến cho người ngạc nhiên chính là trong góc phòng còn có một cái lư hương quý, bên trong lư đang có một bó hương đang cháy chậm, làm cho bên trong phòng tràn ngập mùi đàn hương thơm nhàn nhạt một người đàn ông trung niên thanh cao nho nhã, đang cầm trong tay một quyển cổ thư, đứng ở trong phòng đọc văng vẳng, nhìn qua không có chút pháp lực nào, hoàn toàn là một người bình thường mà thôi. Hàn Lập có chút tức cười, nơi này không giống địa điểm buôn bán chút nào, ngược lại giống hệt như phòng ở nhà phú hộ. Người đọc sách nhìn thấy Hàn Lập lên tới nơi, không hoảng hốt không vội vàng đem sách gặp lại, mà người hầu đi cùng Hàn Lập thì bước nhanh tiến lên, ghé tai nói nhỏ mấy câu. Người đàn ông trung niên sau khi nghe xong, liền chắp tay nghênh đón, mặt mỉm cười nói. Tại hạ vạn bảo các trưởng quỹ Điền Bạc Ly, không biết các hạ như xưng hô thế nào. Lệ Phi Vũ Hàn Lập không chút khách khí lấy tên của bạn tốt mượn dùng một chút. Là Lệ Huynh sao, Huynh Đài mời ngồi, đi, pha bình bích vân trà thượng hạng tới đây. Người trung niên dẫn Hàn Lập ngồi xuống, sau đó hướng gã sai vặt dặn dò. Lệ Huynh là lần đầu tiên tới bản lầu sao, người trung niên sau khi đợi Hàn Lập ngồi yên ổn, bắt đầu hỏi khách khí hắc hắc, nhãn lực của điền trưởng quý thật sự là tinh tường, ta đích thật là lần đầu tiên tới quý lầu hàn lập cố ý cải biến giọng nói, khiến người nghe thấy tựa hồ là một hán tử giọng nói ồm ồm. Có phải lần đầu tiên tới bản lầu hay không cũng không sao. Chỉ cần các hạ chịu tới nơi này, điều này đã là vinh dự đối với vạn bảo lâu chúng ta, bản lầu nhất định sẽ làm huynh đài hài lòng. Điền trưởng quỹ nói rất tự tin, có thể tại một nhà tìm được món đồ cần thiết, tại hạ cũng không muốn tự tìm phiền toái đi nhiều hơn hai nhà. Hy vọng món đồ của quý lầu thực sự không tệ Hàn Lập nói có vẻ nửa tin nửa ngờ. Ha ha, điểm ấy xin lệ huynh cứ yên tâm, danh tiếng của bản lầu trên con đường này tuyệt đối chính là số 1 số 2, nếu như bản điếm cũng không thể làm cho huynh đài hài lòng, như vậy cửa hàng khác thì càng không cần đi xem nữa. Vị trưởng quỹ này nói không nhanh không chậm, bộ dạng có vẻ đã định liệu trước. Lúc này, có một người mặc trang phục tỷ nữ bưng một ấm trà và mấy cái chén uống trà đi lên lầu. Còn chưa đợi tới gần hai người, một mùi hương trà thanh nhã đã lan khắp phòng. đây là trà thơm bản lầu đặc chế, địa phương khác cũng không dễ dàng thấy được. chẳng những mới người mùi thơm ngát vô cùng, mà công dụng còn có thể khiến cho người uống sảng khoái tinh thần gấp trăm lần. lệ huynh có thể thưởng thức trước một chút. điền trưởng quỹ đợi sau khi tỷ nữ đem dụng cụ uống trà dọn xong đã xuống lầu, trước hết khẽ nhếch mép tự đắc, mỉm cười nói. hàn lập nhìn trà thơm trước mắt một chút, khẽ lắc đầu, nói hơi có chút không kiên nhẫn. điền trưởng quỹ, trà có thể từ từ rồi uống còn bây giờ làm việc chính đi. Không nghĩ tới huynh đài còn là một người nóng vội. Được thôi, xin chờ một lát, tại hạ đi một chút sẽ quay lại. Điền trưởng quỹ đứng dậy mang theo tiếc núi, hướng về Hàn Lập chắp tay, rồi để lại hắn một mình trước tiên đi xuống lầu. Ước chừng sau khoảng một chén trà nhỏ, điền trưởng quỹ lại xuất hiện trước mặt Hàn Lập lần nữa, chỉ là trong lòng hắn nhiều hơn mấy cái hộp gấm lớn nhỏ không không đồng nhất. Nghe gã sai vặt bên dưới nói, lệ huynh muốn pháp khí và phù lục tốt nhất, cho nên tại hạ đặc biệt đi xuống tàng thất bên dưới, đem vài món bảo vật chân quý lâu năm, cầm tới cho huynh đài xem thử, hy vọng có thể lọt vào mắt thần của lệ huynh. Điền trưởng quỹ vỗ vỗ mấy cái hộp gấm, cười hì hì nói. Hàn lập vừa nghe xong mắt sáng ngời, lòng hiếu kỳ với những món bên trong những hộp gấm này nổi lên, không biết có thể được đối phương gọi là bảo vật rốt cuộc sẽ là cái gì vật gì hiếm có, có khả năng ở trên kỳ vọng của hắn hay không. Điền trưởng quỹ đã đem mấy cái hộp gấm nhất nhất bày lên trên bàn, cũng lần lượt mở ra để cho hắn tiến lên quan sát. Nhưng Hàn Lập phát giác được, theo sự mở ra của hộp gấm, không biết từ đâu toát ra hai luồng pháp lực tuyệt đối áp trên linh hồn hắn, xít sao khóa chặt nhất cử nhất động của hắn. Hàn Lập đầu tiên là cả kinh, nhưng ngay sau đó đã hiểu ra đây là biện pháp bảo vệ an toàn của vạn bảo lâu, là ngón dự phòng làm ra vì những bảo vật này, để phòng ngừa hắn bất chờ đột nhiên cướp đi món đồ bên trong hộp, vì vậy người lại thả lỏng, nhưng đối với thực lực của vạn bảo lâu lại có thêm một chút hiểu biết chương 163, Cẩm Hạp Chi Bảo. Lúc này, Điền trưởng quỹ bắt đầu đưa ra giới thiệu những món đồ bên trong các hộp gấm cho Hàn Lập. Một bộ kim phù tử mẫu đao, mẫu đao một thanh, tử đao tám thanh, dùng vàng và sắt nguyên chất làm nguyên liệu, do cao thủ trúc cơ kỳ luyện chế 3 ngày 3 đêm mà thành. Chỉ cần cầm mẫu đao trong tay thì có thể đồng thời khống chế tám thanh tử đao công kích địch nhân, làm cho đối thủ khó lòng phòng bị, sắc bén vô cùng. Hắn chỉ vào một bộ quái đao màu vàng nhạt bên trong một cái hộp giới thiệu nói. Hàn Lập không nói gì, đưa tay cầm lấy một thanh tử đao tỉ mỉ nhìn một lát, sau đó khẽ gật đầu nhưng lại đặt nó xuống. Huyền thiết phi thiên thuẫn, pháp khí tính phòng ngự phi thường hiếm thấy, dùng khối lớn huyền thiết nơi âm hàn tinh luyện mà thành, chẳng những vô cùng kiên cố, vững chắc không thể phá, hơn nữa một khi khởi động làm phép thì có thể bao quanh bốn phía tự động phòng ngự. Điền trường quỹ lại cầm lấy một cái thiết thuẫn hình dạng nhỏ bé cỡ như bàn tay, nói. Sau đó tiện tay đưa cho Hàn Lập, để cho hắn xem kỹ một chút. Hàn Lập cầm thuẫn bài trong tay, khẽ chạm xuống hoa văn mặt trên, sau khi trầm ngâm một chút, hỏi một câu. Có thể thử làm phép một chút chứ? Đương nhiên có thể rồi, Lệ Huynh cứ việc xin mời dùng thoải mái. Điền trưởng quỹ nói rất hào phóng, nếu đối phương cũng đã nói như thế, Hàn Lập cũng không khách khí, đem linh lực chậm rãi truyền vào vật trong tay. Kết quả thiết thuẫn trong nháy mắt hiện lên ánh sáng đen, trong chớp mắt đã phóng đại lên mấy lần, rồi bay khỏi bàn tay, lơ lửng trong không trung, liền bắt đầu chậm rãi chuyển động vòng quanh vây lấy hắn, nhìn kích cỡ nó nhỏ bé mà vẫn vừa vặn đủ che chắn những bộ vị yếu hại trên người. Hàn lập trong lòng hân hoan, hơi phân thần thao túng một chút, quả nhiên vật ấy có thể theo tâm tự động bay múa trên dưới, khéo léo linh hoạt phi thường. Sau khi thử nghiệm, Hàn lập đối với kiện pháp khí này phi thường hài lòng, hắn bây giờ thiếu nhất chính là loại pháp khí có thể bảo vệ tính mạng này, có tấm thuẫn bài này, hẳn là trong thí nghiệm huyết cấm, xác suất sinh tồn có thể tăng thêm không ít. Có điều Hàn Lập cũng không hề lập tức tỏ vẻ gì, hắn chỉ yên lặng cầm thiết thuẫn bỏ lại vào trong hộp, sau đó tiếp tục đợi đối phương giới thiệu tiếp. Điền trường quý cũng không vì cách làm này của Hàn Lập mà có gì bất mãn, vẫn đề cử rất nhiệt tình vật phẩm kế tiếp, một hạt châu màu lam bé như một viên thuốc. Thiên lôi tử, mấy trăm năm trước, có một tu sĩ thần bí trong lúc vô ý sau khi lấy lôi điện của trời đất ngưng luyện mà thành, mỗi một hạt đều có uy lực rất lớn, nghe nói cho dù tu sĩ trúc cơ kỳ chính diện đối kháng xét này cũng sẽ tan thành cho bụi, Nguyên là lúc đầu tổng cộng có 73 hạt, nhưng về sau này không còn lại mấy nữa, một viên này cũng là bản lầu hao tốn lượng lớn tài lực mới lấy được về tay đó. Điền trưởng quỹ sau khi nói xong lời này, vẻ mặt không nhịn được lộ ra vài phần đắc ý, có thể thấy được sự quý hiếm thế nào của lôi châu này. Hàn lập nghe vậy trở nên động dung, có thể đánh chết tu sĩ trúc cơ kỳ, món độ uy lực lớn như thế thật sự là có thể gặp mà không thể cầu rồi. Có thể thu vào trong túi mà nói, vậy đi lại trên cấm địa đã tương đương với có sát thủ giản chỉ là giá của nó sợ rằng đắt đến dọa người mất nếu không cũng sẽ không còn cho tới hôm nay mà không thể bán được. điền trưởng quỹ sau khi giới thiệu viên lôi châu màu lam thì không hề mở miệng nói chuyện nữa ngược lại nhìn hàn lập một cái rất có thâm ý sau đó bưng một chén trà thơm lên bắt đầu chậm rãi thưởng thức mặc dù trên bàn vẫn còn một cái hộp gấm chắc hẳn là chưa từng giới thiệu nhưng hắn một từ cũng không đề cập tới hàn lập mỉm cười biết rõ dụng ý của vị điền trưởng quỹ này hiểu rằng đã đến lúc mình nên cho đối phương thấy một chút thực lực rồi nếu không bảo vật trong cái hộp gấm cuối cùng kia đúng là sẽ không dễ dàng để cho hắn nhìn thấy được lần này đến đây vì để phòng ngừa vạn nhất hàn lập ngoài hai gốc linh thảo ngàn năm ra còn đem toàn bộ linh thạch mang theo trên người kể cả hai khối linh thạch bậc trung và gần trăm khối linh thạch bậc thấp có điều một ít linh thạch này hàn lập sẽ không dễ dàng sử dụng đơn giản là hắn ỉ vào chính hai gốc linh thảo kia mà thôi thành thực mà nói hàn lập mặc dù biết dược thảo đã ngoài ngàn năm tuyệt đối ở tu tiên giới hôm nay đúng là vật cực kỳ hiếm thấy lẽ tất nhiên giá trị không ít nhưng cụ thể có thể đáng giá bao nhiêu linh thạch và đổi lấy pháp khí dạng gì trong lòng hắn thật đúng là không có bao nhiêu quy củ nhưng là hắn thừa nhận dùng để đổi cái thuẫn bài nhỏ kia và kim phù tử mẫu đao lúc đầu vẫn thừa sức về phần cái thiên lôi tử càng muốn đến tay kia hàn lập trong lòng chưa có nắm chắc hắn cũng không có cùng một lần đem hai gốc linh thảo tất cả đều vô vị lấy ra mà là trước tiên từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ thoạt nhìn quý giá khác thường một gốc cây để ở bên trong cái hộp đó Hàn Lập sở dĩ phải làm như vậy, cũng vì biết rõ đạo lý người cần vỏ bọc, Phật cần giả bộ, hiểu rằng nếu khéo giả bộ, có thể cho khiến cho giá trị của dược thảo sẽ lên cao như vậy ba phần nữa, sẽ không làm cho mình thiệt hại. Hàn Lập cũng không có mở nắp hộp ra, mà là trực tiếp chuyển toàn bộ cái hộp tới trước mặt đối phương. Biên trưởng Quý vẫn một mực âm thầm để ý cử động của Hàn Lập, thấy tình cảnh này cũng không nói thêm lời, sau khi nhận lấy cái hộp quan sát một chút, rồi không hoảng hốt không vội vàng mở nắp. Ồ Đợi sau khi nhìn rõ ràng vật bên trong hộp, điền trưởng quỹ có chút ngạc nhiên, nhưng theo sau thần sắc trở nên không thích thú. Lệ huynh định dùng hoàng linh chi này đổi bảo vật của bản lầu sao? Đây cũng không phải là vật chân quý gì, trừ phi là cực phẩm đã ngoài hai ba trăm năm, nếu không căn bản không đáng tiền gì cả. Điền trưởng quỹ lạnh nhạt nói, hàn lập hắc hắc cười lạnh vài tiếng, không có giải thích cũng không có nói gì, bản thân tự học bộ dạng vừa rồi của đối phương, rót cho mình một chén trà thơm, lấy làm thích thú bắt đầu uống. Điền trưởng quỹ sau khi thấy Hàn Lập có cử động giữ vững không e ngại này, bắt đầu có chút hồ nghi. Hắn tập trung hết tinh thần, lại cúi đầu, bắt đầu lần nữa xem xét tỉ mỉ linh thảo trong hộp. Ừc, điền Trường quỹ xem đi xem lại, đột nhiên nuốt ực một cái, lập tức kích động từ trên ghế đứng lên, bao gồm cả cầm cái hộp tới chỗ ánh sáng sáng nhất bên trong phòng, xem xét tỉ mỉ lật qua lộn lại không ngừng, trong miệng còn lẩm bẩm thì thầm, không thể nào, chẳng lẽ thật sự là đã ngoài ngàn năm sao? Hay chỉ là thoạt nhìn tương tự mà thôi? Hàn Lập thấy rõ vẻ mặt của đối phương, lại nghe được dạng lời nói này, cuối cùng yên lòng. Lúc này hắn mới khẳng định, giá trị của linh thảo ngàn năm so với dự liệu trước đó phỏng chừng chỉ cao hơn chứ không thấp, xem ra lấy được lôi châu kia tới tay rất có hy vọng rồi. Biên trưởng quỹ sau khi kiểm tra một hồi, mới đột nhiên ý thức được sự thất thố của mình, để cho đối phương thấy được thực hư không ít. Có điều, lúc này hắn cũng bất chấp những cái này rồi, vật trước mắt sớm đã đem tâm thần của hắn tất cả đều hấp dẫn rồi, chỉ cần vật ấy thực là loại cực phẩm ngàn năm như hắn tưởng tượng, vậy hắn chính là có tốn bao nhiêu chi phí nữa cũng phải đem linh thảo ngàn năm lưu lại vạn bảo lâu, điều này sẽ đem đến cho hắn và vạn bảo lâu mối lợi bất tận. Nhưng hôm nay duy nhất hơi làm khó hắn chính là, linh thảo ngàn năm này hắn cũng chỉ là nghe tiếng, nhưng chưa bao giờ gặp qua vật thật, thật sự không cách nào tuyệt đối khẳng định chắc chắn niên đại chính xác của vật bên trong. Có điều cho dù hoàng tinh chi trước mắt không phải thực là linh dược có ngoài ngàn năm, nhưng hỏa hầu cũng tuyệt đối có ngoài bảy tám trăm năm, đó cũng là vật chân quý vạn phần, điểm này ngược lại hắn có thể khẳng định. Người đâu, sau khi kiểm tra nửa ngày, Điền trưởng quý cũng hô một tiếng, gọi một gã sai và từ dưới lầu lên. Đi mời Đinh Lão tới, hãy nói nơi này có kiện chân phẩm cần Lão nhân ra hắn xem xét một chút. Hắn trịnh trọng ra lệnh, sau đó thừa dịp thời gian chống này, Điền trưởng quý cùng Hàn Lập bắt đầu tán gẫu hết sức ăn ý, nhưng cũng tránh mà không nói việc thảo dược, tựa hồ trong lúc nhất thời, vật trong hộp đều đã bị hai người hắn quên mất trong đầu. Nhưng thời gian không lâu, một lão già tóc xám trắng được gã sai vặt dẫn tới, cũng lên lầu chậm chạp. Điền trưởng quỹ vừa thấy, bật người cung kính tiến lên ninh đón, cũng đem chỗ ngồi nhường cho lão này, mà hắn thì đứng ở một bên, xem ra vị đinh lão này thực sự là đức cao vọng trọng. Có điều Hàn Lập cũng đã nhìn ra, vị này và điền trưởng quỹ giống nhau, cũng là một lão già bình thường, tuyệt không có chút khí thức của tu tiên giả. Điền trưởng quỹ, người gọi lão già sắp xuống lỗ như ta tới, chẳng lẽ còn có vật gì, có thể khiến cho ngươi cũng không cách nào đánh giá phân biệt sao. Lão già hơi cúi người thở hổn hển mấy hơi, mới lập cập cao ngạo nói. mươi 164, Phù Bảo Chi Bí, Đinh Lão, làm phiền lão xem xem vật này được không? Vãn bối mặc dù cảm thấy hình như là linh dược ngàn năm, nhưng thâm tâm rất không chắc chắn, cũng hy vọng Đinh Lão thẩm định niên đại một chút. Điền trưởng quỹ, dùng ngôn từ khiêm tốn nói, sau đó đem hộp gấm đưa qua. Linh Thảo ngàn năm, Đinh Lão nghe nói, có chút khó tin, nhưng vẫn nhận lấy hộp gấm. Mời lão xem kỹ xem, có phải thật sự là hoàng tinh chi ngàn năm hay không? Điền trưởng quỹ cố gắng áp chế hưng phấn trong lòng, lời nói có chút rồn rập. Lão già cũng không nói gì thêm, mà là nheo mắt, thân tình chăm chú nhìn hình dạng, màu sắc thậm chí từng đường gân của vật trong hộp, kể cả thỉnh thoảng đem cái hộp đưa lên mũi, khẽ ngửi như vậy vài lần. Dược thảo này chính là hàn lập một tay chăm bón mà ra, cho nên có phải linh dược ngàn năm hay không, hắn trong lòng tự nhiên có tính đến, bởi vậy từ đầu chí cuối ngồi ở một bên ánh mắt tự nhiên như thường, đối với cử động của lão già như không nhìn thấy. Điều hắn lo lắng, chỉ là vấn đề mặc cả như thế nào với vạn bảo lâu. Điền trường quý thì lại trái ngược với hàn lập, hắn nhìn không chấp mắt vào nhất cử nhất động của lão già, kiểu đó cùng với phong độ vạn sự không rung động lúc đầu gặp mặt hàn lập đã hoàn toàn biến mất, lúc này trên mặt tràn ngập sự mong ngóng, thần tình phức tạp hồi hộp lo lắng cái được cái mất. Cuối cùng, đinh lão đem cái hộp nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, sau đó tay mân mê tròm dâu nhắm mắt trầm tư một lát, mới mở hai mắt ra, dùng ngữ khi hết sức chắc chắn tỉnh táo nói. Chúc mừng trưởng quỹ, đây đích xác là Hoàng Tinh Chi đã ngoài ngàn năm không giả, mà còn là mới ra khỏi đất không bao lâu, cực phẩm thiên nhiên thảo dược tính chưa hao tổn chút nào, điểm ấy lão phu có thể cam đoan. Điền trưởng quỹ vừa nghe trên mặt mừng rỡ, theo sau cung kính tiến lão này xuống thang lầu, tiếp theo cầm lấy cái hộp đựng linh thảo vui mừng khôn tả, nhìn đi nhìn lại mấy lần. Điền trưởng quỹ, người ta hai người có phải nên nói về việc giao dịch hay không? Hàn Lập thấy việc đối phương tựa hồ đã quên mất chủ nhân Linh Thảo còn ngồi ở một bên, không nhịn được buông lời nhắc nhở một câu. Ô, ô, tại hạ thật hồ đồ, mong rằng lệ huynh thứ lỗi. Điền trưởng quỹ sau khi hơi sướng sờ, lúc này mới nhớ ra gốc Linh Thảo này còn chưa thuộc về vạn bảo lâu, không nhịn được ra mặt hơi đỏ lên. Ha ha, việc này không có gì, có điều các hạ định giao dịch như thế nào, thấy điền trưởng quỹ đối với vật ấy yêu thích như thế, chắc hẳn sẽ không để cho tại hạ thất vọng chứ. Hàn lập khẽ cười rồi nói, có chút lần ép đối phương. Lúc này, thần sắc của điền trưởng quỹ đã khôi phục bình thường, cũng cầm vật trong tay đặt lại trên bàn, rồi mới nói. Lệ huynh đã có thể lấy ra linh thảo ngàn năm, nói vậy cũng không phải tu tiên giả bình thường. Ta đây cũng không cần dùng thói buôn bán lửa bịp huynh đài nữa, mà nói cho các hạ một giá công bằng. Hắn nói tới đây, hơi suy nghĩ một chút, rồi dùng ngữ khí rất thành khẩn nói tiếp gốc linh thảo này có thể tùy ý đổi lại hai kiện bảo vật trong hộp gấm ta đã cho lệ huynh xem qua hoặc là một mình đổi lại món đồ bên trong hộp cuối cùng nếu vẫn còn chưa thấy xác đáng vậy bản lầu cũng có thể đưa ra linh thạch làm cho các hạ tuyệt đối hài lòng để đem linh thảo mua lại lệ huynh ý tứ thế nào hàn lập cảm giác được sự thành ý trong lời nói của đối phương sau khi trong lòng suy đi tính lại vài lần cũng hiểu được giá này coi như hợp lý không vượt qua đáy giới hạn của mình thì ý tứ âm thầm đã có bảy tám phần đáp ứng. Có điều trước tiên tại đây, hắn vẫn muốn xem xem rốt cuộc chứa đựng bên trong hộp gấm cuối cùng là vật gì. Nhưng điền trưởng quỹ chưa chờ cho Hàn Lập mở miệng, đã dảo bước tới mở nắp hộp gấm cuối cùng, rồi đẩy đến trước mặt Hàn Lập, mỉm cười nói, chứa đựng bên trong cái hộp này, chính là trấn lâu chi bảo của bản lâu. Có điều, chính là xem huynh đài có nhận biết là gì hay không thôi. Hàn Lập lòng hiếu kỳ nổi lên, ánh mắt hướng vào bên trong hộp nhìn lại, nhất thời trở nên trợn mắt há hốc mồm, bên trong hộp gấm không ngờ đặt độc một tấm phù lục, mặt trên còn vẽ một khối đồ án màu vàng dài lòng ngoằng, kim quang lập lòe, trông rất sống động. Sau khi nhìn rõ vật ấy, Hàn Lập tâm tư chuyển động không ngừng, lập tức liên tưởng tới tấm phù lục có vẽ tiểu kiếm màu xám kia của mình, chẳng lẽ là đồ vật đồng dạng. Phù bảo, Hàn Lập hít một hơi thật sâu, không dám chắc mở miệng hỏi. Điền trường quỹ vẻ mặt thoáng ngạc nhiên, theo sau kinh ngạc nói. Thực không nghĩ tới, Lệ huynh có thể nhận ra vật ấy Theo lý mà nói Bảo vật này hẳn là có rất ít người tu tiên biết mới phải Huynh đài kiến thức thực sâu rộng Tại hạ bội phục Hàn lập sau khi nghe xong Cười khổ vài tiếng Tiếp đó lắc đầu thở dài nói Các hạ quá xem trọng lệ mỗ rồi Phù bảo này tại hạ cũng chỉ nghe tiếng mà thôi Hiểu biết về nó thực sự quá ít Có điều điền trưởng quý đã có thể đưa ra vật ấy Vậy chắc hẳn đối với phù bảo có lẽ hiểu rõ đầu đuôi Mong được chỉ giáo những lời này của hàn lập toàn bộ là lời nói thực tâm hắn đích xác muốn nhân cơ hội hoàn toàn hiểu rõ một chút về nguyên nhân và hiệu quả của phù bảo cũng tỉnh ngộ ra mà bỏ xuống được sự mờ mịt trong đầu điền trưởng quỹ nhìn hàn lập có chút ngoài ý muốn cảm thấy chuyện này không phải cần giữ bí mật gì chỉ là ít người biết mà thôi cũng không đáng vì thế mà phải đắc tội vị khách hàng lớn trước mắt liền đáp ứng phi thường sảng khoái cũng nhất nhất nói ra hết thảy những gì có liên quan đến phù bảo phù bảo vật ấy thật đúng là có lai lịch lớn lại là một loại vật phẩm kỳ lạ do tu sĩ kết đan kỳ trở lên mới có thể chế tạo. Nó là do cao giai tu sĩ luyện ra pháp bảo, đem bộ phận uy lực của pháp bảo gói vào trong lá bùa đặc chế, để cho tu tiên giả khác cũng có thể tạm thời sử ra một loại đặc chế phù lục có pháp bảo uy năng, khiến cho đồng thời có cả hai đặc tính phù lục và pháp bảo, được tu tiên giả biết được sự tồn tại đó đồn là ngụy pháp bảo, rất được bọn họ theo đuổi tán tụng. Loại ngụy pháp bảo này phi thường đặc thù, làm ra nó cần phải tu sĩ kết đan kỳ trở lên mới được, nhưng tu tiên giả bất kỳ cấp bậc nào cũng sử dụng nó được. cho dù là dạng tu tiên giả ba bốn tầng công pháp giống như kim quang thượng nhân đó bị hàn lập giết chết, nhưng mô phỏng như hình dạng cũng có thể sử dụng. chỉ có điều tu tiên giả chưa tiến vào trúc cơ kỳ pháp thuật sẽ chưa ngưng tụ sử dụng phù bảo chỉ có thể phát huy ra một hai phần mười uy lực của phù bảo. so sánh với pháp khí đứng đầu, tựa hồ không cao hơn bao nhiêu. mà tu tiên giả sau khi trúc cơ thì lại có thể vận dụng phương pháp ngưng luyện tâm thần có thể đem uy lực phù bảo toàn bộ phát huy ra không thiếu chút nào, uy lực đó mặc dù không thể giống như pháp bảo chân chính kinh thiên động địa, long trời lở đất nhưng cũng đủ để miệt thị toàn bộ những loại pháp khí khác. Bởi vậy tu sĩ sau chúc cơ kỳ, ai ai cũng hy vọng có được một kiện phù bảo, điều này sẽ khiến cho bọn họ trong tranh đấu đại chiếm thượng phong, có thể ngạo thị người khác. Uy lực của phù bảo mặc dù kinh người, nhưng bắt đầu sử dụng sẽ phải tiêu hao pháp bảo uy năng tồn tại bên trong nó, nếu như uy năng tiêu hao hầu như không còn, Vậy phù bảo đó cũng đã hoàn toàn coi là hỏng rồi. Bởi vậy khống chế uy lực của pháp bảo sử dụng như thế nào, điều này cũng là một vấn đề không thể coi thường. Mặt khác chế tạo phù bảo cũng không phải là một việc đơn giản. Bởi vì pháp bảo nguyên bản chính là vật kết đan kỳ tu sĩ mới có thể luyện chế, chẳng những số lượng rất khan hiếm, hơn nữa từ đầu chí cuối phải tôi luyện đêm ngày trong chân nguyên của tu sĩ để gia tăng uy lực của nó, sẽ không dễ dàng lấy ra cho người khác, cho nên càng đừng nói dùng nó để chế tạo phù bảo gì. Phải biết rằng chế tác phù bảo chính là tương đương với hành vi tự hủy hoại đem pháp bảo uy năng chia ra một bộ phận, mỗi một tấm phù bảo làm ra, chủ nhân pháp bảo đều phải tôi luyện lại từ đầu rất lâu nữa mới có thể đem uy năng luyện trở lại lần nữa, đây chính là điển hình của hành vi lợi người hại mình. Bởi vậy, dưới tình huống thông thường đúng là không có vị tu sĩ kết đan kỳ trở lên nào sẽ làm kiểu việc ngớ ngẩn này. Nhưng dân gian có câu rất hay thế sự vô thường, loại hành động luyện chế phù bảo xem như ngu xuẩn này Phần lớn cao giai tu sĩ trước khi Lâm đại hạn cũng sẽ điên cuồng đi làm, chỉ là vì có thể để cho hậu nhân hoặc vãn bối lưu lại một món tiền trợ giúp không nhỏ. Phải biết rằng pháp bảo người trước lưu lại, sau khi trải qua thời gian dài ngưng luyện lại một lần nữa được người của họ kế thừa, chủ nhân mới đúng là không cách nào làm được tâm thần cùng pháp bảo hoàn toàn hợp nhất, uy lực vốn có trong pháp bảo sẽ tổn thất hơn phân nửa, vậy vẫn còn yêu cầu người này cũng phải đạt tới kết đan kỳ mới được. Nếu không chỉ có thể trợn mắt gắng ngượng thu lấy pháp bảo mà không cách nào vận dụng mảy may. Bởi thế, so với đem pháp bảo lưu lại đầy đủ, chính là luyện chế phù bảo đối với hậu bối của bọn họ thích hợp hơn. Nhưng luyện chế phù bảo, hạn chế của nó cũng rất nhiều. Đầu tiên uy lực của pháp bảo mà mỗi tấm phù bảo có thể phong ấn, nhiều nhất chỉ có thể là một phần 10 pháp bảo uy năng mà thôi, chỉ có thể giảm bớt chứ không thể tăng thêm. Bởi vậy, cho dù căn cứ cùng một kiện pháp bảo mà phong ấn phù bảo, uy lực của nó cũng không đều, mỗi cái một khác. Tiếp theo Luyện chế phù bảo, chẳng những sẽ làm uy lực của pháp bảo giảm xuống, mà còn sẽ làm nguyên khí của chủ nhân pháp bảo tổn thất rất nhiều, cho nên tình cảnh luyện chế phù bảo kéo dài đúng là không có khả năng xuất hiện được. Mỗi một lần luyện chế phù bảo, chủ nhân pháp bảo đều phải nghỉ ngơi năm ba năm mới có thể khôi phục nguyên khí, điều này còn tùy thuộc có lãng phí chân nguyên hay không, nếu không dưới tình huống lại lần nữa định tôi luyện pháp bảo, thời gian còn có thể càng thêm lâu dài. Bởi vậy tu tiên giới thường thường sẽ xuất hiện tình cảnh như thế này. Cao dài tu sĩ trước khi lâm đại hạn, sau khi chuẩn bị trước lúc thông qua tòa hóa, lưu lại những món đồ giá trị nhất sau khi họ qua đời, thường thường chính là một món pháp bảo uy lực đại giảm và mấy tấm phù bảo phong ấn đồng dạng uy năng, việc này không thể không nói là một việc rất bất đắc dĩ. Chương 165, Dạ ngộ. Hàn Lập sau khi nghe xong lời của Điền trưởng quý, lúc này mới có hiểu biết nhất định đối với phù bảo, không khỏi đánh giá lại tấm phù bảo này trong hộp gấm lần nữa. Tấm kim quang chuyên phù bảo này, là bản lầu không tiếc rất nhiều tiền mua lại từ trong một tiểu gia tộc, là phù bảo mới tinh chưa từng vận dụng qua một chút nào, thừa sức đổi với gốc linh thảo ngàn năm này của lệ huynh. Điền trường quỹ cuối cùng dùng một giọng điệu chịu nhiều thiệt thòi, nói luôn miệng. Hàn lập khẽ âm thầm cười, một điểm cũng không tin những lời nói có ngôn ngữ bất lợi của đối phương, nhiều lắm cũng chỉ là mỗi bên đều có nhu cầu mà thôi, linh thảo của mình ở trong mắt đối phương, khẳng định so với tấm phù bảo này chỉ có cao hơn chứ không thấp. Thế nào, lệ huynh chuẩn bị đổi vật phẩm tương đương chưa điền trường quỹ cuối cùng cười hỏi hàn lập nghe vậy do so dự một chút tư tưởng có điểm không nắm chắc hắn vốn định lại chạy thêm mấy cửa hàng nữa xem xem có còn pháp khí tốt hơn hay không nhưng mấy món đồ trước mắt này đích xác đều rất không tệ rất hợp tâm ý của hắn làm cho hắn bỏ qua một phần nhưng trong lòng thì vạn phần không thôi đặc biệt là kiện kim quang chuyên phù bảo kia về sau hỗ trợ đối với hắn càng lớn hơn nữa hắn nhất định là phải lấy được Mấy kiểu đồ vật này, tại hạ đều tương đối thích, dự định đều cần. Sau một hồi suy nghĩ, Hàn Lập hạ quyết tâm, hắn cảm giác nếu ở Vạn Bảo lâu một nhà này mua hết mấy món đồ, có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu, tối thiểu sẽ giảm bớt sự chú ý của người khác đối với hắn, đem ảnh hưởng của linh thảo ngàn năm giới hạn vào Vạn Bảo lâu mà thôi. Đều muốn hết, lệ huynh chẳng lẽ còn nói giỡn. Biên Trường quỹ nghe xong lời của Hàn Lập, sắc mặt trở nên âm trầm, hắn cho rằng Hàn Lập sư tử ngoạc mồm định dùng một gốc linh thảo này mơ mộng cuồng vọng đổi hết bảo vật trong hộp gấm. Hàn lập thấy thế, sau khi khẽ mỉm cười, không có phân bua, nhưng lại từ trong chữ vật đại móc ra một cái hộp giống cái hộp trước như đúc đặt lên trên bàn. Dùng hai gốc linh thảo ngàn năm đổi lấy tất cả bảo vật trong hộp gấm của ngươi. Hàn lập chậm rãi nói, điều bộ việc chắc chắn phải được. Điền trường quỹ vừa mừng vừa sợ, bất chấp trả lời điều kiện của Hàn lập, trước tiên vội vàng kiểm tra linh dược mới xuất hiện một lần chờ sau khi xác định linh thảo mới đúng thật cũng cùng là linh dược ngàn năm giống với gốc đầu tiên, mới dùng một loại ánh mắt khác thường bắt đầu đánh giá hàn lập lại lần nữa. Dù sao người một cái nhấc tay có thể đưa ra hai gốc linh dược hắn hiếu, như thế nào cũng đáng giá để vạn bảo lâu hắn tôn trọng. Mà hàn lập đội nón lá, điền trưởng quỹ không cách nào thấy rõ vẻ mặt của đối phương, lại càng sinh ra cảm giác đối phương thần bí, bởi vậy sau một lúc trù trừ, liền quyết định. Được, nếu lệ huynh đã nói như thế, vậy tại hạ có thể lùi một bước, đồng ý đáp ứng. Nhưng điền mỗ có kèm theo một thỉnh cầu nho nhỏ với huynh đài, nếu như sau này lệ huynh còn có loại linh dược gì đó, tại hạ hy vọng huynh đài cũng có thể ưu tiên nhớ tới bản lầu, điền mỗ ra giá tuyệt đối sẽ làm các hạ hài lòng. Hàn lập hắc hắc cười khan vài cái, khẽ gật đầu chẳng nói thêm gì. Nhưng trong lòng cũng đã than thở, biết đối phương chính là đã nổi lên lòng nghi ngờ, xem ra dùng linh thảo loại này đi mua bán trao đổi bảo vật, sau này chính là tận lực làm thật ít mới được nếu không sẽ rước lấy họa sát thân điền trưởng quỹ cũng không biết ý nghĩ chân thực của hàn lập sau khi thấy hắn gật đầu đáp ứng trong lòng mừng rỡ nếu như tên họ lệ trước mắt thực sự còn có thể cho hắn mua được linh dược ngàn năm vậy hắn hôm nay thả chút máu nhân nhượng một chút phí tổn nhỏ này hoàn toàn có giá trị vì vậy điền trưởng quỹ và hàn lập phân biệt trao đổi vật phẩm sau khi mỗi bên đã thu được món đồ rồi hai bên đều rất vui mừng mà hàn lập Đến đây cáo từ rời đi Vạn Bảo Lâu, ngay cả khu chợ cũng không dám đợi một giây phút nào nữa, tức khắc nhanh chóng ra khỏi phạm vi giới hạn của khu chợ, lập tức bay khỏi nơi đây. Bởi vì sợ Vạn Bảo Lâu phái cao thủ gì đó âm thầm theo dõi mình, hắn cũng không có nghênh ngang trực tiếp hướng Hoàng Phong Cốc bay đi, mà là trực tiếp bay ra khỏi dạng núi Thái Nhạc, sau khi xem xét lộ trình rời đi chừng 3-4 ngày, mới yên tâm vòng một vòng lớn, lại hướng về Hoàng Phong Cốc bay đi. Chập tối 3 hôm sau, Hàn Lập đã tiến vào bên ngoài dạng núi Thái Nhạc, bởi vì sắc trời sắp tối, hắn vì lý do an toàn, liền tìm một tòa thạch động kín đáo định nghỉ tạm một đêm, sau đó ngày mai lại chạy về Hoàng Phong Cốc. Tòa thạch động này, nằm ở giữa sườn núi, phía trước còn có lác đác mấy đống đá chặn cửa động, từ bên ngoài không cách nào dễ dàng phát hiện, Hàn Lập cũng là vừa may mới có thể chui vào bên trong. Sau khi ăn chút gì đó, hắn liền khoác áo tựa lên vách đá bắt đầu vận công dưỡng thần, thời gian bất chi bất giác đã đến quá nửa đêm, vào giữa lúc Hàn Lập buồn ngủ sắp ngủ, Đột nhiên nghe thấy thanh âm của tà áo chạm gió vang lên, tiếp theo một tiếng bịch, tựa hồ có người hai chân rơi xuống đất, từ không trung bay hạ xuống ngoài động, Hàn Lập trong lòng cả kinh, nhất thời buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ là người của Vạn Bảo lâu truy sát mình sao? Hàn Lập không khỏi định đi về phía địa phương tồi tệ nhất. "Sư muội, hoàn cảnh nơi này không tệ, hơn nữa hẻo lánh không người, ta thấy là chỗ này đi." Một giọng nam có chút quen thuộc vang lên bên ngoài động. Hàn Lập có chút ngạc nhiên nhưng cuối cùng thở dài một hơi nếu không phải người của vạn bảo lâu đến giết người đoạt bảo vậy đã nói lên đối phương chỉ là đi ngang qua mà thôi cũng đã không có gì phải lo lắng nữa sư muội cần gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta chứ dù sao ngươi cũng chưa bao giờ hưởng thụ qua sướng khoái của nam nữ hôm nay sư huynh thương yêu ngươi hoàn hảo một phen cũng tốt để cho sư muội cuộc đời này không uổng phí làm nữ nhân nếu không một lát nữa sẽ phải hương tiêu ngọc tổn chẳng phải quá lãng phí bộ túi ra tuyệt vời này sao Thanh âm của nam tử thủy trung không nhanh không chậm, ôn nhu cực kỳ, nhưng nội dung trong lời nói lại thực sự dâm uế vô tình. Hàn lập hít một hơi, cúi mình trước vị huynh đài bên ngoài kia, không ngờ có thể sử dụng loại giọng điệu như vậy, nói ra loại tồi tệ xấu xa tiền dâm hậu sát này, thật sự là bội phục cực kỳ. Hơn nữa bên ngoài chỉ có tiếng nói người nam vang lên, không có tiếng nói người nữ, vậy đã nói rõ sư muội này sớm đã bị hắn chế trụ, bây giờ sợ rằng ngay cả miệng cũng không thể mở ra. Có điều thanh âm của nam tử này quen tai như thế, hẳn là người hắn đã gặp qua. Nghĩ tới đây, lòng hiếu kỳ của Hàn Lập dâng lên, không nhịn được vô thanh vô tức ngầm đi về phía cửa động. Doạc, tiếng quần áo nữ tử bị xé rách vang lên, theo đó cũng vang lên tiếng cười dâm đãng của tên nam tử này. Đây, trước tiên ăn viên hợp hoan hoàn đi, nếu không lát nữa không có gì thú vị cả. Khụ, sư muội, không nên dùng loại ánh mắt này nhìn vi huynh chứ thực ra trước kia nàng không phải rất muốn sau khi chúc cơ cùng ta xong tu sao. Vậy cũng xem như thành toàn tâm nguyện cho nàng rồi. Ha ha, nam tử có chút quên hết tất cả bởi vậy cười rộ lên điên cuồng. Lúc này, Hàn Lập đã mò tới sau một khối đá nơi cửa động, bắt đầu nhìn trộm về chỗ đất trống bên ngoài động. Chỉ thấy một nam tử áo trắng, nửa quỳ ở bên thân mình một nữ tử trẻ tuổi, đang sờ mó vuốt ve lung tung trên thân thể mềm mại của nàng, cũng thỉnh thoảng xé quần áo ra từng mảnh nhỏ. Nữ tử đó đầu tóc rối bời, Hàn Lập không nhìn rõ khuôn mặt nàng. Nhưng thân thể thì mềm mại như một con dê non, đã trần trụi hơn nửa người, lộ ra da thịt đàn hồi trắng nõn nà, đặc biệt là với bộ ngực căng tròn mềm mại trắng bóc nửa kín nửa hở, đúng là khiến cho người ta khí huyết sôi lên, thật sâu câu dẫn lên thú tính của nam giới. Thì ra là hắn, sau khi nhìn rõ khuôn mặt nam tử, Hàn Lập vừa có chút kinh ngạc cũng có chút sáng tỏ. Nam tử chính là vị lục sư huynh tính tình nhỏ mọn đánh nhau một hồi cùng ngộ dung huynh đệ, quả nhiên là tên mặt người giả thú, chỉ không biết con dê non mà hắn bắt tới kia là vị sư tỷ xui xẻo nào trong cốc. Không biết là có phải vị lục sư huynh này nghe được tiếng lòng của Hàn Lập hay không, mà trong lúc vô ý dùng một tay vuốt mái tóc rối bởi trước mặt của nữ tử, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp nhưng oán độc vô cùng. Tại sao lại là nàng? Hàn Lập sau khi đã thấy rõ hình dáng của nữ tử, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình. Đây chả phải là vị trần sư muội kia ở trên đồi, từ đầu chí cuối mình mình ta ta cùng lục sư huynh sao. Bản thân nàng chính là người yêu của lục sư huynh mà, vị lục sư huynh này thần kinh rồi sao, như thế nào nhất định phải đùa giỡn đem người yêu của mình diễn trò cái gì cưỡng gian giết người. Chỉ là nhìn bộ dạng hai mắt phun lửa của Trần Sư muội cũng không giống là đùa bớn diễn trò giữa tình nhân thôi. Hàn lập mắt trợn tròn, trong lòng có chút hơi ngơ ngẩn. Tìm được rồi, đột nhiên, lục sư huynh đình chỉ cử động trên người nữ tử, kêu lên vui mừng sen lẫn sợ hãi. Trên tay của hắn đã xuất hiện một cái chữ vật đại sinh sắn tinh vi lục sư huynh không hề để ý tới trần sư muội nữa mà là dốc chữ vật đại xuống vật phẩm từ trong túi đổ ra một đống tướng vừa có loại đồ vật như pháp khí phù lục cũng có những vật riêng tư như quần áo nội y của đám nữ tử lục sư huynh đối với những đồ vật khác giống như không nhìn thấy ngược lại ở trong đám vật phẩm cùng loại như chai lọ hộp bình tìm tòi không ngừng tựa như đang tìm kiếm gì đó chương 166, ngoan độc ha ha đây rồi tìm được rồi ta biết sư muội nhất định sẽ mang theo bên mình, quả nhiên không sai. Lục sư huynh mừng như điên từ trong đống đổ lôi ra một cái hộp gỗ nhỏ màu đỏ. Nắp hộp đã mở ra, nhưng hàn lập bởi vì khuất góc nên nhìn không rõ đồ vật bên trong hộp, lòng hiếu kỳ càng tăng lên, nhưng cũng không dám coi thường vọng động. Phải biết rằng, tên gia hỏa đối diện ác độc như thế, ngay cả bạn nữ của mình cũng có thể xuống tay, nếu như tên sư đệ này bị hắn phát hiện rồi, vậy thì càng muốn giết người diệt khẩu, không chết không thôi. Hơn nữa uy lực pháp thuật phong thuộc tính của đối phương, hắn cũng chính mắt thấy qua, bất luận là công kích hay phòng ngự đều sắc bén vô cùng, cũng không phải là người chỉ biết ba miếng pháp thuật mèo cào như hắn có thể so sánh với. Càng huống chi đối phương pháp lực cũng thâm hậu hơn nhiều so với hắn, đã ở vào dạng trung giai tầng thứ 12. Cứ như vậy, vô luận là pháp thuật hay pháp lực, hắn đều tuyệt đối ở vào hạ phong, tựa hồ không có gì phần thắng. Nhưng Hàn lập tự cho là, nếu thực sự đánh hết sức mà nói, hắn vẫn có thể chống lại đối phương dù sao pháp khí vốn có lại thêm những pháp khí mới cũng không phải là ăn chay, đến lúc đó phát sinh động thủ ai giết ai vẫn còn chưa khẳng định được. Có điều, Hàn Lập cũng không có hứng thú, đem mạng nhỏ của mình chơi đùa kiểu diễn tuồng anh hùng cứu mỹ nhân này. Dù sao Trần Sư muội kia và hắn không thân không thích, là nàng tự mình có mắt không tròng, ương bướng chọn một vị độc ác đáng khinh làm bạn tình, tự động dâng tới cửa, vậy có thể oán ai? Muốn Hàn Lập vô duyên vô cớ vì thế mà liều mạng, hắn cũng không có giác ngộ cao như vậy cho nên hắn chuẩn bị xác thật xem hết màn kịch này sau đó cùng vị lục sư huynh kia mỗi người một đường không ai liên quan tới ai đương nhiên đối với vị lục sư huynh này hàn lập về sau này khẳng định càng phải thêm chú ý rồi dù sao người có thể tàn nhẫn độc ác tới mức như vậy hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy được đối trình độ vô tình của người này hắn cam bái hạ phong nghĩ tới đây hàn lập đem liếm khí thuật mới học được không lâu lặng lẽ thi triển ra sợ đối phương trong lúc vô ý cảm ứng được sự tồn tại của hắn khiến cho hắn không đánh một trận sống mái không được. Lúc này, lục sư huynh đã đem hộp gỗ bỏ vào bên trong chữ vật đại của mình, sau đó cười dâm đãng vài tiếng, lần nữa nhích gần đến bên người trần sư muội. Một mặt hắn hưng phấn tiếp tục xé rách quần áo nhà gái, một bên lầm bầm thổ lộ toàn bộ tiếng lòng, khiến cho hàn lập trốn ở một bên, nghe được lạnh cả người. Sư muội ơi, nàng cũng chưa có trách ta, chuyện này vi huynh cũng là không có biện pháp, phải biết rằng cô gái họ đồng điêu ngoa kia cũng chính miệng nói, chỉ cần ta và nàng hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ sau khi chuyển sang chúc cơ cùng nàng ta song tu nàng ta sẽ xin vị bà cô tổ trong nhà hồng phất sư thúc tổ đích thân thu nhận ta làm môn hạ truyền thụ cho ta đại thần thông kinh thiên động địa đó là cơ hội nhảy một bước lên trời sư huynh ta thật sự không muốn bỏ qua điều này cho nên cũng không thể làm gì khác hơn là oan ước cho sư muội rồi nằm trên mặt đất trần sư muội đang phun lửa trong mắt sau khi nghe xong lời táng tận lương tâm này của đối phương tức giận cả người run rẩy không thôi Hận không thể lập tức ngồi dậy được, xông tới hung ác cắn xé con người nhẫn tâm này mấy miếng, để phát tiết oán hận trong lòng. Nhưng đáng tiếc chính là, vị bạc tình lang này sớm đã dùng phong phù thuật, đem trói chặt toàn thân nàng lại, căn bản không cách nào nhúc nhích một phân, ngay cả muốn há mồm mắng chửi cũng không làm được, chỉ có thể mặc cho đối phương sắp đặt mà thôi. Nhưng những lời kế tiếp của vị, càng khiến cho nàng tay chân lạnh toát, thiếu chút nữa tắc thở. Khổ, nếu như sư muội không phải con gái duy nhất của Trần gia gia chủ, kỳ thật thả cho sư muội một con đường sống cũng không phải không thể. Ta thật sự sợ sư muội từ yêu chuyển hật, sẽ nhờ lực lượng của Trần ra tới trả thù Vi Huynh, cũng sẽ truyền bá việc này khắp nơi, làm cho thanh danh của Vi Huynh mất hết. Mà ta có nghe người ta nói, Hồng Phất Sư Thúc Tổ lại thù hận nhất nam tử phụ tình bạc nghĩa. Cho nên vì chuyện tốt của Sư Huynh, cũng vì danh tiếng của Sư Huynh, Sư muội nên là từ thế gian biến mất đi. Chắc hẳn cũng sẽ không có ai hoài nghi tới Vi Huynh, dù sao trước kia chúng ta chính là yêu thương như vậy mà lục sư huynh nói giả bộ nhưng trên tay thật là không dừng lại chút nào trần sư muội trong nháy mắt quần áo đã tan hết đã hoàn toàn trần chuồng lục sư huynh chứng kiến cảnh đẹp trước mắt hai mắt sáng rực phát ra ánh dâm tà ngón tay bắt đầu chậm rãi hoạt động trên da thịt mỡ mảng bóng loáng biểu lộ một bộ mặt thèm muốn thưởng thức rồi nói tiếp nhưng để cho ta động tâm chính là không ngờ sư muội và ta giống nhau đều vẫn còn giữ lại chút cơ đan chưa dùng nói vậy cũng là muốn đợi cho sau khi trụ cột công pháp đại thành sẽ dùng sao dù sao làm như vậy mà nói tỷ lệ trúc cơ thành công sẽ lớn hơn một chút nữa hắn trong miệng vừa chập chập vừa nói có điều nếu sư muội thân thể trong sạch cũng đã phải giao cho vi huynh rồi nghĩ tới càng sẽ không nỡ không giao trúc cơ đan này chứ ta vốn còn có chút lo lắng uống một viên trúc cơ đan thật sự có chút không chắc chắn sợ trúc cơ sẽ thất bại dù sao cho dù là dị linh căn giả trúc cơ thất bại cũng là việc thường nhưng hôm nay có một viên đan dược này của sư muội vậy trúc cơ đã tuyệt đối không thành vấn đề rồi nói tới đây lục sư huynh rút hai tay lại từ trong chữ vật đại móc ra hộp gỗ cùng với một mới vừa bỏ vào không bao lâu đích hộp gỗ cùng với một cái bình xứ màu xanh khác nhìn trái ngó phải mặt đầy vẻ đắc ý ẩn sau đống đá hàn lập nghe lén xong hết thảy tâm tư lại trở nên động đậy trước mắt có trúc cơ đan xuất hiện mà một lần lại xuất hiện những hai viên hấp dẫn này với đối hắn là quá lớn rồi dù sao hắn kế hoạch tham gia huyết sắc thí luyện không phải là vì trúc cơ đan sao nếu như có thể không cần phải mạo hiểm ấy mà có thể đạt được trúc cơ đan hắn đương nhiên nhất định muốn thử rồi nghĩ tới đây hàn lập tập trung tinh thần bắt đầu quan sát nhất cử nhất động của lục sư huynh nếu như đối phương lộ ra sơ hở hắn sẽ lập tức ra tay tuyệt đối không chút do dự tiêu diệt người này cướp lấy hai viên trúc cơ đan giờ phút này vị trần sư muội kia đã xuất hiện triệu chứng khác thường vẻ oán độc trên mặt đã dần dần biến mất thay vào đó là một loại ánh mắt mê say, da thịt lõa lồ cũng hiện lên sắc hồng, và lại môi thơm run nhẹ nhẹ nhưng lại không phát ra bất cứ thanh âm nào. Hắc hắc, xem ra hợp hoan đan bắt đầu có tác dụng rồi. Bây giờ sư muội nói vậy khó chịu cực kỳ, vì báo đáp đại ân của sư muội, vi huynh đành khổ cực một chút, để cho sư muội nếm thử chút mùi vị muốn sống muốn chết, như vậy cũng xem như tình nghĩa đối với dĩ vãng cùng sư muội rồi. Lục sư huynh tự nói một mình vô sỉ cực kỳ, rồi cầm vật trong tay thu lại, bắt đầu đưa tay sờ về phía đai lưng tựa hồ định muốn cởi quần áo gian dâm tận tình một phen xem tới chỗ này hàn lập trong lòng máy động nếu như thừa dịp sau khi vị lục sư huynh này cởi sạch quần áo hắn lại tiến hành tập kích nói vậy đối phương sẽ tâm thần đại loạn có thể một chiêu đắc thủ hàn lập càng nghĩ lại càng cảm thấy làm như vậy nắm chắc thành công rất lớn liền càng thêm chú ý tới lục sư huynh còn dưới ý thức hướng về mặt đối phương xem xét như vậy vài lần không đúng hàn lập sau vài cái liếc mắt lập tức đã phát hiện vấn đề vị lục sư huynh này mặc dù đang cở bỏ đai lưng luống cuốn tay chân nhưng thời gian trì hoãn cũng có phần hơi lâu một chút đến giờ đai lưng kia vẫn buộc chặt tại nơi đó không chút nới lỏng càng thêm quỷ dị chính là lục sư huynh này trên mặt làm ra vẻ bộ dạng háo sắc nhưng ánh mắt thì lại trấn tĩnh không loạn chút nào còn ẩn chứa một vẻ cười lạnh hàn lập trong lòng hồi hộp một chút cảm thấy quá bất bình thường rồi lòng đề phòng nổi lên cũng vội vàng đem thần thức toàn bộ mở rộng ra còn đưa tay móc ra một tờ thủy cháo phù, kẹp vào bàn tay. Vừa mới làm xong toàn bộ những điều này, Hàn Lập lại đột nhiên cảm thấy bên trái có một kiện đồ vật đang vô thanh vô tức hướng về hắn bay tới, nếu không phải bây giờ hắn đã khai triển thần thức, sợ rằng căn bản không phát giác được, điều này làm cho hắn vừa sợ vừa giận. Hàn Lập không có suy nghĩ nhiều, vội vàng đem phù lục hướng về trên người vỗ xuống, một vầng hào quang màu lam minh mông lập tức đem hắn bao vào bên trong, mà lúc này một đồ vật màu xanh hình dạng như dây thừng, cũng bay vụt tới quấn quanh, chỉ có điều bị Lam Quang kịp thời chặn lại bên ngoài. Ô, hừ, Lục Sư Huynh và Hàn Lập đồng thời phát ra thanh âm, chỉ bất quá Lục Sư Huynh là bởi vì đánh lén không thành mà có chút kinh ngạc, mà Hàn Lập thì lại bởi vì âm hiểm xảo trá của đối phương, thiếu chút nữa trùng kế mà trở nên vừa giận vừa sợ. Hay, hay, phản ứng nhanh như vậy, xem ra các hạ thật đúng là không đơn giản. Có điều, ông bạn đã đứng xem lâu như vậy, có phải nên đi ra nói với Lục Ngỗ một tiếng hay không? Lục sư huynh khoát tay một cái, dây thừng màu xanh kia đã phi về tới trên tay, tiếp theo không hoảng hốt không vội vàng hướng về chỗ hàn lập ẩn thân lạnh lùng nói, xem ra thật sự sớm đã phát hiện tung tích của hắn. chương 167, ác đấu thượng, nếu đã bại lộ rồi, vậy có trốn ở chỗ này không ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hàn lập hít sâu một hơi, đội vòng bảo hộ trói mắt, hai tay mỗi bên thủ sẵn một kiện pháp khí, đi ra từ phía sau đống đá. Là ngươi, sau khi nhìn rõ diện mạo hàn lập, lục sư huynh kêu lên có chút kinh ngạc, không ngờ hắn vẫn nhận ra Hàn Lập. Tâm tình của Hàn Lập lại theo tiếng kinh hô của đối phương hơi trầm xuống một chút. Vị lục sư huynh này ngày đó tại trên ngọn đồi nhỏ đã từng gặp mặt hắn, hơn nữa là đang ở trong lúc đánh nhau hỗn loạn, nhưng hôm nay mấy tháng cũng đã trôi qua, không ngờ còn có thể chỉ liếc mắt đã nhận ra hắn. Điều này chứng tỏ rằng người này không chỉ là trí nhớ kinh người, có thể đã gặp qua là không quên được, điều đó còn chứng tỏ tâm tư cẩn thận kín đáo, tâm kế hơn người nhưng vô luận là loại tình huống nào đối với hàn lập mà nói đều không thể coi như một tin tốt được thật ra hắn đã mơ hồ cảm thấy vị lục sư huynh trước mắt này ở vào một một phương diện nào đó mà nói có thể xem như là cùng một loại người như hắn cũng quen dùng tâm kế cùng ra tay vô tình đặc biệt là cái loại biểu hiện kiêu ngạo trước mặt người khác này tuyệt đối cùng sự cúi đầu thấp kém của hàn lập đồng dạng là một loại che mắt chỉ là hàn lập không muốn khơi lên sự chú ý của người khác mà lục sư huynh thì lại là cố ý gây cho người khác lòng khinh thường để che giấu bộ mặt thật của hắn mà thôi. Có điều, Hàn Lập tự nhận là không cách nào vô sỉ giống như đối phương, cũng không cách nào vô tình cùng ác độc giống như đối phương vậy. Hắn chỉ là luôn luôn đeo đuổi con đường trung dung chỉ để ý đạo đức của bản thân mà không cần quan tâm người khác nghĩ gì mà thôi. Trong lúc Hàn Lập trong lòng suy tư, thần sắc lục sư huynh cũng trở nên trịnh trọng, tựa hồ cũng liên tưởng đến gì đó, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập lộ ra hung quang, không hề che giấu chút sát khí nào của hắn. Hàn Lập thở dài một hơi, vốn còn định phí chút miệng lưỡi, xem xem có thể đánh lừa mà thoát thân, nhưng hôm nay thấy thần thái của đối phương và bằng vào tâm kế của đối phương, đúng là đường sống một điểm vòng vo cũng không có nữa rồi, hắn và mình khẳng định chỉ có thể còn một người có khả năng sống trên đời, vì vậy không cần uổng phí miệng lưỡi, coi như tiên hạ thủ vi cường. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không nói hai lời, tay trái giơ lên một cái tinh cương hoàn liền phát ra thanh âm kỳ quái, phóng thẳng về hướng lục sư huynh, theo sau tay phải lại sáng ngời. Hồ lô màu xanh đen đã xuất hiện trong tay, từ trong miệng hồ lô phun ra năm sáu quả cầu đen xì xì, theo sát phía sau cương hoàn đi tới. Làm xong tất cả những điều này Hàn Lập cũng không dừng tay, hắn mở chai trái trống rỗng nhắm không chung khua một cái, trong phút chốc đã hiện lên mấy hỏa cầu màu đỏ, tay áo thoáng rung một cái, đem những hỏa cầu này cuốn vào bên trong, ngay sau đó đột nhiên hướng lục sư huynh vung lên, trong miệng gần giọng một tiếng đi. Nhất thời, theo một luồng nhiệt khí nóng bỏng, đám hỏa cầu như bầy ong tản ra bốn phía, không cùng góc độ đập về phía lục sư huynh. Một lần ra tay này, Hàn Lập cơ hồ đã vận dụng hết những gì trước khi chưa có được pháp khí mới, tuy không sử dụng toàn bộ thủ đoạn tiến công bằng phù bảo, nhưng đặc biệt là thủ pháp cuối cùng trong nháy mắt tay đồng thời phát ra đám đạn này, càng là Hàn Lập đã mất rất nhiều công phu mới từ nơi Ngô Phong học được tới tay, chính là vì muốn đánh cho đối phương không kịp trở tay, một kích như tia chớp đánh gục đối thủ. Thật ra nếu không phải cảm thấy đối với pháp khí mới vẫn còn chưa thuần thục, nếu sử dụng đến không nhất định mới đầu có thể rất nhanh, Hàn Lập sớm đã không khách khí tất cả đều xử ra như bầy ong rồi, dù sao uy lực của pháp khí mới cũng lớn hơn rất nhiều pháp khí cũ. Thế nhưng cơ hồ đồng thời khi Hàn Lập ra tay, lục sư huynh cũng không có nhàn rỗi, hai tay hắn vừa đảo một cái, trong tay đã hiện ra một lá cờ lớn màu xanh lục dài chừng một trượt, trên cờ ánh sáng xanh mênh mang, còn có thêu một con dao long màu xanh hung ác đang nhe nanh múa vuốt. Lúc này, lục sư huynh mới thấy rõ chuỗi thế công liên tiếp của Hàn Lập, dưới sự bất ngờ, không nhịn được cực kỳ buồn bực. Phải biết rằng, hắn sở dĩ đem pháp khí uy lực lớn nhất của bản thân thanh giao kỳ lần đầu tiên để lộ ra, vị ý định chính là giống với Hàn Lập, ra sát chiêu tức thì, giết người diệt khẩu. Nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới, sau khi Hàn Lập hiện thân, không ngờ ngay cả một lời cũng cũng không nói, đã lập tức công tới với khí thế hung bạo, hơn nữa ra tay độc ác, có vẻ không chết không thôi. Dưới sự bất đắc dĩ, Lục sư huynh không để ý phát động công kích nữa, hắn chuyển thanh giao kỳ sang tay phải, tay trái thì như cũ hướng bên hông từ trong chữ vật đại móc ra một tấm phù vàng. Hắn đưa mắt nhìn tấm cao dài phù lục này một cái có chút không nỡ buông, rồi cắn răng khẽ quăng ra phía trước, bắt đầu cấp tốc nói lẩm bẩm. Mà trong phút chốc, cương hoàn của Hàn Lập đã phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, nhạt, vào tới cách đó không xa trước người lục sư huynh đầu tiên, mắt thấy đã sắp đánh tới. Lục sư huynh lúc này một tay chỉ tấm phù vàng một cái, trong miệng hét lớn một tiếng. Phong tường thuật, lên, tấm phù vàng theo tiếng quát, trong dây lát ánh sáng trắng phóng rộng ra, bất chợt hóa thành một cơn lốc màu trắng, cao chừng vài chục trượng, nằm ngang ở trước người lục sư huynh, chặn đường đi của cương hoàn lại. Một tiếng phục, cương hoàn không chút khách khí đâm vào bên trong cơn lốc, nhưng lập tức bị thổi cho đổ trái ngã phải, trước sau đảo lộn mấy cái thì bị ném thẳng trở về. Về phần những quả cầu theo sau càng chẳng được tích sự gì, chỉ có thể đảo quanh bên ngoài cơn lốc không ngừng, ngay cả năng lực xông vào cuồng phong cũng không có. Thấy tình cảnh đó, Hàn Lập hơi biến sắc mặt, vội vàng vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng dẫn dắt những hỏa cầu chạy tới cuối chúng lập tức vẽ ra hai vòng cung thật lớn linh hoạt bay về hai bên cố gắng vòng qua tường gió tiếp tục công kích lục sư huynh hắc hắc dự định thật hay lục sư huynh cười lạnh một tiếng một tay cực kỳ thuần thục bấm quyết một cái sau đó hướng vị trí chính giữa bức tường gió chỉ tay cơn lốc đó lập tức từ chính giữa chia thành hai đoạn cực nhanh phân biệt chạy ra chặn đứng hỏa cầu lại một lần nữa bùm bùm mấy tiếng nổ vang lên hỏa cầu không cách nào tránh được nữa đâm thẳng vào cơn lốc chỉ run rẩy vài cái đám hỏa cầu đã bị nuốt xuống ở bên trong cơn lốc biến mất không thấy bóng dáng hàn lập cảm thấy trong lòng hoảng sợ lúc này bức tường gió dưới sự thao túng của lục sư huynh lại đồng thời hợp lại rồi khôi phục nguyên trạng tài nghệ hèn mọn mà cũng dám lấy ra khoe khoang vị sư đệ này mặc dù không biết danh tính của ngươi cũng không biết lai lịch của ngươi nhưng đêm nay ngươi chết chắc rồi lục sư huynh điên cuồng cười nói tiếp theo chỉ thấy hắn hai tay hợp lại lần nữa cầm cây thanh giao kỳ kia bắt đầu múa hết tốc lực hàn lập đã có chút khẩn trương trình độ quấy dày của đối phương đã vượt ra ngoài dự liệu của hắn thế công liên hoàn sắc bén như thế không ngờ dễ dàng đã bị phá giải như vậy mặc dù cây cờ lớn đối phương đang huy động kia đến bây giờ còn chưa có phát sinh tình trạng gì kỳ lạ nhưng xem bộ dạng nghiêm trang của đối phương có thể biết được phản kích của vị lục sư huynh này tuyệt đối không thể đùa được xem ra không sử dụng phù bảo đúng là không xong hàn lập lạnh lùng thầm nghĩ thế nhưng hắn hôm nay bởi vì chưa có năng lực tiến hành luyện hóa phù bảo cho nên mỗi lần vận dụng phù bảo đều phải tranh thủ được thời gian làm phép nhất định lúc đó mới có thể xua phù bảo để khắc địch chế thắng vì thế phòng ngự của bản thân nhất định phải tuyệt đối chặt chẽ mới được nghĩ tới đây hàn lập liền nhìn phía đối diện một chút chỉ thấy cây cờ xanh mà lục sư huynh đang huy động đã dần dần trở nên sáng ngời bên trên nó đã phát ra ánh sáng xanh chói lòa khiến cho con dao long xanh kia càng thêm dữ tợn đáng sợ xem ra thế công của đối phương đã sắp phát động rồi hàn lập không hề do dự nữa vung tay một cái cương hoàn đó vù một tiếng đã bay trở lại dừng lại trên đỉnh đầu hắn vài thước rồi bắt đầu xoay quanh không ngừng dài ra theo một tiếng quát khẽ cương hoàn kia ánh sáng vàng bắn vọt ra nhanh chóng mở rộng sau khi lớn lên bằng cái mặt bàn mới đình chỉ biến hóa xuống cương hoàn đó lại nghe lời rơi thẳng xuống bao phủ hàn lập vào bên trong rồi bắt đầu từ từ chuyển động hình thành một tầng vòng bảo vệ thật lớn hàn lập cũng không có vì vậy mà dừng tay sau khi thu hồi hồ lô mặt khác thuẫn bài vừa đến tay cũng đã được đưa ra ngoài ở bên ngoài màn hào quang màu lam bị phóng đại lên mấy lần tỏa ra ánh sáng đen trước người hắn nhẹ nhàng lơ lửng kể từ đó bên ngoài thân mình hàn lập đã hình thành ba tầng phòng ngự tầng thứ nhất bên ngoài chính là tinh cương cự hoàn tầng giữa là huyền thiết phi thiên thuẫn tận cùng bên trong thì lại là màn hào quang màu lam mà ngay từ đầu hắn đã sử dụng chương 168, ác đấu chung. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, Hàn Lập mới yên lòng, lấy ra phù bảo tiểu kiếm màu xám, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu làm phép, ý đồ trong thời gian ngắn nhất phát động phù bảo bay lên công địch. Đúng lúc này, lục sư huynh ở đối diện rốt cuộc đã tụ tập linh khí đầy đủ trên thanh giao kỳ, phát khởi công kích như mưa sa lốc giật. Chỉ thấy hắn đã dừng múa cờ, rồi đem mũi cây cờ đột nhiên chỉ về phía Hàn Lập, nhất thời, mấy chục luồng đao phong xanh lẻ hình bán nguyệt đua nhau toát ra từ ngọn cờ, Vù vù nhầm về phía Hàn Lập. Tốc độ của đao phong đó nhanh không thể tả, vừa rồi còn đang ở phía Lục Sư huynh, nhưng trong chớp mắt đã đến đầu đằng này bên Hàn Lập. Thực không hổ là phong hệ pháp thuật, tốc độ công kích so với những pháp thuật thuộc tính khác còn nhanh hơn một nửa. Nếu không phải lúc trước đã chuẩn bị phòng thủ kỹ lưỡng, Hàn Lập sợ rằng ngay cả thời gian phản ứng chưa kịp thì đã bị đao phong này chém thành 10 đoạn. Khi Hàn Lập trong lòng còn đang giật mình, đao phong đã phát sinh va chạm kịch liệt với tinh Cương hoàn ở tầng ngoài cùng ánh sáng xanh và ánh sáng vàng rực sáng không ngừng, còn phát ra tiếng va chạm cắt vào phục phục. Đợi khi tất cả ánh sáng đều biến mất, trên bề mặt bên ngoài cương hoàn vốn bóng nhoáng vô cùng, đã ngang dọc hơn mấy chục cái rãnh sâu hóm dài cả thước, toàn bộ pháp khí đã lộ rõ vẻ vẹo vỏ. Có điều may mắn pháp khí này khi bị công kích đã chuyển động không ngừng, mới không để cho những đao phong đó công kích tới cùng một vị trí, nếu không sớm đã phá vòng mà vào. Loại kết quả này, Hàn Lập và Lục Sư Huynh đều cảm thấy bất ngờ hàn lập là cảm thấy vốn công dụng của cương hoàn pháp khí này mặc dù cũng không phải chuyên môn để phòng ngự thế nhưng nó chính là thượng phẩm pháp khí vậy chất liệu là không thể nói gì được thế nhưng không nghĩ tới chỉ là chút đao phong tầm thường đã có thể cắt rời nó ra cơ hồ gần như hoàn toàn hủy diệt điều này không khỏi làm hắn nặng chiếu phiền muộn trong lòng không biết có thể tiếp nổi thế công kế tiếp của đối phương hay không lục sư huynh thì lại ngạc nhiên hơn thanh giao kỳ này trong đỉnh cấp pháp khí chính là có danh tiếng lừng lẫy là hắn vì phối hợp thuộc tính linh căn của bản thân, chẳng biết đã hao tổn biết bao nhiêu tâm huyết, biết bao nhiêu tiền của mới lấy được tới tay. Pháp khí này, chẳng những có thể nháy mắt phát ra bực pháp thuật đơn giản như đao phong không phí chút sức lực nào, hơn nữa bởi vì đã thu nạp linh khí nhất định, khiến cho toàn bộ công kích phong thuộc tính đã trải qua gia tăng biên độ. Cho nên đao phong vừa rồi, thoạt nhìn chỉ là sơ cấp hạ giai pháp thuật đơn giản nhất, nhưng chúng trên thực tế uy lực của mỗi một lưỡi, đều có thể so sánh tương đương với pháp thuật trung giai. Chính là nói, công kích vừa rồi nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế là một lần tập trung đánh phá điên cuồng bằng mấy chục trung giai pháp thuật, thế nhưng như vậy, không ngờ ngay cả cái vòng lớn bên ngoài cùng kia cũng không thể phá tan, điều này làm cho trong lòng Lục Sư huynh có thể nào không rét lạnh, đối với Hàn Lập trở nên càng thêm kiêng kỵ. Hàn Lập và Lục Sư huynh mặc dù đều đã cảm giác được thủ đoạn độc ác của đối phương, nhưng cử động tiếp theo của song phương lại rất khác biệt. Hàn Lập bởi vì còn đang làm phép huy động phù bảo, không muốn nửa đường bị phá hỏng. Cho nên biết rõ tiến công tiếp theo của đối phương khẳng định sẽ trầm trọng sắc bén vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể gắng chống chọi tiếp. Mà Lục sư huynh càng là tâm tư hơn người, từ khi thấy Hàn Lập vừa rồi bố trí tình trạng phòng ngự, công kích kết thúc cho tới bây giờ, cả người vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích, liền biết đối phương nhất định đang chuẩn bị đòn sát thủ, nếu không phải thi triển một loại pháp thuật công kích bậc cao, thì là đang phát động một loại pháp khí lợi hại rồi. Bởi vậy hắn không hề do dự, lần nữa đem linh lực điên cuồng rót vào lá cờ lớn trong tay đưa đầu cờ hướng về phía hàn lập điểm mạnh một cái, hướng đối diện mãnh liệt bắn ra từng chuỗi đao phong màu xanh liên tiếp. Đao phong lần này hình thể nhỏ hơn, nhưng là chiếm ưu thế ở chỗ bắn ra không ngừng, liên miên bất tuyệt, hình thành một luồng công kích thật dài màu xanh. Mãnh liệt vào tới khí thế kinh người, làm cho ánh sáng xanh và ánh sáng vàng lần nữa sinh ra va chạm kịch liệt. Lần này, cường hoàn trước người hàn lập chỉ duy trì được thời gian một thoáng ngắn ngủi, liền đột nhiên phát ra một tiếng nổ trầm đục, ánh sáng vàng tan biến, kiện tinh cương hoàn thượng phẩm đó rốt cuộc tự nhiên tan vỡ, bị đao phong dày đặc đánh cho nát bấy. Luồng đao phong đánh tới không có trở ngại, xuyên thẳng vào không chút khách khí, lại bị một kiện đỉnh cấp pháp khí huyền thiết thuẫn đã sớm đợi sẵn, chặn lại đường đi, tiếp theo lại lần nữa bùng phát va chạm giữa ánh sáng đen và ánh sáng xanh. Huyền thiết thuẫn và pháp khí cương hoàn kia hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên, phẩm giai của hai cái kém nhau một bậc, tấm thuẫn bài này chính là đỉnh cấp pháp khí cùng một đẳng cấp với thanh giao kỳ, tại tu tiên giới cũng không phải là ai cũng có thể sở hữu được, là vật rất hiếm thấy. Mà cương hoàn lại chỉ là thượng phẩm pháp khí, tuy không thể nói là hàng hóa thông dụng, mỗi người đều có, nhưng là tu tiên giả hơi có chút địa vị vẫn có cơ hội có một hai kiện như vậy, bởi vậy chỉ là có chút hơi ít mà thôi. Tiếp theo, tấm thiết thuẫn này mặc dù không có một tia lực công kích, nhưng là phòng ngự pháp khí đặc biệt, phòng ngự lực của nó cũng không phải là vật không rõ thuộc tính như cương hoàn có thể nhập nhằng, chẳng những vững chắc kiên cố, hơn nữa trên mặt thuẫn còn có thêm vài loại pháp thuật chuyên môn phòng ngự, làm cho phòng ngự tính của nó uy lực tăng rất nhiều. Cho nên, nhìn như trên mấy chục mấy trăm đao phong tạo thành luồng công kích điên cuồng cực kỳ, lại bị thiết thuẫn lơ lửng trước mặt hàn lập không phí chút sức lực nào khiến cho rơi xuống, giống như núi đá sừng sững ở trong luồng công kích, tỏa ra ánh sáng màu đen lạnh như băng, bất động như tượng, bộ dạng an nhàn dư dật. Lục sư huynh thấy vậy, trong lòng giận dữ, nhưng ngoài mặt lại chỉ lạnh lùng hư một tiếng, hắn rung hai tay đao phong nơi ngọn cờ không hề phóng ra ngoài nữa nhưng hai tay cầm cờ đột nhiên tỏa ra ánh sáng trắng làm cho linh lực trong cơ thể hắn giống như dòng thác dũng mãnh đua nhau nhập vào trong cây cờ thanh giao kỳ sau khi được linh lực khổng lồ như thế làm hậu thuẫn ánh sáng xanh trên bề mặt lá cờ càng thêm trói mắt giống như đang trong đêm tối mọc lên một mặt trời màu xanh làm cho người ta không dám nhìn vào trực diện còn lục sư huynh bởi vì tổn thất pháp lực quá lớn sắc mặt cực kỳ tái nhợt nhưng thần sắc trên mặt đầy vẻ tàn nhẫn xem bộ dạng hắn biết rõ đêm dài lắm mộng chuẩn bị ra tuyệt chiêu liều mạng rồi theo một tiếng gầm nhẹ của lục sư huynh hắn dùng sức hai tay ném thanh dao kỳ vù một cái lên giữa không trung sau đó uốn ngón tay bấm quyết vùn vụt như bay tiếp theo dùng một ngón tay chỉ vào lá cờ hét lớn một tiếng hóa dao chỉ thấy thanh dao kỳ ánh sáng bắn ra bốn phía ánh sáng xanh tràn ngập cuối cùng trong nháy mắt hóa thành một con cự dao dài chừng mấy chục trượt trông rất sống động dương nhanh múa vuốt giống như đúc với hình thêu trên cờ đi lục sư huynh không trần trừ chút nào ngón tay vung lên thanh dao đó lập tức há cái miệng khổng lồ hung hăng giữ tợn đất về phía trước mặt hàn lập chỉ nghe một tiếng keng đinh tai nhức óc đầu con dao lòng đó đã đâm lên huyền thiết thuẫn một cái ánh sáng xanh và ánh sáng đen khí thế hai luồng sáng đồng thời trói lòa tựa hồ trong lúc nhất thời cờ chống tương đương nhưng không bao lâu ánh sáng đen trên tấm thuẫn bài nhanh chóng trở nên yếu đi tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được tối tăm ảm đạm mắt thấy tấm thuẫn bài này kết quả có vẻ muốn giống như kiện pháp khí trước đó nhưng từ mặt sau nó lại phát ra một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng thu tấm thiết thuẫn theo thanh âm này lập tức biến nhỏ lại cũng bay lùi nhanh về phía sau cứ như vậy khí thế của thanh giao tăng lớn mãnh liệt truy đuổi theo sát sau đuôi có vẻ như muốn đem hàn lập và tấm thuẫn bài ấy nuốt vào cùng một lúc nhưng vào lúc này hàn lập vốn ngồi khoanh chân lúc đầu đứng dậy đột nhiên bay lên một luồng sáng chói mắt màu xám dài mấy trượng, lộ ra hình dạng một thanh cử kiếm, mà một kiếm không yếu thế chút nào chống cự chặn đứng đầu giao long, bắt đầu quấn chặt lấy nó. Giữa không chung, một hồi ánh sáng xanh áp chế ánh sáng xám, một hồi ánh sáng xám lại khắc chế ánh sáng xanh, nhất thời trong nửa khắc, không phân biệt được cao thấp. Mà tấm thiết thuẫn, sau khi khôi phục lại nguyên hình lớn bằng bàn tay, rơi vào trong tay hàn lập, bị hắn đảo tay thu vào chữ vật đại, lúc này pháp lực toàn thân của hắn đều phải dùng để chỉ huy phù bảo tiến hành công kích, đã không có thừa lực để sử dụng tấm thuẫn bài này nữa. Lần này phù bảo biến thành ánh sáng xám, rõ ràng so với lúc đánh chết hoàng y nhân lần trước, không thể cho là giống nhau nữa, độ sáng trong kiếm quang do nó biến thành đã có thể thấy được, uy lực ít nhất lớn hơn gấp 3-4 lần. Phải biết rằng, phù bảo này khi ở trong tay kim quang thượng nhân, chỉ có thể hóa thành ánh sáng xám dài cỡ chừng một thước, tới khi vào tay hàn lập luyện tập khu vật thuật, ánh sáng của phù bảo này lại đã trở nên lớn hơn vài thước, nhưng vào lúc Hàn Lập đem công lực xâm nhập đánh chết Hoàng Y Nhân, phù bảo được huy động một lần nữa biến thành bộ dạng chừng một trường. Cho tới hôm nay, pháp lực của Hàn Lập đã là 11 tầng rồi, khi lại huy động phù bảo này, thì chẳng những chiều dài đại biến, dài cỡ 2-3 trường, hơn nữa ngay cả hình thái cũng đã mơ hồ hiện ra hình cự kiếm, sáng lóa rực rỡ, chuyển động sắc bén long lanh, trở nên khí thế kinh người, làm cho người ta hé mắt mà nhìn. Nếu không phải như vậy, Phù bảo này thật đúng là không chắc có thể ngăn cản được công kích mãnh liệt của thanh giao kỳ biến thành ác giao. Bởi vậy có thể thấy được, uy lực của phù bảo chẳng những dựa vào uy năng lớn nhỏ của pháp bảo đem áp dụng phong ấn ở bên trong, nhưng lại cùng trình độ tinh thâm pháp lực của tu tiên giả có quan hệ rất lớn, càng là người pháp lực cao thâm, càng có thể đem uy lực của phù bảo phát huy đến mức tột cùng. Thật không hiểu, sau khi mình trúc cơ thành công, khi đó sử dụng phù bảo này thì phù bảo này sẽ hiện ra hình thái gì? Lúc Hàn Lập đang chỉ huy ánh sáng xám cùng thanh giao hỗn chiến, không biết vì sao, đột nhiên lại phân thần bột phát ý tưởng đó. chương 169, ác đấu hạ, Hàn Lập và lục sư huynh truyền pháp lực cuồn cuộn không ngừng lên kiếm phủ cùng thanh giao kỳ, toàn bộ tinh thần và thân thể đều sử dụng vào điều khiển chúng tranh đấu với nhau, không dám chậm trễ và sơ suất chút nào. Nhưng cứ như vậy, bọn họ đồng giảng cũng không có tâm lực và pháp lực nhiều hơn, để thi triển thủ đoạn khác khắc địch chế thắng. Bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần một bên hơi có lơ là, sẽ lập tức bảo hủy người mất, cũng sẽ không tìm lại được đường sống nữa. Vì vậy, ở dưới sự giao tranh qua lại của thanh giao và cử kiếm, cuộc chiến của Hàn Lập và Lục Sư huynh không ngờ lại biến thành một hồi xem duy trì chiến đấu lâu pháp lực của ai sẽ tiêu hao hết trước. Chờ tới lúc hai người hắn ý thức được còn bao nhiêu pháp lực sót lại, khi đó mới là mấu chốt tranh đấu lần này, đều không hẹn mà cùng đưa phương pháp vào gia tăng linh lực của mình, phân biệt móc ra một khối linh thạch mỗi người đều cầm vào trong tay, để bổ sung linh lực đã tổn thất của bản thân. Chỉ có điều, lục sư huynh chính là một khối đê giai linh thạch phong thuộc tính, mà hàn lập thì lại là một khối trung giai linh thạch thổ thuộc tính. Phát hiện điều này, khiến cho sắc mặt của lục sư huynh đối diện hàn lập rất khó nhìn, kinh sợ dị thường. Bộ dạng luyện khí kỳ đệ tử giống như hàn lập như thế. Không ngờ lại sở hữu trung giai linh thạch chỉ có tu tiên giả đã lên trúc cơ kỳ trong môn phái mới có thể lấy được vào tay, đây chính là hắn vạn vạn lần không nghĩ đến, bởi vì ai cũng biết, trung giai linh thạch có thể bổ sung linh lực nhanh hơn nhiều so với đê giai linh thạch Cứ như vậy, trên phương diện bổ sung linh lực, hắn chính là thua kém rất nhiều Có điều, luật sư huynh xoay chuyển ý niệm, vốn pháp lực hắn đã thâm hậu hơn so với đối phương Cho dù linh thạch của đối phương bổ sung linh lực nhanh hơn một chút, vậy cũng tuyệt đối kiên trì không được bao lâu Dù sao pháp lực bổ sung từng chút một so với sự hao tổn pháp lực từng giây từng phút, thật sự là quá nhỏ bé không đáng nói rồi Nghĩ tới đây lục sư huynh lần nữa tỉnh táo trở lại mặt khác ổn định tâm thần nhưng khi cử động kế tiếp của hàn lập xuất hiện trong mắt hắn sắc mặt lục sư huynh lần nữa lại trở nên thay đổi mang theo một tia ngạc nhiên và vẻ khó tin hàn lập trước mặt lục sư huynh đem vòng bảo hộ màu lam trên người tự động triệt tiêu đem thân hình hiển lộ quang minh chính đại trước mặt lục sư huynh lục sư huynh cho dù là có thông minh hơn người chăng nữa cũng bị cử động của đối phương làm cho trong lòng một trận hồ đồ chẳng biết hàn lập rốt cuộc có chú ý gì chẳng lẽ hắn sẽ không sợ đao phong của mình đánh qua dễ dàng lấy đi tính mạng của hắn hay sao ý nghĩ của lục sư huynh quanh quẩn trong đầu mấy vòng không hề trần trừ quá lâu vươn tay trái quyết đoán hướng vào không trung khua một cái một luồng đao phong màu xanh nhàn nhạt, nhạt đã bắt đầu thành hình nhưng còn chưa đợi cho lục sư huynh đem đao phong ấy hoàn toàn ngưng tụ ra để ném về phía đối diện cự kiếm đang tử chiến cùng thanh giao cùng một chỗ trong không trung đột nhiên ánh sáng bùng lên trực tiếp thừa dịp giữa lúc hắn phân tâm sử dụng đao phong đột nhiên bỏ rơi thanh dao, bay vụt thẳng đến thân mình lục sư huynh. Điều bất ngờ này khiến lục sư huynh trong lòng cả kinh, bị dọa không nhẹ. Nếu như hắn kiên trì muốn đem đao phong thành hình cùng bắn ra ngoài, có lẽ hành động này có thể lấy được tính mạng hàn lập, nhưng đồng dạng, dưới sự công kích của cửa kiếm, vậy hắn khẳng định cũng khó giữ được mạng sống, song phương sẽ rơi vào thế đồng quy vô tận. Mặc dù hắn trước người vẫn còn có một bức tường gió thủy chung chưa có tiêu tan, nhưng cự kiếm này nếu đã có thể cùng thanh giao do thanh giao kỳ biến thành giao tranh đối kháng, vậy cơn lốc này nếu bị cự kiếm dí nhẹ một cái, tuyệt đối sẽ dễ dàng bị đánh tan, khẳng định không cản được nó chút thời gian nào. Kết quả như vậy, cũng quyết không phải là điều mà lục sư huynh muốn. Hắn còn có tiền đồ rộng lớn, tương lai tươi sáng, quyết không muốn ở nơi rừng núi hoang vu này, cùng một tên gia hỏa ngay cả lai lịch cụ thể cũng không biết, cùng chôn thây nơi đây. Nghĩ tới đây, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng tay trái run lên, đem phong nhận rút lui về lại đem toàn thân pháp lực mãnh liệt hướng lên thanh giao kỳ điên cuồng thu lại triệu hồi thanh giao trở về thanh giao kia thật không hổ là hình phách do phong thuộc tính pháp khí biến thành không ngờ dưới toàn lực thúc giục của lục sư huynh xuất phát sau mà tới trước trên nửa đường đã hãm cự kiếm của hàn lập lại bắt đầu tranh đấu một lần nữa thấy được cảnh đó lục sư huynh thở ra một hơi mồ hôi lạnh đổ ra khắp người do đó trong khoảng thời gian tiếp theo lục sư huynh mấy lần làm phép khác định đánh lén hàn lập nhưng lần nào cũng đều bị Hàn Lập dùng thủ pháp đồng dạng, làm cho bước lui trở về không nhân nhược, vẫn không có biện pháp nào chạm đến Hàn Lập không có vòng bảo hộ. Điều này làm cho lục sư huynh bực mình oan ức vô cùng, không thể làm gì khác hơn là chỉ biết tự mình duy trì pháp lực thâm hậu, cùng đối phương tiêu hao dần từng chút một. Mà Hàn Lập lúc này, lại bắt đầu từ bên trong chữ vật đại, móc ra mấy cây cỏ nhỏ hình dạng khác nhau, hình dạng kiểu cây bụi gì đó, hướng trong miệng nhét vào không ngừng, rồi há mồm bắt đầu nhai, khiến cho lục sư huynh thấy vậy trợn mắt há hốc mồm chẳng biết đối phương lại đang làm cái quỷ gì loại tình hình đoán không ra ý đồ của đối thủ mà một đầu mờ mịt này làm cho lục sư huynh cảm thấy không ổn một phần có dự cảm không hay nhưng hắn quá mức yêu thương luyến tiếc mạng nhỏ cho dù tâm kế vượt xa thường nhân hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn cũng vô kế khả thi theo thời gian trôi qua từng chút một tinh thần của lục sư huynh dần dần càng thêm nặng nề hơn đến cuối cùng ánh sáng trên người thanh giao bắt đầu trở nên ảm đạm mà ánh sáng xám của cửa kiếm vẫn trói mắt như lúc đầu lục sư huynh trong lòng hoảng sợ cũng không nhịn được nữa khàn cả giọng hô to lên không thể nào rõ ràng pháp lực của ta vượt xa ngươi cho dù có trung giai linh thạch tiến hành bổ sung ngươi cũng không thể nào tới bây giờ còn thừa sức hẳn là phải sớm hơn hao hết pháp lực so với ta mới phải mắt thấy thanh dao lảo đảo muốn ngã lục sư huynh hô to tựa như con chó điên bị rơi vào trong hố phát ra tiếng sủa cuối cùng tràn ngập không cam lòng mà hàn lập thấy mưu đồ của mình toàn bộ từng chút một được thực hiện không nhịn được nhoẻn miệng cười nhưng sau khi nghe xong lời của đối phương khóe miệng khẽ nhách lên mỉm cười lại biến thành cười lạnh hắn cũng không có thời gian nhàn nhã đi giải thích hết thảy những điều này cho một tên gia hỏa phải chết vẫn phải sớm giết chết đối phương đây mới là việc quan trọng nhất phải biết rằng pháp lực của hắn kỳ thật cũng không còn lại mấy nữa làm sao sẽ nguyện ba hoa gì đó cùng đối phương nghĩ tới đây hàn lập căn bản không để ý tới nghi vấn đối phương chỉ ngón tay một cái cự kiếm kia ánh sáng càng thịnh, đem thanh dao nọ bào mòn nhỏ lại từng chút một, đến cuối cùng chỉ còn dài có chừng một trượng, ánh sáng xanh trên người nó lại càng nhạt cơ hồ không nhìn thấy nữa. Lục sư huynh thấy vậy, đã tuyệt vọng hoàn toàn, theo đó lòng liều chết nổi lên, trong mắt từ từ toát ra ý điên cuồng. Hắn không một tiếng động, đột nhiên đem một chút pháp lực này còn tồn lại trên thanh dao kỳ thu hồi lại, làm cho thanh dao kỳ trong phút chốc khôi phục nguyên hình, trực tiếp từ không trung dụng xuống. Sau đó không để ý cự kiếm chém thẳng tới phía hắn chút nào, lại dùng một chút pháp lực này nhanh chóng ngưng kết thành một luồng đao phong thật lớn, ác độc ném về phía Hàn Lập không chút do dự. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng dùng mình, vội vàng cùng lúc đối phương ném ra đao phong, thao túng cự kiếm hướng đỉnh đầu của đối phương chém thẳng xuống, sau đó cũng không thèm nhìn hậu quả ra sao, thân thể đột nhiên biến mất, người đã chạy ra xa mấy trượng. Sau khi trải qua mấy phen giao thủ, Hàn Lập cũng biết rõ tốc độ của đao phong thật là kinh người, nếu không vội vàng thi triển la yên bộ để né tránh, hắn lại không có chút phòng hộ nào, quả thực có thể bị chém làm hai đoạn ứng phó không kịp vậy thì thật đúng là chết không nhắm mắt rồi. Đao phong đích sắc phi thường mau lẹ, Hàn lập bên này vừa mới thoát ra, nó đã đến chỗ lúc đầu Hàn lập đứng, thế nhưng không ngờ lại bẻ ngoặt theo đuôi hướng Hàn lập vừa chạy thoát, lại bắn nhanh lần nữa. Hàn lập không kịp suy nghĩ nhiều, đem lại yên bộ phát huy đến cực hạn. ở trên một địa phương nhỏ hẹp trái ngoặt phải chuyển không ngừng, mà mơ hồ đã hóa ra mấy cái bóng ảo, làm cho Đao phong đó giống như cái đuôi theo sát sau đó, rồi lại bẻ ngoặt đuổi theo không kịp. Hàn Lập rất rõ ràng, nếu là chạy trốn thẳng tắp khẳng định không thoát được trảm kích mau chóng của Đao Phong, chỉ có dùng công phu tiểu xảo di chuyển, mới có thể tạm thời bảo toàn, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà ngay từ đầu hắn đã dám bỏ qua pháp thuật phòng ngự. Một tiếng xì xì, Đao Phong kia đột nhiên mất đi khống chế, bay xéo thẳng tắp tới chỗ bùn đất, sau khi cắt ra một cái rãnh thật sâu, biến mất không thấy đâu nữa. Hàn Lập thở phào một cái, lúc này mới đem quả tim đã nhấc tới tiếng cổ họng thả xuống dùng khinh công thân pháp của thế tục giới để tránh né pháp thuật công kích của tu tiên giả, thật đúng là một việc vô cùng liều mạng. Hàn Lập đặt mông ngồi lên mặt đất, sau đó ngẩng đầu nhìn lại phía đối diện. Chỉ thấy bức tường gió kia đã biến mất không thấy đâu nữa, lục sư huynh vốn lúc đầu trốn ở sau đó đã mở ra làm đôi, nằm trinh in thẳng cẳng ở đó không nhúc nhích, phía trên hai mảnh thi thể, cự kiếm đang lơ lửng tản ra ánh sáng xám nhàn nhạt, nhạt, chỉ là ánh sáng ảm đạm vô cùng. Chương 170, chiến lợi phẩm và hương diễm hàn lập giơ tay hướng lên không trung vẫy một cái cự kiếm kia lập tức quay đầu lại vụt bay trở về tới trước mặt hàn lập rồi lại trở về hình dáng phù lục như cũ nhẹ nhàng rơi xuống tay hàn lập vừa định đưa tay tiếp lấy lá phù bảo thì chỉ nghe bục một tiếng phù bảo đã bị biến thành cho tàn bị một cơn gió núi cuốn bay mất vô ảnh vô tung thấy tình cảnh như vậy hàn lập ngây người ngẩn ngơ nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười khổ phù bảo này xem như đã hoàn toàn bị hỏng rồi nó không còn bao nhiêu năng lượng sau trận chiến này rốt cuộc cũng tiêu hao hết việc này khiến cho hàn lập là kẻ biết rất rõ giá trị của phù bảo cảm thấy hết sức đau lòng nhưng cũng không còn cách nào khác dù sao có thể giết chết một cường địch như lục sư huynh không bỏ ra một cái giá đắt sao được tuy nhiên thanh giao kỳ của đối phương cũng là một chiến lợi phẩm không tệ có thể đền bù cho việc mất mát phù bảo này hơn nữa vẫn còn hai viên trúc cơ đan vẫn đang chờ hắn tới thu hoạch mà nghĩ tới đây hàn lập không khỏi phấn khởi trong lòng Nghĩ rằng trận ác chiến này đúng là vẫn có giá trị. Nếu như có thể dùng trúc cơ đan này là có thể thành công trúc cơ. Vậy, hắn sẽ không cần phải mạo hiểm tham gia huyết sắc ký luyện nữa. Dù sao, ở đó cũng có không ít tu tiên cường giả như Lục sư huynh, thậm chí còn mạnh hơn hắn nhiều. Một lúc sau, thông qua linh thạch thu nạp trong tay, Hàn Lập cảm thấy pháp lực đã khôi phục lại vài phần, liền đứng dậy, định nhặt lấy thanh giao kỳ ở cách hắn không xa. Nhưng vừa mới đứng thẳng dậy, từ đan điền liền truyền đến một cơn đau kịch liệt, giống như có vô số cương châm đâm vào. Hàn Lập đau quá ngồi thụp xuống ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, cắn răng nhăn nhó. Hàn Lập không nhúc nhích nổi, sau một thời gian chừng pha chén trà mới hít sâu một hơi, thấy cảm giác đau đớn đã bớt đi chút ít. Hàn Lập vẻ mặt buồn bực, nhếch mép vài cái, tại sao lại như vậy? Hắn biết rõ là vì vừa rồi đã nuốt một lượng lớn dược thảo lâu năm mặc dù linh lực bên trong đã bị hắn kịp thời hấp thu một ít nhưng do có quá nhiều đan dược tụ tập ở đan điền trở thành dị vật trong đó vẫn còn nhiều tạp chất của hắn nếu như không kịp thời giải trừ thì chắc chắn sẽ hậu hoạn vô cùng hàn lập mặc dù biết rất rõ phương pháp dùng linh thảo này không được phép làm như như vậy chắc chắn bản thân sẽ bị phản phệ nhưng lúc ấy vì bảo vệ tính mạng cũng đành phải mạo hiểm thử một lần quả nhiên thủ đoạn mạnh mẽ hấp thu linh khí này đã khiến hắn giữ lại được mạng mình trong cuộc chiến nhưng chỉ dựa vào việc nuốt thảo dược vẫn không đủ để hàn lập duy trì đến tận lúc cuối may nhờ có tốc độ cung cấp linh lực rất mau chóng của linh thạch bậc trung hắn mới có thể thủ thắng trong thời khắc mấu chốt nhờ vào việc dám tự hủy pháp thuật phòng ngự thủy cháo thuật của mình hai năm học tập nghiên cứu các tiểu kỹ xảo trước đây hàn lập trong lúc vô ý đã được ngô phong cho biết bây giờ đại bộ phận các đệ tử cấp thấp khi sử dụng phù lục đều bị một lỗi đó chính là đều tưởng rằng trừ khi kích phát phù lục phải mất linh lực ra thì phù lục sẽ không làm tiêu hao bất cứ pháp lực nào của người sử dụng. Kỳ thật, đó chính là một nhận thức sai lầm. Trên thực tế, khi kích phát phù lục, thì triển pháp thuật cũng đều phải thông qua linh lực của người sử dụng, vì đó chính là phương tiện để người đó khống chế, vận dụng pháp thuật. Nếu như pháp thuật vẫn chưa biến mất thì người sử dụng sẽ tiếp tục tự động hao tổng pháp lực để duy trì linh tuyến đó. Vì có loại linh tuyến này, Đệ tử luyện khí kỳ không thể nào thấy được hay cảm ứng được mà chỉ có thể duy trì pháp lực tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, cho nên đại bộ phận đệ tử đều quên mất. Vì vậy mới có nhận thức sai lầm đó, cho dù chỉ có vài đệ tử thực tình biết được điều này thì cũng không hiểu rõ lắm, cho nên cũng không tuyên truyền rộng rãi trong hang ngũ đệ tử cấp thấp, mà Ngô Phong chính là một trong những người biết điều này. Hắn thuận miệng nói ra trong lúc đang tán gẫu với Hàn Lập, nhưng lại được Hàn Lập cố tình ghi nhớ, thậm chí còn tự mình kiểm tra vài lần, quả nhiên đúng như vậy. Kết quả là trong lúc ác đấu vừa rồi, khi Hàn Lập phát hiện rằng sẽ phải đánh nhau lâu, lập tức nghĩ tới điều đó. Vì vậy quyết đoán thủ tiêu pháp thuật phòng ngự, nhằm giảm thiểu việc tiêu hao pháp lực. Mặc dù đã thực hiện khá sớm nhưng sau một thời gian thì pháp lực cũng đã tiêu hao không ít. Nhưng hiển nhiên vị lục sư huynh kia không hề biết việc này, Thủy Trung vẫn duy trì cái phong tường thuật đáng chết kia, mà không biết rằng chính phong tường thuật đó đã khiến hắn tiến dần từng bước vào chỗ chết. Cứ như vậy, cuối cùng hà lập dựa vào một chút pháp lực kiên trì hơn đối phương đó để thủ thắng nếu cứ đánh thẳng tay thì hắn chắc chắn không thể thắng nổi đối phương mặc dù vậy hàn lập cũng biết rằng lần thắng này cực kỳ hung hiểm sử dụng tất cả các tiểu xảo khó khăn lắm mới bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình thực lực của đối phương thực sự hơn hẳn hắn tuy nhiên bất kể nói thế nào thì hắn mới là kẻ sống sót hàn lập thấy cảm giác đau đớn giảm dần từ từ lần tới chỗ thanh giao kỳ rơi xuống gắng gượng cúi người nhặt pháp khí đó lên sau đó hoan hỉ kiểm tra lại vài lượt rồi thu tất cả vào túi chữ vật tiếp đó hắn tới bên người lục sư huynh nhìn thoáng qua khuôn mặt đầy máu rồi lảo đảo lục tìm các chiến lợi phẩm rất dễ dàng tìm thấy túi chữ vật ở nửa trên thi thể của đối phương hàn lập không khách khí dốc toàn bộ đồ vật trong túi chữ vật đổ ra hắn thấy ngay một chiếc bình màu xanh chứa trúc cơ đan và một cái hộp trong lòng mừng rỡ hắn vội vàng nhặt cái hộp và cái bình rồi mở ra kiểm tra quả nhiên trong đó đều có mùi đan dược mặc dù mùi có chút gai mũi nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được trong đan dược ẩn chứa linh lực cường đại nét mặt hàn lập càng vui vẻ hiển nhiên xác định chút cơ đan đó là thật hắn cũng không còn tâm trí để xác định vật phẩm khác nữa dù sao ở đây vừa phát sinh đại chiến không phải chỗ có thể ở lâu vì vậy nên đi sớm là hơn hàn lập thu thập toàn bộ đồ đạc trong túi chữ vật của lục sư huynh lại lúc đó mới hơi yên tâm một chút đang định đứng lên thở phào nhẹ nhõm đúng lúc đó phía sau đột nhiên vang lên tiếng gió tựa hồ như có cái gì đó mạnh mẽ đánh tới. Hàn lập thất kinh định nghiêng người tránh né, nhưng đan điền đột nhiên kịch liệt đau đớn, thân hình nhất thời ngưng lại. Tiếp theo, cả người đã bị một thân hình nữ tử mạnh mẽ ôm lấy. Hàn lập kinh ngạc, định tránh ra nhưng vì đan điền đau đớn, hơn nữa vừa mới đại chiến xong, tứ chi vô lực, thực sự tranh không thoát. thấy tình cảnh như vậy, Hàn lập mặc dù mơ hồ đoán được người ở phía sau nhưng vẫn nhịn không được quay đầu liếc nhìn một cái nhưng vừa mới quay được nửa mặt thì đã bị một khuôn mặt kiều diễm tú lệ đè lên không ngừng cuồng loạn hôn hàn lập quả nhiên chính là vị trần sư muội không thể động đậy nổi lúc đầu lúc này trần sư muội trên mặt đỏ bừng đôi mắt phun ra ngọn lửa tình dục tứ chi lại càng giống bạch tuộc ôm chặt lấy hàn lập từ phía sau không chịu buông ra thân thể mềm mại đầy đặn kinh người không ngừng cọ sát sau lưng hàn lập vì dục hỏa thiêu thân mà trong miệng phát ra tiếng rên rỉ ư a à, thì ra không lâu trước đó vị trần sư muội này mặc dù bị phong phượt thuật không thể động đậy nhưng do hàn lập đại chiến với lục sư huynh không hề ảnh hưởng tới nàng nên cả trận chiến trôi qua nàng cũng không hề bị thương trước khi trận chiến bắt đầu thì dược lực của hợp hoan đan thực ra đã phát tác trần sư muội đã bị tình hỏa thiêu đốt thần trí mơ hồ mắt thấy toàn ảo giác một lòng mong mỏi cùng người cầu hoan nhưng lúc đó vì nàng bị pháp thuật trói buộc không thể nào nhúc nhích nên bề ngoài không lộ gì chỉ có điều sâu trong nội tâm đã bị tình dục hành hạ khao khát nhưng vừa rồi hưu lực của phong phượt thuật rốt cuộc cũng hết trần sư muội vừa mới được tự do lại đang bị tình dục kích thích căn bản không ngần ngại lao tới nam nhân duy nhất ở đây hàn lập ôm chặt lấy hắn vì vậy mới xuất hiện màn cực kỳ hương diễm này nhưng hàn lập thực sự vẫn còn là đồng nam bị trần sư muội ôm hôn liền thấy trong lòng rung động một loại cảm giác khác thường nổi lên hơn nữa hắn vốn cũng chẳng phải là chính nhân quân tử gì cho nên có chút động tình liền không chút khách khí lấy tay hoạt động trên thân thể xích lõa của trần sư muội ngón tay di chuyển trên da thịt bóng loáng như tơ của nàng gặp phản ứng của hàn lập như vậy trần sư muội càng thêm cực kỳ khó chịu mặc dù nàng chưa từng có kinh nghiệm chuyện nam nữ nhưng bản năng cầu hoan trời sinh đã khiến nàng bắt đầu xé bỏ quần áo hàn lập nhưng hành động này của trần sư muội lại khiến hàn lập đang có chút thần hồn điên đảo trở nên thanh tỉnh lại vài phần hắn không dám tiếp tục dây dưa chơi đùa nữa vội vàng vung tay phải lộ ra một tờ định thần phù sau đó miễn cưỡng dùng chút pháp lực vừa mới khôi phục được, thì triển định thần thuật, ngăn cản Trần Sư muội lại. Tiếp theo, hắn nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay Trần Sư muội đặt nhẹ nàng xuống đất. chương 171, Phản hồi, Hàn Lập Thuận Thế đứng sang bên cạnh Trần Sư muội cúi đầu nhìn thật kỹ dung mạo xuân tình bột phát mê người này, ánh mắt đảo qua đảo lại, không khỏi dừng lại vài nơi trên thân thể xích lõa mềm mại. Hai vú vồng lên căng tròn, cái rốn xinh xắn, thậm chí cả khu vực thần bí tất cả đều làm cho Hàn Lập miệng lưỡi khô khốc, có chút mê muội. Hắn rất rõ, chỉ cần hắn nguyện ý, vư vật trước mặt lập tức có thể cho hắn thưởng thức tư vị tiêu hồn nhập cốt, hắn sẽ trở thành một nam nhân chân chính. Nhưng nhìn mãi rồi Hàn Lập cũng phải miễn cưỡng di chuyển ánh mắt quyến luyến của mình ra chỗ khác, trở lại trên khuôn mặt của nàng. Hắn nhíu mày, đột nhiên giơ một ngọn trỏ, chạm khẽ vào môi nàng, cảm nhận được cảm giác ướt át, mềm mại, rồi thu lại rất nhanh, tiếp tục nghe hơi thở phát ra từ mũi nàng đúng là hợp hoan đan xe nm ra kẻ đó cũng không nói láo chỉ trong chốc lát hàn lập lại hạ ngọn tay xuống lầu bầu nói tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục được sự tỉnh táo đại mỹ nữ xem ra vận khí của nàng cũng không tệ nếu không phải đã ăn xuân dược của hắn sợ rằng sẽ bị ta bịt miệng nhưng nếu đúng là hợp hoan đan thì không lo trước khi nhìn thấy ta người đã bị ảo giác căn bản sẽ không nhớ nổi khuôn mặt ta hàn lập nâng cầm nàng lên nhìn đôi mắt đẹp mê say của nàng khe khẽ nói thực ra phương pháp an toàn nhất chính là để cho nàng biến mất khỏi thế gian mặc dù là ảo giác nhưng vẫn còn có thể lưu lại một chút ấn tượng cho dù tỷ lệ này phi thường thấp nhưng nàng hẳn là rất may mắn ta dù không phải là người tốt nhưng cũng không phải hạng người độc ác sát nhân lại càng yêu ái phụ nữ nếu nàng là nam thì ta đã sớm bổ cho một đao không hề do dự như vậy đâu hàn lập tiếp tục tự nhủ trên mặt có chút bất đắc dĩ cười khổ sau khi nói xong Hàn Lập im lặng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp trong chốc lát, đột nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi kiểu diễm ướt ái của nàng, tự cho phép làm trò ngu ngốc một chút, mà nữ tử cũng nhiệt tình như lửa đáp lại. Sau một hồi tiêu hồn khá lâu, Hàn Lập mới quyến luyến rời khỏi đôi môi thơm mọng của nữ tử. Chuyện nam nữ quả thực là kỳ diệu, cho dù không thực sự tiêu hồn, nhưng hôn một cái cũng coi như là thù lao của ân cứu mạng chứ. Hàn Lập thì thào nói, bộ dáng không chịu thua thiệt cái gì. Hơn nữa, chúc cơ đan của nữ tử do đoạt được từ tay lục sư huynh, đương nhiên Hàn Lập sẽ không trả lại. Ừm, bộ dạng của nàng bây giờ đúng thật là làm người ta phải động tâm. Nếu không phải đã được nghe mã lão đầu nói, nam nữ có nguyên âm, nguyên dương chi thể thì khả năng thành công trúc cơ kỳ càng cao, thì sao ta có thể cự tuyệt chuyện tốt như thế này được? Sắc mặt Hàn Lập vãn rất bình tĩnh, nhưng lời nói lộ vẻ tiếc nuối. Dù sao một lần giao hoan so với đại nghiệp tu tiên, cái nào nặng, cái nào nhẹ, hàn lập dù dục hỏa trên người bốc cao nhưng vẫn phân định được rất rõ ràng. Về phần vị lục sư huynh kia, tại sao có thể bỏ qua việc đó mà vẫn muốn mê ra nữ tử này, hàn lập không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được. Gã mặt trắng kia bộ dạng phong lưu, thân thể nguyên dương sợ rằng đã sớm bị phá rồi, cho nên mới không hề cố kỵ. Hơn nữa có lẽ một phần do không đủ tự tin về trúc cơ của mình nên trần trừ đến giờ vẫn chưa dùng trúc cơ đan, thực ra hôm nay lại thành tiện nghi cho Hàn Lập. Hàn Lập trong lòng đã có chủ ý, nên cũng không định lãng phí thêm thời gian nữa hắn dùng hỏa đạn thuật đào một cái hố to cách đó không xa ném thi thể lục sư huynh vào đó sau đó dùng lửa đốt thành cho bụi đem bùn đất lấp lại hoàn toàn hủy thi diệt tích tiếp theo hàn lập quay trở lại địa phương đánh nhau đem các dấu vết dùng một tranh trường đao trong túi chữ vật mà xóa sách đi làm cho người ta nhìn không ra một chút đầu mối nào sau khi cho trần sư muội mặc lại quần áo thì ám nàng ta vội vàng bay khỏi nơi đây hắn bay về phía tây liên tiếp hơn trăm dặm mới tìm một cái hang bí mật hạ xuống bố trí nữ tử ở trong hang hàn lập vốn định đi ngay lập tức nhưng khi quay đầu thoáng nhìn qua khuôn mặt đỏ bừng của nàng không khỏi có chút mềm lòng lại quay người tới trước mặt trần sư muội lần nữa hắn lấy từ trong áo ra một cái bình màu trắng lấy ra một chút phấn trắng vào tay cho vào trong miệng nữ tử nhưng vẫn tự lẩm bẩm hợp hoan đan này là dâm độc Mặc dù không thể lấy mạng người nhưng trong thời gian dài nếu không giải được sẽ vẫn làm nguyên khí đại thương. Ta lại phải làm việc thiện thêm lần nữa, giúp người giải trừ độc. Thanh linh tán này, vừa may có thể giải được độc này. Hàn Lập vừa nói, vừa nhìn thấy nữ tử liếm ngón tay hắn, bộ dạng quyến rũ như vậy khiến Hàn Lập lại một trận thất thần. Hàn Lập cũng không dám dây dưa, vội vàng thu bình lại, đạp lên pháp khí bay đi. Hắn biết, không lâu nữa, nữ tử sẽ tỉnh táo lại, lúc đó khó tránh khỏi phiền phức lớn.